Ông ta dừng một chút, giống như đang chờ nhận lời chế giễu, nhưng lại không nhìn được biểu cảm mà ông ta muốn từ trên mặt Lý Dục Thần, liền cảm giác vô cùng thất vọng, sắc mặt thay đổi. Ông sẽ lập tức phải chết, người chết biết một chuyện cũng được, mà hai chuyện cũng thế, đều không quan trọng. Ông nói đúng, người chết không có gì quan trọng cả. Tôi vốn còn muốn hỏi một chút về cung Lăng Yên, nhưng ông sắp phải chết rồi, không hỏi cũng được. Nguyên Định Nhất nghe được ba chữ cung Lăng Yên thì thay đổi sắc mặt, hỏi, cậu biết cung Lăng Yên? Rốt cuộc cậu là ai? Bỗng nhiên ông ta lại trừng mắt Lý Dục Thần, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng được. Cậu họ Lý, chẳng lẽ câu là, giống, đúng là rất giống. Lý Dục Thần biết ông ta đã nhận ra thân phận của mình, ánh mắt anh trở nên hung dữ, nói ra, chuyện thứ hai mà tôi tới tìm ông chính là muốn hỏi một chút, năm đó nhà họ Lý đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Định Nhất đột nhiên cười ha ha, nhóc con, cậu thật sự muốn biết năm đó nhà họ Lý đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng nếu cậu biết, chẳng những không có tác dụng gì với cậu, nói không chừng cậu sẽ còn điên mất. Lý Dục Thần nhíu chặt mày lại, không biết Nguyên Định Nhất nói lời này là có ý gì. Nguyên Định Nhất thu hồi tiếng cười, lạnh lùng nhìn anh. Nhóc con, tôi quả thật không nghĩ tới thế mà con trai của cung Lăng Yên và Lý Vân Hoa vẫn còn sống. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng, dù sao hôm nay cậu cũng sẽ chết. Điều này cũng không nên trách tôi, là tự câu đưa tới cửa muốn chết. Nói như vậy, năm đó huyết án của nhà họ Lý là do ông gây nên, Lý Dục Thần lạnh giọng nói. Nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì cứ coi như là vậy đi. Dù sao cậu nghĩ thế nào cũng không quan trọng, người chết nghĩ như thế nào cũng không đáng kể, đúng không? Ha 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 ha! Nguyên Định Nhất lại cười. Tiếng cười của ông ta bỗng nhiên trở nên âm trầm không thể nắm lấy. Ngay cả các đạo sĩ ngoài điện nghe được cũng sợ hãi trong lòng, không biết sư tôn nhà mình bị làm sao. Cung Lăng Yên à cung Lăng Yên, bà có tưởng tượng được không, cốt nhúc cuối cùng của bà và Lý Vân Hoa lại sắp chết trong tay tôi. Ai bảo lúc trước bà không nghe tôi, ai bảo bà không chịu theo tôi. Nếu như bà theo tôi, làm sao lại rơi vào kết cục như vậy? Trong giọng nói của Nguyên Định Nhất lộ ra vẻ ghen tị và căm hận. Bộ mặt của ông ta bắt đầu trở nên dữ tợn, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác, vung phất trần trong tay lên, từng sợi phất trần phấp phới, lao về phía Lý Dục Thần. Cái phất trần này là công lực suốt đời của ông ta ngưng tụ ra, cũng ngưng tụ cả hận ý mấy chục năm của ông ta. Nguyên Định Nhất muốn phá hủy khuôn mặt vừa nhìn thấy đã khiến ông ta nhớ tới một người khác, cũng khiến trong lòng ông ta rất không thoải mái này đi, giống như phá hủy khuôn mặt khiến ông ta ghen tị năm đó. Ông ta giống như nhìn thấy bọn họ thống khổ, bọn họ hối hận, bọn họ đáng thương quỳ trước mặt ông ta cầu xin ông ta hay tha cho con mình. Từng sợi tơ phất trần kéo dài thẳng tắp, cứng rắn như thép, nhỏ như châm, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của Lý Dục Thần. Sau đó tiếp tục kéo dài, tất cả đều đâm ầm ầm vào trong cánh cửa gỗ nặng nề của đại điện kia. Nhìn qua, Lý Dục Thần đã chết đến mức không thể chết hơn. Lý Thiên Sách à Lý Thiên Sách, không nghĩ tới đúng không, cốt nhục cuối cùng của nhà họ Lý mấy người sẽ chết trong tay tôi. Nhà họ Lý sẽ tuyệt hậu trong tay tôi. Ha 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 ha. Khắp khuôn mặt Nguyên Định Nhất là vẻ dữ tợn, ánh mắt tràn đầy oán hận, giống như đã phát tiết toàn bộ oán khí góp nhặt mấy chục năm ra ngoài, sau đó cười như điên. Lúc này, bên ngoài mới bộc phát ra những tiếng hoan hô. Đã lâu rồi các đệ tử Vạn Ninh Cung không được thấy sư tôn ra tay, càng chưa bao giờ thấy pháp thuật bén nhọn như vậy. Sau khi Nguyên Định Nhất cười xong, chợt thấy có chút không đúng, liền nhìn về phía Mã Sơn và Lang Dụ Văn đi theo Lý Dục Thần. Hả? Nguyên Định Nhất phát hiện thế mà hai người này lại không có một chút kinh ngạc và sợ hãi, giống như ông ta giết Lý Dục Thần đã sớm nằm trong dự đoán của bọn họ vậy. Hai người không sợ sao? Mã Sơn cười ha ha, sợ cái gì? Sợ mấy sợi tơ kia của ông á? Còn không dài bằng lông chim tôi đâu. Ha ha, tên lỗ mũi trâu này, có phải trong đúng quần ông không có hàng, cho nên mới cầm cái phất trần này trong tay chơi suốt ngày không? Ha ha ha! Nguyên Định Nhất giận dữ. Phất trần trong tay chuyển hướng, tơ trắng khoan thai lùi về, nhắm ngay Mã Sơn, bắn ra lần nữa. Thế nhưng lần này sợi tơ phất trần chỉ đi đến nửa đường, lại đột nhiên biến thành mềm nhũn, không còn khí thế như kim cương như lúc ông ta bắn Lý Dục Thần trước đó nữa, mà trở nên giặt dẹo, rơi xuống đất. Mã Sơn chỉ vào phất trần trong tay ông ta, cười to nói, nhìn xem, mềm nhũn đi, ông đúng là không được rồi.
Nguyên Định Nhất vừa sợ vừa giận, thu hồi phất trần xem xét kỹ. Vừa rồi ông ta đã lấy pháp lực kích phát sợi tơ phất trần, nửa đường bỗng nhiên gián đoạn, pháp lực không có cách nào truyền vào nữa, còn tưởng rằng là phất trần xảy ra vấn đề, thế nhưng nhìn kỹ lại vẫn tìm không ra vấn đề. Mã Sơn trong lúc vô tình đã đâm trúng nỗi đau của ông ta. Năm đó lúc ông ta luyện công tẩu hỏa, mắc phải bệnh tật này, cho nên mới đến Mao Sơn xuất gia, bái trưởng giáo của Mao Sơn lúc ấy là Khuê Tiên Phượng làm sư phụ. Nghe nói Mao Sơn có bí thuật gõ mai gọi rùa, vốn dĩ cho rằng có thể trị hết bệnh dữ của ông ta, lại không nghĩ sư phụ không chịu dạy ông ta, nói bệnh này của ông ta có thể trợ giúp ông ta tu hành, cho nên đến bây giờ bệnh này vẫn còn ở đó. Nguyên Định Nhất vô cùng kinh sợ, cho rằng Mã Sơn mới thật sự là cao thủ, liền dồn hết toàn bộ lực chú ý vào trên người anh ta. Mã Sơn nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta thì biết mình nói bậy nói bạ đại khái là chúng, càng thấy buồn cười, cười đến ôm bụng, không đứng thẳng lên được. Nguyên Định Nhất không nhìn ra một chút thần khí dao động nào từ trên người Mã Sơn, càng cảm thấy khó hiểu. Lúc này, ông ta mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ ông ta mới phát hiện Lý Dục Thần bị sợi tơ phất trần xuyên qua, vốn nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa ngã xuống, trên người cũng không hề đổ máu, mà vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, phối hợp với lời nói và tiếng cười của Mã Sơn, hai người giống như đang biểu diễn một vở hài kịch vậy. Nguyên Định Nhất càng thêm tức giận, nghĩ đến bị con trai của Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên ở trước mặt cười nhạo mình vô năng, cũng giống như bị Cung Lăng Yên biết bệnh của ông ta. Lại giống như Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên đang cười nhạo ông ta, đây quả thực là một nỗi nhục cực lớn. Bí mật giấu ở trong lòng mấy chục năm, không nghĩ tới bị Mã Sơn vạch trần, Nguyên Định Nhất đơn giản là muốn nổ tung ra. Ông ta bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên phất trần. Từng giọt máu tươi rơi vào bên trên sợi phất trần, ngay lập tức, những sợi tơ kia giống như rắn chết sống lại tiếp tục chuyển động. Sợi tơ đỏ trắng giao nhau bay múa một lần nữa. Xuất hiện toàn bộ đại điện, giống như một tấm lưới lít nha lít nhít bao phủ lấy tất cả mọi người, bao gồm cả các đạo sĩ Vạn Ninh Cung. Sư tôn, mau thả bọn con ra. Các đạo sĩ có chút sợ hãi la lên. Nguyên Định Nhất lại không để ý đến bọn họ, mà lấy ra mấy lá bùa, rung tay lên, từng lá bùa chợt bốc cháy, hóa thành ngọn lửa bay ra ngoài, rơi vào trên sợi tơ đang bay múa. Sợi tơ phất trần liền bốc cháy, nhanh chóng lan tràn đến cả tấm lưới. Biến thành một tấm lưới lửa. Tất cả mọi người trong lưới đều bị ngọn lửa bốc cháy hừng hực bao vây, giống như rơi vào lửa địa ngục. Sư tôn, mau thả chúng con ra ngoài. Sư tôn, mau cứu con. Sư tôn. Các đạo sĩ cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao kêu to. Ha 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 ha, Nguyên Định Nhất dữ tợn điên cuồng cười to, mấy người dám chế giễu tôi. Người biết bí mật của tôi đều phải chết, ngay cả lão đạo Khuê Tiên Phượng kia cũng đã chết. Huống chi là mấy người. Các đạo sĩ quay sang nhìn nhau, không thể tin được điều ông ta nói là sự thật. Sư tôn, người đang nói cái gì vậy? Chúng con không biết bí mật của người. Đúng vậy sư tôn, chúng con không biết cái gì hết. Mã Sơn xem như đã hiểu ra, mình thuận miệng bịa chuyện, lại thật sự là vạch trần lão đạo sĩ này chim bé. Lão già này, vậy mà lại sợ để lộ bí mật mình bé đến mức muốn giết cả các đồ đệ. Đây là ngắn đến mức nào chứ? Lửa cháy càng ngày càng to, Mã Sơn quyết định đổ thêm dầu. Anh ta tin tưởng Lý Dục Thần có thể phá được cục diện này, nếu Lý Dục Thần không phá được, như vậy nhất định phải chết rồi, nếu hẳn phải chết, vậy thì càng phải nói cho đã miệng. Ê, Khuê Dì Phượng mà ông ta nói kia là ai vậy? Bên trong đám đạo sĩ có người không biết là ngu hay là ngốc, tức giận đáp lại một câu, tên của sư tổ mà anh cũng dám nói thẳng sao? Mã Sơn cười ha ha, đám ngốc nghếch này, mấy người còn không nghe rõ sao. Người nào biết bí mật của sư tôn mấy người đều bị ông ta giết, ngay cả sư tổ của mấy người cũng bị ông ta giết. Bây giờ mấy người cũng đã biết bí mật này, cho nên ông ta cũng muốn giết mấy người. Ha ha ha, các đạo sĩ vẫn không dám tin tưởng. Anh nói bậy, chúng tôi không biết cái gì cả. Không biết sao, vậy tôi nói cho mấy người biết. Thứ trong đũng quần của sư tôn mấy người còn nhỏ hơn cả ngón út, ngắn hơn cả ngón cái của mấy người, chính là một hạt. Đậu nành, ha 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 ha, đậu nành đại sư, tôi nói đúng không? Ha 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 ha. Lời của Mã Sơn khiến Lang Dụ Văn cũng không nhịn được nở nụ cười. Bốn phương tám hướng đều là lưới tơ lửa cháy hừng hực, cả đại điện đều giống như địa ngục,
thế mà hai người bọn họ còn ở chỗ này cười. Mã Sơn còn dễ nói, từ nhỏ đã không sợ chết, bây giờ lại tập võ, nhưng Lang Dụ Văn chỉ là một thư sinh yếu đuối, lại không sợ chết, lúc này còn có thể cười, có một tinh thần không biết sợ khiến Lý Dục Thần không khỏi càng đánh giá ông ta cao hơn một chút. Hai người này đứng đó cười, Lý Dục Thần cũng mỉm cười. Các đệ tử Vạn Ninh Cung lại không cười được. Bọn họ biết cho dù Mã Sơn nói không phải sự thật, nhưng cũng đúng đến 8-9 phần 10. Vốn dĩ còn muốn giả ngu, nhưng bây giờ Mã Sơn vừa nói ra, muốn giả ngu cũng không được nữa. Mấu chốt là đột nhiên biết hai bí mật, ngoại trừ sư tôn chim ngắn ra còn có tổ sư ra chết như thế nào. Nếu như chuyện này truyền đến Vạn Phúc Cung, Mao Sơn coi như có trò hay để xem. Cho nên trong lòng mấy đệ tử thông minh đã biết rất rõ ràng, nguyên định nhất tuyệt đối sẽ không để bọn họ được sống. Còn có mấy người ngốc nghếch, hoặc là có quan hệ tốt với nguyên định nhất, tự cho là thân tín của ông ta, vẫn còn đứng đó kêu gào. Sư tôn, bọn con không biết gì hết, giết mấy người này, sẽ không có ai biết. Nhưng bọn họ nói kiểu này, sắc mặt nguyên định nhất càng thêm dữ tợn. Tất cả mấy người đều phải chết. Ông ta vừa dứt lời, lại lấy ra mấy lá bùa, phun lên một ngụm máu rồi vung ra trong không trung. Càn khôn vô cực, thiên la địa võng, thu. Lưới lửa xung quanh lập tức nhanh chóng co lại. Mỗi một sợi tơ đều giống như lưỡi dao chém vào không gian, mang theo ngọn lửa hừng hực. Nhiệt độ trong đại điện bỗng nhiên lên cao, mà không gian cũng đang không ngừng thu nhỏ. Các đạo sĩ đều rơi vào tuyệt vọng, ngay cả hai chữ sư tôn cũng không kêu được nữa. Mà đúng lúc này, chẳng biết từ lúc nào cũng không biết từ chỗ nào, trong đại điện bỗng nhiên sinh ra rất nhiều sương mù màu tím, lan dọc ra theo sàn nhà, giống như trong hư không có người cầm bình chữa cháy phun khắp nơi vậy. Sương mù tím tản ra đến dưới chân mọi người, liền biến thành từng đám mây màu tím, bao vây mọi người lại. Tấm lưới lửa kia vừa mới chạm vào đám mây màu tím, tất cả những ngọn lửa đang cháy liền bị dập tắt, mà sợi tơ như lưỡi dao cắt chém tất cả kia lúc chạm phải đám mây cũng giống như sợi bông đụng phải bông, thân thiết quấn quýt, không ai làm hại ai cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Mã Sơn và Lang Dụ Văn biết đó là cái gì, bọn họ đã tận mắt thấy Lý Dục Thần đạp chân lên đám mây màu tím này từ trên trời giáng xuống trong buổi hôn lễ độc đáo ở tiền đường. Sắc mặt nguyên định nhất trở nên trắng bệch, run rẩy nói. Cái này, đây là, tử. Ông ta ấp úng nửa ngày cũng không nói ra là tử cái gì, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lý Dục Thần cầm Như Ý trong tay, nhẹ nhàng vung lên, mây tím cả phòng đều tập trung vào trong tay anh. Mà ngọn lửa hừng hực trong đại điện bây giờ ngay cả một đốm lửa cũng không còn. Tơ phất trần bay xuống đầy trời, phía trên còn dính từng vết máu, giống như tóc trắng mang máu. Nguyên định nhất nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, cậu, sốt của cậu, là ai? Tôi là Lý Dục Thần, con trai của Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên, không phải nguyên đạo trưởng quên nhanh như thế chứ, Lý Dục Thần đáp. Không, không có khả năng, nguyên định nhất không ngừng lắc đầu. Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên thành đôi 20 năm trước, nếu như cậu là con của bọn họ, năm nay cũng chỉ tầm 20. Cho dù Cung Lăng Yên di truyền hết gen thiên phú của bà ta cho cậu, cho dù lúc bà ta mang thai đã truyền cho cậu đạo pháp, cậu cũng chỉ mới tu hành 20 mấy năm, làm sao có thể sử dụng được Thiên Vu Tử Vân. Thiên Vu Tử Vân. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Như Ý trong tay, cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng là trên Như Ý có viết hai chữ thượng cổ Tử Vân, nhưng cũng không nhắc tới Thiên Vu. Nếu thật sự là Thiên Vu, đó chính là thánh khí của Vu tộc. Mà cho dù anh có là đệ tử của Thiên Đô, tiến vào tàng thư các ở Thiên Đô, xem hết tất cả danh sách tiên khí trong thiên hạ, anh cũng không thể nhận ra được pháp khí này, làm sao Nguyên Định Nhất lại nhận ra. Ông nhận ra thứ này. Ánh mắt Nguyên Định Nhất lấp lóe, dường như đang né tránh cái gì. Hừ, chuyện đã tới nước này, nói cho cậu cũng không sao. Tôi vốn đến từ Vu tộc, nhiều thế hệ ẩn cư ở Miêu Cương, Thiên Vu Tử Vân là pháp nhân vu thuật thời thượng cổ truyền lại từ thời nữ oa nương nương. Cậu có thể sử dụng được pháp khí này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Bây giờ Lý Dục Thần mới biết được không phải Nguyên Định Nhất nhận ra kiện pháp khí này, mà là coi mây tím thành bí thuật của Vu tộc. Nhưng điều này cũng có thể chứng minh Tử Vân Như Ý có lẽ cũng là một loại vũ khí. Nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường, cậu là con trai của Cung Lăng Yên. Nhà họ Cung là đời thứ hai của Ma Vu,
cũng có vu pháp truyền thừa, còn có huyết mạch thiên ma. Xem ra, cậu đúng là đã kế thừa hoàn toàn gen của mẹ mình. Ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Dục Thần, cậu chưa được nhìn thấy mẹ mình, không biết bà ta đẹp đến mức kinh thế hãi tục như thế nào đâu. Chỉ cần nhìn thấy bà ta một lần là sẽ không bao giờ có thể quên được. Nếu như không phải do bà ta, tôi cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ ngày hôm nay. Có lẽ, bây giờ tôi vẫn còn đang yên ổn làm vu sư ở Miêu Cương. Nói đến đây, giọng nói của Nguyên Định Nhất đột nhiên trầm thấp. Lý Dục Thần vốn muốn chờ chính Nguyên Định Nhất nói ra, thế nhưng ông ta nói đến đây liền ngừng lại, cúi đầu trầm tư, giống như đang nhớ lại chuyện cũ gì đó không thể quên được. Lý Dục Thần đợi một hồi, thấy ông ta không có ý định nói tiếp, liền hỏi, cho nên ông mới ghi hận trong lòng, diệt cả nhà họ Lý. Nguyên Định Nhất ngẩng đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cậu rất muốn biết chân tướng nhà họ Lý bị diệt môn sao? Cậu rất muốn báo thù à? Ha ha, tôi nói cho cậu biết, mối thù này, cậu không báo được đâu. Cho dù cậu có thiên phú dị bẩm, cho dù cậu có pháp lực cao cường, cậu cũng không có khả năng báo thù. Lý Dục Thần nhíu mày, làm sao ông biết tôi không báo thù được? Bởi vì kẻ thù của cậu không thể giết được. Còn không bằng không biết, nếu biết, cậu sẽ chỉ rơi vào thống khổ thật sâu thôi, Nguyên Định Nhất nói. Lý Dục Thần nhìn chằm chằm Nguyên Định Nhất, ánh mắt lộ ra một chút sát ý rét lạnh. Nguyên Định Nhất không tự chủ được mà run rẩy một chút. Nhưng ông ta cũng không lùi bước, mà nhìn nhau với Lý Dục Thần. Ông chỉ đang giải vây cho mình, muốn dọa lui tôi thôi, Lý Dục Thần nói, ông cho rằng như thế, tôi sẽ buông tha cho ông sao? Nhà họ Lý diệt môn chính là do ông làm, đúng không? Nguyên Định Nhất bỗng nhiên cười ha ha, nhà họ Lý sao? Lý Dục Thần, hình như cậu còn chưa hiểu rõ về nhà họ Lý lắm thì phải. Cậu cũng quá coi thường thế gia số một thủ đô năm đó rồi. Nếu tôi có thể giết cả nhà họ Lý, vậy nhà họ Lý đã sớm bị diệt môn không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu có biết năm đó nhà họ Lý có bao nhiêu cao thủ không? Mặc dù người bố kia của cậu chỉ là một cậu ấm chính thống, ngoại trừ chơi gái cái gì cũng không biết, nhưng mẹ cậu lại là cô chủ nhà họ Cung. Nhà họ Cung ở Tây Nam, ngay cả vô sư cũng không dám trêu chọc. Lời của Nguyên Định Nhất không phải không có lý. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Dục Thần cũng đã có chút hiểu biết về thực lực của các thế gia đại tộc, đương nhiên anh sẽ không coi thường thế gia số một thủ đô năm đó. Cho nên ông mới công bố thân phận của mẹ tôi, mượn danh nghĩa Mao Sơn, liên hợp với chính đạo thiên hạ, một đêm diệt nhà họ Lý, anh nghiêm nghị nói. Nguyên Định Nhất sửng sốt một chút, lập tức bật cười ha ha, nói, hóa ra cậu cũng biết thân phận của bà ta. Ha ha ha, nếu cậu đã biết, còn phải hỏi tôi làm gì? Muốn báo thù sao? Đi đi, đi giết sạch chính đạo trong thiên hạ đi. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Bạch Vân Quan, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi, Trung Nam, Thiên Sơn, Vương Ốc, Ủy Vũ. Đi đi, đi giết đi, để xem cậu có thể giết được bao nhiêu, ha ha ha. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, nhưng tôi có thể giết ông trước. Nguyên Định Nhất dường như không hề sợ hãi, không sai, cậu có thể giết tôi trước, nhưng nếu cậu giết tôi, sẽ vĩnh viễn không biết rốt cuộc là người nào tham gia vào chuyện năm đó. Đương nhiên, cậu cũng có thể giết sai 1000 chứ không buông tha một người. Giết đi, dù sao cậu cũng đã biết thân phận của mẹ cậu rồi, bà ta là ma nữ, cậu là con trai của ma nữ, vừa vặn có thể thức tỉnh ma tính trên người cậu, giết đi. Ha ha ha. Hừ, ông thật sự cho rằng tôi không dám sao? Lý Dục Thần vốn còn muốn hỏi lại một chút chân tướng ra. Nhưng sự ngông cuồng của Nguyên Định Nhất khiến anh giận dữ, ngọn lửa thù hận bắt đầu bốc cháy lên trong lòng anh. Dù sao chân tướng đã nổi lên mặt nước, chỉ còn thiếu một vài chi tiết mà thôi. Không quan trọng, những môn phái kia, cứ đi từng nhà là được. Người nào từng tham gia giết chóc, không có một ai chạy thoát được đâu. Anh thu hồi Tử Vân Như Ý, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Vừa thấy được thanh kiếm kia, Nguyên Định Nhất lập tức thay đổi sắc mặt. Cả kinh nói, cậu đã đi bí cảnh. Ông còn biết bí cảnh, Lý Dục Thần kinh ngạc. Đó là thánh địa vu tộc, làm sao tôi lại không biết, Nguyên Định Nhất lớn tiếng nói, cậu đi vào kiểu gì? Không có khả năng. Ông không cần biết, nhưng mà nghe ông nói vậy, quả thật tôi rất muốn bớt chút thời gian đi Miêu Cương một chuyến, thăm hỏi đám đại vu của vu tộc các ông. Sắc mặt Nguyên Định Nhất thay đổi mấy lần, ánh mắt không ngừng lấp lóe, nói, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì?
Tôi sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện về nhà họ Lý năm đó cho cậu, cũng đưa danh sách những người từng tham gia vào án diệt môn của nhà họ Lý cho cậu, cậu hãy nói phương pháp tiến vào bí cảnh cho tôi. Chỉ như vậy. Đúng, chỉ như vậy, Nguyên Định Nhất có chút mong đợi nhìn anh, thế nào? Thành giao chứ? Không. Lý Dục Thần nói, kiếm huyền minh trong tay tỏa ra ánh sáng đen xì, cả phòng rơi vào bóng tối. Thấy Lý Dục Thần không chịu thỏa hiệp, Nguyên Định Nhất đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, nhóc con, cậu cho rằng giết tôi sẽ có thể báo thù sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không báo thù được. Cho dù cậu từng vào bí cảnh, cho dù cậu có học được bí thuật thượng cổ, cậu cũng không báo thù được đâu. Bởi vì kẻ diệt cả nhà họ Lý, không phải người khác, chính là mẹ cậu Cung Lăng Yên. Ha ha ha, nói hưu nói vượn. Ánh mắt Lý Dục Thần vô cùng hung dữ, mặt như ác sát nhìn chằm chằm Nguyên Định Nhất. Kiếm huyền minh trong tay bắn ra ánh sáng đen, lực lượng hắc ám kia giống như có thể cắn nuốt tất cả. Nhóc con, tôi sẽ nói cho cậu biết, nhà họ Lý bị diệt môn chính là do một tay nhà họ Cung bày kế. Nhà họ Cung là hậu duệ của Vu tộc thượng cổ, về sau bị ma giáo đặt vào dưới trướng, trở thành một chi thánh tộc ma giáo. Mẹ cậu Cung Lăng Yên là thánh nữ, từ khi sinh ra đã tiếp dẫn thiên ma, truyền thừa huyết mạch trách nhiệm của thiên ma. Loại người như bà ta, sao lại phải gả cho một cậu ấm ăn chơi như Lý Vân Hoa? Tất cả những điều này đều là âm mưu của ma giáo. Mục đích đúng là muốn tiêu diệt nhà họ Lý, thuận tiện dẫn người của chính đạo tới nhà họ Lý, tiêu diệt một thể, để cho huyền môn Hoa Hạ bị thương nặng. Tất cả những điều này đều là người nhà họ Cung bày kế, bắt đầu từ lúc ông bố ngốc nghếch của cậu đến Điền Nam. Bố mẹ cậu gặp nhau, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Ha ha ha! Ông nói bậy, Lý Dục Thần cả giận nói, hai người đó là thật lòng yêu nhau. Ông ở chỗ này nói hưu nói vượn, đáng chết. Vậy cậu giết tôi đi, vì sao lại không ra tay? Bởi vì chính cậu cũng biết điều tôi nói chính là sự thật. Còn có rất nhiều chuyện mà cậu không biết, ví dụ như, về sau mẹ cậu đã đi đâu, ha ha ha. Cậu giết tôi đi, nếu giết tôi, cậu sẽ vĩnh viễn không có khả năng biết đâu. Ha ha ha. Không biết vì sao mà bàn tay của Lý Dục Thần có chút run rẩy. Đương nhiên anh không cho rằng lời Nguyên Định Nhất nói chính là chân tướng, nhưng cũng không thể nói không có chút logic nào. Thậm chí chính anh đã từng thoáng hiện ra suy nghĩ và suy đoán tương tự, chỉ là không dám nghĩ sâu hơn thôi. Từ xưa tiên ma đã đứng ở hai bên đối lập, mẹ là ma nữ, đây là sự thật, nhà họ Cung thật sự sẽ tùy ý để thánh nữ nhà mình gả cho một cậu ấm ở thủ đô sao. Trong lòng Lý Dục Thần có chút hỗn loạn, những luồng ánh sáng đen sinh ra trên kiếm huyền minh quấn quanh cổ tay anh, dần dần xâm nhập vào trong làn da và mạch máu của anh từng chút một. Trong đầu anh lại hiện ra điệu múa thiên ma, bên tai lại vang lên tiếng ca thiên ma. Chấm, xiết 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 xiết. Một luồng khí ngang ngược khó mà ức chế từ đáy lòng dâng lên. Tại sao nhà họ Cung lại muốn diệt nhà họ Lý? Nếu ông không nói ra lý do, tôi sẽ đánh nát ba hồn bảy phách của ông, khiến thần hồn của ông sẽ biến mất mãi mãi. Ánh mắt Lý Dục Thần lạnh như băng, nhìn thẳng vào Nguyên Định Nhất. Nguyên Định Nhất cũng cảm nhận được lệ khí trên người Lý Dục Thần, đột nhiên có chút sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn điên cuồng cười to, nói ra, bởi vì nhà họ Lý đã cất giấu thứ mà bọn họ không nên có. Thứ gì? Thánh vật tiếp dẫn thiên ma. Trong lòng Lý Dục Thần chấn động, nhớ tới thiên hồn tàn bích trên người. Đây là tín vật định tình mà bố đưa cho mẹ, cũng là bảo bối quan trọng giúp mẹ loại bỏ tâm ma thánh nữ. Lý Dục Thần vẫn chưa tìm hiểu được tác dụng của thứ này, nhưng có một điều anh có thể khẳng định. Cái ngọc bích này có thể giấu hồn đoạt phách, bên trong lại vô cùng thâm thúy, giống như một cái cửa thần bí nối liền với một nơi thần bí gì đó. Chỉ là bởi vì nó tàn khuyết không đầy đủ nên không có cách nào dò xét. Anh tìm được một miếng mà bố mẹ để lại ở nhà tổ tiên của nhà họ Lý, cộng thêm một miếng ở nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, đã gần đủ 2/3. Nếu có thể tìm ra còn hơn 1/3 còn lại, có lẽ sẽ có thể phá giải được bí mật này. Thánh vật gì? Lý Dục Thần hỏi. Tôi cũng không biết, sao nhà họ Cung lại có thể nói những điều này cho tôi được. Tôi chỉ là một vu giả bình thường ở Miêu Cương, nhà họ Cung lại là một mạch cổ vu, thánh tộc ma giáo. Bọn họ căn bản là xem thường tôi, bao gồm cả mẹ của cậu, cho dù tôi có tỏ ra ân cần thế nào thì bà ta cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Sau khi nói đến đây, giọng điệu của Nguyên Định Nhất có thêm mấy phần u oán,
ánh mắt cũng tràn ngập vẻ không cam lòng. Những điều mà ông nói căn bản không hợp lý, Lý Dục Thần nói, nếu như là vì thánh vật, mẹ tôi gả vào nhà họ Lý, nghĩ biện pháp lấy đi là được, cần gì phải mạo hiểm đưa ra kế sách diệt môn. Cậu nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của bọn họ cũng là như thế. Bởi vì người bố ngốc nghếch vì phụ nữ mà cái gì cũng làm được của cậu, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nghe nói mẹ cậu đã lấy được thánh vật, nhưng bà ta lại không giao cho nhà họ Cung. Nguyên Định Nhất dừng lại một chút, thở dài. Thế mà bà ta lại thật lòng yêu cậu ấm thủ đô đó, Hoa Hoa công tử cả đời không biết đã chơi bao nhiêu phụ nữ. Vì người đàn ông kia, thế mà bà ta lại không tiếc phá hủy toàn bộ ma công của mình, mạo hiểm bị thiên ma phệ hồn cũng muốn loại bỏ ma tâm thánh nữ. Bà ta làm như thế, chẳng những hại mình, cũng hại toàn bộ nhà họ Cung. Thánh nữ phản bội là điều không thể tha thứ ở ma giáo. Điều này khiến toàn bộ gia tộc cũng trở thành phản tộc. Vì để bảo vệ gia tộc, nhà họ Cung mới thay đổi ý định, quyết định diệt nhà họ Lý, mang thánh nữ về, đương nhiên còn có thánh tử là cậu nữa. Thánh tử. Con gái của thánh nữ đương nhiên chính là thánh tử. Mỗi một thánh tử đều sẽ được đưa về thánh địa, tiếp nhận kiểm tra huyết mạch, để xem có phải thiên ma chuyển thế hay không. Lý Dục Thần nhíu mày. Đây là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. Thánh địa ma giáo ở đâu? Ha ha, cậu quá đề cao tôi rồi. Làm sao tôi biết được thánh địa ma giáo ở đâu chứ? Không phải cậu đã từng đi qua bí cảnh hoang trạch sao? Nguyên Định Nhất nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, thăm dò hỏi, nơi đó là thánh địa vu tộc, vu ma thượng cổ cùng tồn tại, hẳn là sẽ có manh mối, sao cậu lại không biết cái gì vậy? Lý Dục Thần trầm tư. Lối vào bí cảnh đã đóng lại. Sau khi anh lấy được kiếm huyền minh, con rồng kia đã trốn thoát, không có rồng trợ giúp, lấy năng lực hiện tại của anh, không mở được kết giới bí cảnh. Mà quan trọng là cho dù đi vào, anh cũng không đánh lại con rồng kia, lại càng không biết bên trong tòa thành cổ kia còn có cái gì nữa. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi trải qua đợt lôi kiếp thứ hai mới được. Nghĩ tới đây, anh mơ hồ cảm giác được một chút sát ý đến từ hư không xa xôi. Đây là dấu hiệu lôi kiếp giáng lâm. Thứ lôi kiếp tầng 2 cũng sắp đến rồi. Nhưng loại dấu hiệu này sẽ kéo dài bao lâu, anh cũng không biết. Có người rất nhanh, có người lại phải chờ đến cả đời cũng vẫn mãi ở trong loại cảm giác này. Sau khi trải qua lôi kiếp tầng 1, anh đã được sư môn ca tụng là người đầu tiên trong vòng 500 năm qua. Cũng không biết lôi kiếp tầng 2 sẽ có mãnh liệt đến mức nào. Lý Dục Thần không nói lời nào, Nguyên Định Nhất cũng không đoán ra được suy nghĩ của anh. Nhưng ông ta có thể cảm giác được tâm cảnh của Lý Dục Thần dao động, đây chính là mục đích mà ông ta nói ra những lời này. Đối với một người tu hành bước vào tiên thiên, chỉ có làm tâm trí của người đó xúc động, mới có khả năng dao động tâm cảnh của người đó. Chỉ có khi làm dao động tâm cảnh của anh, Nguyên Định Nhất mới có cơ hội đào thoát. Mà khúc mắc của Lý Dục Thần chính là thảm án diệt môn của nhà họ Lý, là mẹ của anh Cung Lăng Yên. Nhóc con, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ, cậu sẽ vĩnh viễn không có khả năng báo thù cho nhà họ Lý, tính toán ra, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều là do mẹ cậu Cung Lăng Yên hại chết. Chẳng lẽ cậu còn có thể đi tìm giết mẹ mình sao? Bà ấy còn sống. Còn sống, đương nhiên còn sống. Thánh nữ ma giáo, làm sao lại dễ dàng chết được? Chỉ là bà ta phạm phải sai lầm lớn, sao ma giáo có thể dễ dàng tha cho bà ta? Lý Dục Thần nhớ tới ảnh ma mượn cơ thể Trương Diễm Diễm để nói mẹ mình vẫn còn sống, chỉ là bị cầm tù ở vùng đất Cửu U, chịu hết cực hình bị lửa địa ngục thiêu đốt, sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, giống như có một tảng đá nặng nề đập vào trong lòng anh, khiến anh khó chịu không nói ra được. Khí thế ngang ngược vẫn luôn bị đè nén kia lại phun trào cuồn cuộn như núi lửa một lần nữa. A, à, Lý Dục Thần ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Sát ý trong lòng đột nhiên dâng lên, anh không tự chủ được nhảy điệu múa thiên ma. Trong miệng cũng bắt đầu ca hát. Chấm, giết giết giết. Nguyên Định Nhất biết, đây là cơ hội tốt nhất của ông ta. Vốn mục đích của ông ta chỉ là trốn chạy. Vừa rồi ông ta đã được lĩnh giáo, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Dục Thần. Nhưng thấy lúc này Lý Dục Thần không những lòng loạn như ma, mà còn hoa tay múa chân như phát điên. Ông ta liền có tâm tư phản kích lại. Nguyên Định Nhất không phải là không biết tự lượng sức mình. Ông ta thấy sở dĩ Lý Dục Thần lợi hại như vậy là bởi vì bước vào bí cảnh, học được bí pháp của Thượng Cổ Đại Vu.
Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới Lý Dục Thần tới từ Thiên Đô. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng này của Lý Dục Thần, ông ta càng thêm tin tưởng vững chắc mình phỏng đoán không sai. Không phải vu tộc, không có căn cơ, lại bỗng nhiên học vu thuật, pháp môn càng cao cấp càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bản thân Nguyên Định nhất thời trẻ cũng từng ham hố tham lam, mạo muội học tập công pháp không nên học, nên mới dẫn tới tẩu hỏa, để lại bệnh cũ trong thân thể. Mà một khi vu pháp tẩu hỏa, phản vệ cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên Định nhất nghĩ rằng lúc này thân thể của Lý Dục Thần không còn chịu anh khống chế nữa, giống như hầu đồng, chẳng qua là hầu đồng cao cấp mà thôi. Trong lòng ông ta vô cùng vui mừng, lấy ra một ống sáo làm từ xương, đặt lên môi rồi thổi. Tiếng sáo xương bén nhọn xuyên qua tầng mây, sắc như lợi kiếm, phối hợp với điệu múa thiên ma của Lý Dục Thần, du dương chập trùng. Lý Dục Thần nghe thấy âm thanh này, lệ khí trong lòng càng tăng cao, càng không dừng múa kiếm được, động tác càng lúc càng nhanh. Anh tăng tốc, âm thanh của sáo xương cũng tăng theo, tiết tấu theo sát anh. Không lâu sau, âm thanh của sáo xương bỗng trở nên vang dội tận mây xanh, tiết tấu không còn đi theo mà vượt qua bước nhảy của Lý Dục Thần. Dường như Lý Dục Thần không cam lòng bị bỏ lại, anh cũng tăng nhanh động tác, theo sát tiết tấu của sáo xương. Cứ thế, một người thổi sáo, một người khiêu vũ, khắp tòa đại điện, bóng kiếm lắc lư, tiếng sáo trầm bổng. Dần dần, không khí không còn kẽ hở, người ngoài nhìn vào không còn thấy người với kiếm, cũng không nghe được tiếng âm nhạc và tiết tấu. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đen và tiếng rít liên miên. Hồi lâu sau, ầm ầm, đại điện sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Tiếng rít đột nhiên ngừng lại. Lý Dục Thần đứng trong đống đổ nát, lấy kiếm chống đất. Nguyên Định Nhất chậm rãi buông xuống sáo xương bên môi. Trên mặt, trên trán ông ta thấm đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt sũng. Nhưng ông ta không hề hay biết, chỉ sờ lên sáo xương âu yếm. Đây là pháp khí của vu tộc, dùng xương ưng luyện chế thành, âm thanh có thể nhiếp hồn đoạt phách. Mặc dù cực kỳ tiêu tốn pháp lực, nhưng ông ta tin tưởng, Lý Dục Thần còn tiêu hao nhiều hơn mình. Người trẻ tuổi chừng 20, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ thì có thể tích lũy bao nhiêu pháp lực. Có cơ duyên tập luyện được bí thuật cổ vu thì sao? Tay cầm thần khí thì sao chứ? Thiếu hụt pháp lực, cái gì cũng rỗng tuếch. Huống chi trong lòng anh như một cuộn chỉ rối, đã tới mức điên cuồng, lúc này kiếm trong tay chính là bùa đòi mạng của anh. Cầm thần khí, lúc nhảy múa càng tiêu hao pháp lực. Nguyên Định Nhất lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, sao hả? Có phải rất thoải mái không? Thoải mái hơn cả làm việc với đàn bà. À, không đúng, hẳn là cậu chưa từng hưởng qua mùi vị kia đi. Đáng tiếc, một chú chim non sắp phải chết rồi. Lý Dục Thần ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn ông ta. Nguyên Định Nhất giật nảy mình, lui về phía sau mấy bước. Nhưng giờ phút này pháp lực của ông ta cũng sắp hết, bị đất đá trong đống đổ nát vướng chân, lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Ông ta vội vàng ổn định thân hình, điều chỉnh hơi thở, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Lại nhìn Lý Dục Thần vẫn dùng kiếm chống đất, hai tay nắm chuôi kiếm, sức lực cả người đều đè vào đó. Thoạt nhìn nếu không có thanh kiếm này làm tay vịn, chắc chắn anh sẽ ngã xuống. Dược lực nhanh chóng tản ra khắp người, Nguyên Định Nhất cảm giác tay chân thoải mái, tràn ngập lực lượng, ha ha cười nói. Thằng nhóc kia, hành tẩu giang hồ. Trên người sao có thể không mang theo chút dược giúp khôi phục nguyên khí chứ? Có điều, sau này cậu cũng không còn cơ hội mang theo nữa. Hôm nay, tôi sẽ đưa cậu lên trời, đi gặp ông bố ngu xuẩn của cậu đi. Ông ta vừa nói xong, chợt thấy Lý Dục Thần đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc, mưa gió ập xuống, sông núi phai màu. Một đạo kiếm khí màu đen bắn ra từ trong tay Lý Dục Thần, trông chẳng khác gì một con rồng khổng lồ màu đen, lao thẳng tới Nguyên Định Nhất. Một tiếng ầm vang, thân thể Nguyên Định Nhất biến mất không còn tăm hơi. Gò núi phía xa bị vỡ đôi, để lại trên mặt đất một khe hở thật dài. Lý Dục Thần đứng trong phế tích, một tay cầm kiếm như chiến thần. Trên Mao Sơn, từ trên đỉnh núi, vài điểm sáng xanh bay lên cao, rơi xuống phía trước Vạn Chữ Cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy lão đạo sĩ nhìn Vạn Chữ Cung đã thành phế tích, nhíu mày hỏi. Lúc này có thêm một điểm sáng xanh rơi xuống đất, hóa ra là trụ trì Vạn Phúc Cung, Cổ Thủ Mặc. Cổ Thủ Mặc thấy mấy lão đạo, thi lễ nói, mấy vị sư thúc, chuyện gì đã kinh động đến mọi người. Một người lão đạo sĩ hừ lạnh, chúng ta không phải người chết,
động tĩnh lớn như vậy có thể không kinh động sao? Lại chỉ ngón tay vào Lý Dục Thần hỏi, thằng này là người nào, lệ khí trên người nắng như vậy? Định Nhất sư đệ đâu? Có người đến Vạn Chữ Cung Dương Oai, sao ông ta vẫn chưa lộ diện hả? Cổ Thủ Mặc nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, lại nhìn đống đổ nát, bất giác nhíu mày. Cổ Thủ Mặc sợ mấy lão đạo tức giận, vội vàng nói, mấy vị sư thúc chớ nên hiểu lầm, cậu Lý này tới từ Thiên Đô. Cái gì, mấy lão đạo vô cùng kinh ngạc, chuyện này là thật. Cổ Thủ Mặc đáp, đương nhiên là thật, tôi đã thấy Thiên Đô lệnh. Các lão đạo cùng nhau khom người thi lễ, gặp qua sứ thần Thiên Đô. Lý Dục Thần giơ tay lên, biểu thị miễn lễ. Giờ phút này, thể xác và tinh thần của anh chưa khôi phục, nhất là luồng lệ khí kia, ngay cả các đạo sĩ cũng cảm nhận được, có thể thấy mãnh liệt cỡ nào. Mà đây cũng chính là điểm các đạo sĩ nghi ngờ, sao trên người sứ thần Thiên Đô lại đầy ắp lệ khí. Cậu Lý, đây là có chuyện gì? Nguyên Định Nhất đâu? Chết rồi, Lý Dục Thần lạnh nhạt nói. Cái gì, chúng lão đạo sợ hãi, chết như thế nào? Tôi giết, giọng điệu Lý Dục Thần vô cùng lạnh nhạt. Một lão đạo có tính tình thoạt nhìn khá nóng nảy thay đổi sắc mặt, chẳng qua nghe được hai chữ Thiên Đô nên không dám nổi giận, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Vì sao lại giết Định Nhất sư đệ? Dù cậu có là sứ thần Thiên Đô thì cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu không nói ra được lý do, dù có đắc tội Thiên Đô, mấy anh em chúng tôi cũng sẽ không để cậu xuống núi. Cổ Thủ Mặc biết Nguyên Định Nhất chắc chắn đã mạo phạm Lý Dục Thần, nhưng ông ta cũng không biết chuyện của nhà họ Lý, chỉ tưởng rằng liên quan tới nhà họ Phan. Lý Dục Thần cứ thế giết Nguyên Định Nhất, Cổ Thủ Mặc không quá thoải mái. Thiên Đô là tiên môn chí tôn trong thiên hạ, được mọi người tôn kính, nhưng tiên trong Thiên Đô cũng không thể tùy tiện giết người, họ không phải đế vương cổ đại, càng không phải là thiên đế hạ phàm. Cổ Thủ Mặc lo mọi chuyện vỡ lở lớn hơn, vội vàng khuyên giải, mấy vị sư thúc, cậu Lý làm như thế chắc chắn có nguyên nhân. Ông ta còn chưa nói xong, lão đạo kia liền nổi giận. Cổ Thủ Mặc có vai vế nhỏ hơn lão ta, cơn tức của lão vừa vặn rơi xuống người Cổ Thủ Mặc. Hừ, để cậu trụ trì Vạn Phúc Cung, đại diện Mao Sơn trưởng giáo. Cậu thì hay rồi, người một nhà bị người ta đánh chết, còn nói chuyện cho người ngoài, huống hồ người này còn là sư thúc của cậu. Trụ trì Vạn Chữ Cung cũng có thể thay mặt quản lý Mao Sơn như cậu. Yếu đuối như thế, có tư cách gì làm trưởng giáo Mao Sơn? Cổ Thủ Mặc hoảng sợ quỳ xuống, sư thúc, ngài nghe tôi nói. Chợt nghe Lý Dục Thần nói, không cần giải thích, tôi giết Nguyên Định Nhất là giết kẻ bại hoại của đạo môn. Người cần giải thích là Mao Sơn các người, nuôi thứ bại hoại như vậy mà không biết, tôi thấy đám lão đạo các người đều nên đi diện bích hối lỗi. Dứt lời, anh cuốn lên ánh sáng đen, mang theo Mã Sơn và Lang Dụ Văn bay lên trời. Mấy lão đạo trợn mắt há hốc mồm, muốn đuổi theo lại phát hiện đuổi không kịp. Lão đạo kia dậm chân, ha ha, cái gì mà sứ thần Thiên Đô, chó đẻ. Tôi muốn lên Côn Luân, tôi muốn đi tố cáo anh ta. Chợt thấy nơi xa một người đệ tử chạy tới, quỳ xuống đất nói, hồi bẩm mấy vị sư thúc, cậu Lý kia không nói sai, vừa rồi sư. Không, Nguyên Định Nhất chính miệng thừa nhận, khuê sư tổ do ông ta hại chết. Gì? Lần này, tất cả lão đạo tiểu đạo đều ngây dại. Đến khi nghe xong lời tự thuật của các đệ tử, các lão đạo cùng nhau quỳ xuống đất, lễ bái về phía Lý Dục Thần biến mất. Lý Dục Thần cảm thấy tâm cảnh của mình nhiễu loạn kịch liệt, tâm ma đại động, nếu lúc này lôi kiếp lần thứ hai đột nhiên ập đến sẽ vô cùng nguy hiểm, sơ hở là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy anh quyết định về Ngô Đồng Cư thành phố Hỏa bế quan. Anh để Mã Sơn và Lang Dụ Văn ở lại nhà họ Phan thành phố Long, chờ Trần Định Bang và Tử Thông tới. Lý Dục Thần sớm đã đồng ý với Lang Dụ Văn sẽ đưa toàn bộ Giang Đông cho anh ta, đương nhiên bao gồm nhà họ Phan thành phố Long. Trong lòng Lang Dụ Văn rõ ràng, không có Lý Dục Thần, anh ta không nắm được Giang Đông, cũng không bảo vệ được Giang Đông. So với việc tự lên làm vua Giang Đông, còn không bằng đi theo Lý Dục Thần làm việc, tạo ra một phen sự nghiệp lớn hơn. Cho nên anh ta quyết định, muốn đặt thế lực và sản nghiệp của nhà họ Phan vào dưới trướng tập đoàn Kinh Lý, để thành phố Long trở thành ván cầu giúp tập đoàn Kinh Lý bước ra khỏi Nam Giang. Nhưng nhà họ Phan đã kinh doanh suốt trăm năm tại thành phố Long, quan hệ rắc rối khó gỡ, muốn tiếp nhận thế lực của bọn họ không hề dễ dàng, cho nên cần phải mượn lực lượng hai nhà Trần, Từ. Lý Dục Thần để Mã Sơn cũng ở lại, vừa giúp đỡ Lang Dụ Văn vừa bảo vệ anh ta.
Trải qua lần lịch luyện thực chiến này, công phu của Mã Sơn nâng cao một bước, đã đến một cảnh giới mới. Lý Dục Thần không biết lần này anh cần bế quan bao lâu, anh lấy ra chút dược vật cho Mã Sơn, để anh ta uống đúng hạn, bù đắp căn cơ nông cạn. Trở lại thành phố Hòa, Lý Dục Thần lại gọi Thái Vĩ Dân tới, để gã ta dẫn theo mười mấy thủ hạ thận trọng và đáng tin tới thành phố Long giúp Mã Sơn. Hiện tại công phu của Mã Sơn không hề tệ, nhưng Lý Dục Thần không hy vọng Mã Sơn lâm vào chém chém giết giết trên đường phố. Việc kinh doanh của nhà họ Phan dính dáng tới rất nhiều phe không sạch sẽ, loại chuyện này không thể tránh khỏi. Mặc dù hai bên Trần, Từ chắc chắn sẽ dẫn người tới, nhưng không thể toàn bộ dựa vào bọn họ, trong tay cũng phải có vài người xử lý những việc xấu xa này. Chuyện này để anh Thái đi làm là phù hợp nhất, vừa vặn có thể bồi dưỡng thêm thế lực. Mã Sơn có thể làm vương giả, chứ không phải tay chân đồng thau. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lý Dục Thần yên tâm bế quan tại Ngô Đồng Cư. Không lâu sau khi Lý Dục Thần đi, Trần Định Bang và Từ Thông đều đến thành phố Long. Trần Định Bang mang theo con trai Trần Chí Hổ, lấy danh nghĩa cháu ngoại để chỉnh đốn sản nghiệp nhà cậu. Mà Từ Thông thì khởi động mạng lưới thế lực kinh doanh nhiều năm tại thành phố Long, chèn ép thế lực còn sót lại của nhà họ Phan phản công. Hai người đều là nhân vật chí dũng kiệt xuất, một núi vốn không thể chứa hai hổ, nhưng bởi vì Lý Dục Thần, hai người đều hết sức khiêm tốn khiêm nhường. Bọn họ đều muốn người kia lên làm chủ, mình phụ trợ, cuối cùng quyết định giao quyền chủ đạo cho Lang Dụ Văn. Ba người chung sức hợp tác, chưa đến ba ngày, họ đã chia cắt và phân chia toàn bộ tài sản của nhà họ Phan một lần nữa. Đương nhiên, những sản nghiệp kia vẫn có tên có phần về mặt pháp luật, không có khả năng trực tiếp đoạt lấy, cho nên còn phải trải qua một loạt thao tác thu mua sáp nhập, cần thời gian không hề ngắn. Nhưng về cơ bản, thế lực của nhà họ Phan tại thành phố Long đã bị tan rã, vài tên ngoan cố đã bị nhổ tận gốc. Những chuyện còn lại đều là chuyện trên mặt bàn, có thể giao cho đoàn đội thương nghiệp làm việc. Ba ngày này, Thái Vĩ Dân xem như mở mang kiến thức. Gã ta tự cho rằng thời gian mình làm xã hội đen cũng không ngắn, bất luận là thực lực hay tầm mắt vẫn còn tạm tạm. Từ khi đi theo Lý Dục Thần, gã ta được xem như một phe mạnh, chân chính trở thành đại ca cầm đầu tại thành phố Hòa. Nhưng xem Từ Thông và Trần Định Bang làm việc, Thái Vĩ Dân mới biết được, trước mặt bọn họ, gã ta chỉ là một tên lưu manh bé nhỏ. Gã ta dẫn theo người, bọn họ cũng có người. Tất cả mọi người đều lăn lộn trên đường phố, gã ta vốn tưởng rằng đều xem nhau, nhưng một khi có chuyện ập đến, người ta liền thể hiện chuyên nghiệp hơn nhiều. Trần Định Bang đến từ Thân Châu, không mang theo nhiều người lắm, nhưng ai ai cũng giỏi giang, làm việc mạnh mẽ vang dội. Gần như sự kiện nào cũng tính trước làm sau, lúc tính toán thì trời êm gió lặng, đến khi ra tay thì sấm rền gió cuốn. Người của ông ta như một thanh lợi kiếm giấu trong vỏ, một khi ra khỏi vỏ ắt mang đến gió tanh mưa máu. Mà Từ Thông thì quyết đoán, phóng khoáng trực tiếp, toàn bộ thành phố Long bị ông ta khuấy đục, cuồng phong bão tố. Đặc biệt là thế lực ông ta sớm đã mai phục tại thành phố Long, trong số những thế lực này có cái đã ẩn núp hơn 10 năm. Một khi bắt đầu dùng đến, nó như là rắn độc ngủ đông tỉnh lại, mỗi lần há miệng cướp đi mạng một người. So sánh với bọn họ, chút ít người Thái Vĩ Dân mang tới không hề đáng chú ý, làm việc kém hơn nhiều, quả thực thành trò cười. Cũng may gã ta là người của Lý Dục Thần, mặc dù còn thấp hơn Mã Sơn một bậc, nhưng Từ Thông và Trần Định Bang đều tôn trọng đủ gã ta, gọi gã ta là cậu Thái, mà cấp dưới của họ thì gọi gã ta là anh Thái. Điều này khiến Thái Vĩ Dân cảm thấy thỏa mãn và hư vinh vô cùng. Hai vị này là ai? Một người là Giang Đông Mãnh Hổ tiếng tăm lừng lẫy, ăn thịt người không nhả xương. Một người là gia chủ nhà họ Trần Thân Châu. Lúc trước, Trần Văn Học con riêng nhà họ Trần đi vào thành phố Hòa đã khiến các đại lão thành phố Hòa ngẩng mặt. Thái Vĩ Dân hư vinh nhưng không váng đầu. Gã ta biết vinh quang này không thuộc về chính gã ta, chỉ bởi vì lão đại của gã ta tên Lý Dục Thần. Gã ta cực kỳ cảm khái, đi theo đúng người quan trọng nhường nào. Cả đời người, có đôi khi bất luận cố gắng đến mức nào cũng không bằng một lần lựa chọn chính xác. Nếu ban đầu ở trường đấu chó, gã ta lựa chọn tin tưởng sáu sẹo, hoặc sau này chọn tiếp tục đi theo Lâm Thiếu Hằng, hậu quả ấy. Thái Vĩ Dân thậm chí không dám nghĩ tới. Thái Vĩ Dân quyết định, về sau phải làm thật tốt, báo đáp sự tin tưởng của Lý Dục Thần. Trong chuyến đi thành phố Long lần này, gã ta không cống hiến nhiều, lại học được rất nhiều thứ, kiến thức phong cách làm việc của đại lão chân chính. Gã ta tin tưởng,
thành tựu tương lai của lão đại của mình sẽ vượt xa những kẻ được gọi là chúa tể một vùng này. Khi mà hết thảy đều tiến triển thuận lợi, Lang Dụ Văn và Mã Sơn đang chuẩn bị quay về thành phố Hòa. Đột nhiên phát sinh một việc khiến tất cả cố gắng của bọn họ tại thành phố Long gần như đổ xuống sông xuống biển. Người của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông đột nhiên xuất hiện ở thành phố Long, lấy danh nghĩa bảo đảm lẫn nhau của Liên minh Thương Võ ngăn cản họ. Theo điều ước bảo đảm lẫn nhau của Liên minh Thương Võ, Hiệp hội Võ Đạo không những yêu cầu họ đình chỉ tất cả hành động tại thành phố Long, đồng thời còn phải bồi thường tổn thất cho nhà họ Phan. Từ Thông và Trần Định Bang làm chúa tể một vùng, không chịu nổi cơn tức này, nhưng lần này, Hiệp hội Võ Đạo hung hăng xông tới, có hai vị tông sư dẫn đội, đồng thời bày ra thái độ cứng rắn, làm bọn họ không dễ trực tiếp trở mặt. Hai vị tông sư này, một vị là Nghê Hoài Kỳ đến từ Kinh Khẩu, người kia là Hầu Khuê Đông Thân Châu. Kinh Khẩu ở ngay phía bắc thành phố Long, hai thành phố liền nhau, Nghê Hoài Kỳ từng có qua lại với nhà họ Phan, đến đây còn hiểu được. Nhưng Hầu Khuê Đông ở tại Thân Châu mà cũng chạy đến thành phố Long, khiến Trần Định Bang không thể hiểu được. Hầu Tông Sư, có chuyện gì vậy? Sao ngài lại tới thành phố Long? Trần Định Bang hỏi. Trần Định Bang đương nhiên quen biết Hầu Khuê Đông. Thân Châu cũng có hai đại Tông Sư, một người là Hoàng Tổ Hùng, một người khác chính là Hầu Khuê Đông. Hoàng Tổ Hùng là thế gia truyền thừa, Hầu Khuê Đông là sư đồ truyền thừa. Sư phụ của Hầu Khuê Đông là võ sư chứ danh, triều đại trước đến Thân Châu mở võ quán, tên tuổi từng nổi như cồn. Về sau bị đánh bại, chết bệnh trong ngục, Hầu Khuê Đông kế thừa võ quán của sư phụ, nhưng từ trước đến nay làm việc biết điều, sợ dẫm vào vết xe đổ của sư phụ. Cho nên Trần Định Bang không thể hiểu nổi, sao Hầu Khuê Đông lại chạy đến thành phố Long vì chuyện của nhà họ Phan. Theo Trần Định Bang biết, nhà họ Phan và Hầu Khuê Đông cũng không có qua lại gì. Hầu Khuê Đông chợt cười lạnh, sao hả, thành phố Long này gia chủ nhà họ Trần tới được, tôi lại không đến được. Hầu Khuê Đông lạnh lẽo đáp trả Trần Định Bang. Trần Định Bang lập tức nổi giận. Dù thế nào cũng là đại lão Thân Châu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ông ta quả thật là tông sư không sai, tôi kính ông ba phần, nhưng tôi cũng là ông tổ của bến tàu Hoàng Phổ, dậm chân một cái, nước sông cũng phải chảy ngược vào danh gia vọng tộc. Nhà họ Hoàng cũng có tông sư, cũng là gia tộc quyền thế, nhưng chưa từng vô lễ như thế, giờ càng là kết thành đồng minh. Hầu Khuê Đông ông chỉ có mỗi cái võ quán, ngoài một đám đồ đệ có thể đánh, giúp mấy nhà hào môn làm bảo vệ ra, còn gì có thể ngang tàng nữa. Trần Định Bang khó chịu, nhưng ông ta không nổi giận ngay tại chỗ. Điểm ông ta thiệt thòi hơn là nhà mình không bồi dưỡng được võ giả mạnh mẽ. Cao thủ lợi hại nhất bên người chính là Cố Ngôn Châu, nhưng vẫn còn cách tông sư một bước. Giờ Cố Ngôn Châu về Tân Môn, càng không có người đánh được. Hiện tại trở mặt với Hầu Khuê Đông chắc chắn không chiếm được chỗ tốt. Hầu Tông Sư, nói như vậy, ông cũng muốn đến thành phố Long phân một chén canh. Thế thì tôi rất hoan nghênh, chúng ta có thể hợp tác, võ quán Hoa Anh của ông muốn tới thành phố Long mở chi nhánh, hoặc mua sản nghiệp, tôi có thể đầu tư. Hầu Khuê Đông cười lạnh một tiếng, vậy thì không cần, tiền mở chi nhánh tôi vẫn còn, không cần ông chủ Trần bỏ tiền. Hơn nữa, tôi không hề có hứng thú với việc kinh doanh ở thành phố Long, tôi chỉ dựa theo hiệp nghị bảo đảm lẫn nhau của Liên minh Thương Võ đến bảo vệ nhà họ Phan. Không có lý do chính đáng, các người đừng nghĩ lấy đi một đồng tiền từ nhà họ Phan. Trần Định Bang đáp trả, Hầu Tông Sư, e là ông hiểu lầm rồi. Tôi không tới hại lợi ích của nhà họ Phan, chí hổ là cháu trai của Phan Phượng Niên. Giờ Phan Phượng Niên chết rồi, nhà họ Phan loạn thành một đoàn, chí hổ tới giúp ông cậu của mình chỉnh đốn sản nghiệp. Cái này đâu có sai đi. Hừ, các người có tâm tư gì, trong lòng các người biết hết. Trần Định Bang, tay đừng có với quá dài, cẩn thận đứt mất. Ngoài ra, Phan Phượng Niên chết như thế nào, Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, ai là hung thủ, không chạy thoát được, sát ý lóe lên trong mắt Hầu Khuê Đông. Hầu Tông Sư, vậy ông muốn thế nào? Rất đơn giản, mang người của các người rời khỏi thành phố Long. Tới thế nào thì về thế ấy. Một con ruồi cũng không thể cầm đi. Khóe mắt Trần Định Bang run rẩy. Ông ta không muốn vạch mặt, nhưng đối phương đã bóc hết cả ra mặt. Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên phía Từ Thông cũng đã bắt đầu tranh luận với Nghê Hoài Kỳ. Từ Thông là mãnh hổ chiếm cứ Cô Tô. Cô Tô là thành phố lớn thứ hai Giang Đông, về mặt kinh tế thậm chí vượt qua tỉnh Lỵ Kim Lăng, Từ Thông sao có thể để nhà họ Nghê Kinh Khẩu vào mắt.
Ban đầu nhà họ Nghê chỉ là thế gia tầm trung, nhưng lại ra một kỳ tài võ học Nghê Hoài Kỳ, bái dưới tòa hoàng phủ Hiền Dự Trương, bước vào cánh cửa tông sư, từ đây gà chó lên trời, nhà họ Nghê thành thế gia hạng nhất. Nhưng ở trong mắt Từ Thông, tầm trung chính là tầm trung, không phải dựa vào một tên tông sư là có thể thay đổi, chút nội tình của nhà họ Nghê vĩnh viễn không có chỗ xếp hạng tại Giang Đông. Nếu không phải thân phận tông sư của Nghê Hoài Kỳ, ngay cả tư cách nói chuyện với Từ Thông, nhà họ Nghê cũng không có. Liên minh thương võ gì hả? Chó đẻ, không phải là thu phí bảo kê sao? Ai trả nhiều tiền thì bảo vệ người nấy. Nếu nói giao tiền, tiền Từ Thông tôi đưa ra tuyệt đối không ít hơn Phan Phượng Niên. Từ Thông nói hiệp hội võ đạo thành tổ chức xã hội đen thu phí bảo kê. Khiến Nghê Hoài Kỳ cực mất mặt. Nghê Hoài Kỳ là phó hội trưởng hiệp hội võ đạo Hoa Đông. Với chức vị này, ông ta luôn canh cánh trong lòng. Từ trước đến nay, ông ta cho rằng, nếu như Bách Phú Minh không phải đồ đệ của Châu Khiếu Uyên, hoàn toàn không có khả năng lên làm hội trưởng. Tổng bộ võ đạo Hoa Đông thiết lập tại Kim Lăng cũng bởi vì Kim Lăng có Châu Khiếu Uyên. Sư phụ của Nghê Hoài Kỳ là Hoàng Phủ Hiền Dự Trương, người được xưng là tông sư đệ nhị Hoa Đông, địa vị khá cao trong giới võ đạo. Nhưng cao thế nào cũng là đệ nhị, phía trên đè ép một Châu Khiếu Uyên. Sư phụ bị đè ép một đầu, đồ đệ cũng bị đè ép một đầu, hai sư đồ đều không chịu thua, nhưng không thể làm gì. Nhà họ Châu người ta là thế gia đệ nhất Kim Lăng, cũng là thế gia đệ nhất Giang Đông, càng là hậu duệ của hoàng tộc. Nếu không phải Tiền Đường có nhà họ Tiền, nhà họ Châu sẽ vững vàng ở vị trí đệ nhất Hoa Đông. Hoàng tộc nhà họ Châu này chính tông hơn nhà họ Na thủ đô nhiều. Tổ tiên của nhà họ Na chỉ là vương khác họ, nhưng tổ tiên nhà họ Châu đường đường chính chính là tôn thất của Tiền Tiền triều, huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thái Tổ Hoàng đế. Chỉ bằng một điểm này, dù Hoàng Phủ Hiền không phục thế nào cũng không dám đi khiêu khích Châu Khiếu Uyên. Ông ta chỉ một lòng chờ Châu Khiếu Uyên chết để đến lượt trở thành đệ nhất Giang Đông. Đến lúc đó, tông sư trong thiên hạ, Nam Châu Bắc Tiêu sẽ trở thành Nam Hoàng Phủ Bắc Tiêu Sinh. Nhưng Châu Khiếu Uyên vẫn cực kỳ trường thọ, sống hơn 100 năm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hết tuổi thọ. Châu Khiếu Uyên không chết, Hoàng Phủ Hiền liền vĩnh viễn là hạng hai. Nghê Hoài Kỳ cũng không lên nổi hội trưởng hiệp hội võ đạo, chỉ đành khuất dưới Bách Phú Minh. Dưới tình huống bình thường, cực ít có chuyện cần tông sư tự mình ra mặt. Một khi tông sư ra mặt, đó hẳn là chuyện lớn. Hôm nay, hai vị tông sư đồng thời đi vào thành phố Long là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà Nghê Hoài Kỳ còn là phó hội trưởng hiệp hội võ đạo, tự mình ra mặt để hòa giải chuyện nhà họ Phan tại thành phố Long, người ngoài nhìn vào thầm nghĩ cần mặt mũi lớn nhường nào. Nhưng Từ Thông lại không cho chút mặt mũi nào. Nói liên minh thương võ là xã hội đen thu phí bảo hộ, quả thực chẳng khác gì chết phân lên mặt Nghê Hoài Kỳ. Ông ta sầm mặt lại, ông Từ, lời này của ông có phải quá mức rồi không? Nếu ông chướng mắt hiệp hội võ đạo, đại khái có thể rời khỏi liên minh thương võ. Nhưng sau này nhà họ Từ Cô Tô của ông xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ mặc kệ. Đến lúc đó, ông đừng có khóc cha gọi mẹ, muốn chúng tôi ra mặt giúp ông. Từ Thông nghe hiểu Nghê Hoài Kỳ đang uy hiếp mình. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu ông ta rời khỏi liên minh thương võ, không nói người khác, chính Nghê Hoài Kỳ đều có thể tới tìm ông ta phiền toái. Nếu là quá khứ, Từ Thông tất nhiên phải nhượng bộ ba phần, dù thế nào cũng không thể nhục nhã tông sư. Một Nghê Hoài Kỳ còn chưa vào mắt ông ta, nhưng hiệp hội võ đạo Hoa Đông lại khác. Hoa Đông có 6 tỉnh một thành phố, tổng cộng 10 tông sư, tính gộp lại, lực lượng vô cùng khủng bố. Có điều, từ khi ôm được cây đại thụ Lý Dục Thần, Từ Thông nào còn quan tâm đến tông sư gì nữa, huống hồ, hôm nay Nghê Hoài Kỳ này tới rõ ràng là muốn đối đầu với Lý Dục Thần. Đây là vẫn chưa làm rõ tình thế. Cũng không biết Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông lấy tự tin từ đâu. Chuyện đại hội võ lâm Tiền Đường bọn họ không thể không biết được. Từ Thông nghĩ mãi không ra. Nghê Hoài Kỳ, Từ Thông cười ha ha, đừng có nằm mơ, tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, phép khích tướng của ông không có tác dụng. Nói đi, rốt cuộc ông muốn thế nào? Rất đơn giản, dựa theo điều ước bảo đảm lẫn nhau, hiệp hội có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người và tài sản nhà họ Phan. Các người đừng hòng động vào tài sản của nhà họ Phan. Nghê Hoài Kỳ nói chém đinh chặt sắt. Đương nhiên, nếu nhà họ Từ ông không rời khỏi, vậy nhà họ Từ vẫn là thành viên của liên minh, cũng chịu điều ước bảo vệ. Chỉ cần các người rời khỏi nơi này,
tôi sẽ không động vào người của ông. Nhưng mà, Nghe Hoài Kỳ chỉ vào Lang Dụ Văn và Mã Sơn. Bọn họ không thể đi. Trần Định Bang và Từ Thông đều biết, hôm nay muốn lưu lại nhà họ Phan thuận lợi hoàn thành giao tiếp tài sản là chuyện không thể nào. Chính diện đối đầu với hai tông sư võ đạo là hành động không thông minh. Công việc những ngày xem như uổng phí. Không sao cả, chỉ cần người sống, để lại núi xanh còn lo gì không có củi đốt. Đợi Lý Dục Thần xuất quan rồi tính sổ với bọn họ sau. Nhưng nếu Lang Dụ Văn bị bọn họ bắt đi, hậu quả sẽ rất khó đoán trước. Trần Định Bang và Từ Thông đều biết rõ ân oán hào môn giữa Lang Dụ Văn và Giang Đông, Nghe Hoài Kỳ muốn Lang Dụ Văn ở lại, mục đích rất rõ ràng. Bọn họ cũng biết Lý Dục Thần coi trọng Lang Dụ Văn đến cỡ nào, giai đoạn hiện tại, Lang Dụ Văn chính là cánh tay của Lý Dục Thần, cũng là quân sư của anh. Nếu Lang Dụ Văn xảy ra chuyện gì tại thành phố Long, mặc kệ là Từ Thông hay Trần Định Bang đều không có mặt mũi gặp lại Lý Dục Thần. Không được, Từ Thông lập tức nói, bọn họ do tôi mang tới, tôi nhất định phải mang bọn họ an toàn trở về. Trần Định Bang cũng lên tiếng, chính xác, dựa vào đâu mà ông không cho bọn họ đi. Nghe Hoài Kỳ cười lạnh đáp, dựa vào đâu à, bằng việc bọn họ hành hung người khác tại thành phố Long. Gia chủ nhà họ Phan chết rồi. Liên minh thương võ chúng tôi tất nhiên phải nghiêm trị hung thủ. Từ Thông và Trần Định Bang nhất thời im lặng, không thể phản bác được lý do này. Lang Dụ Văn đi đến nhà họ Phan cùng với Lý Dục Thần, Mã Sơn xông pha chiến đấu, là người đầu tiên đánh vào. Nhà họ Phan có rất nhiều người có thể chứng minh. Tôi biết, bọn họ chỉ là đồng lõa, thủ phạm chân chính đang lẩn trốn, nhưng anh ta không trốn thoát được đâu. Đợi chúng tôi tra ra chân tướng. Sẽ đi bắt giữ thủ phạm mang ra công lý, trả thù cho gia chủ nhà họ Phan, Nghe Hoài Kỳ nói. Hầu Khuê Đông lạnh lùng nhìn Trần Định Bang và Từ Thông, các người không phải là đồng lõa đấy chứ. Từ Thông cau mày, nhanh chóng tự hỏi biện pháp đối phó. Mục đích của hai người này vô cùng rõ ràng, họ tới bắt Lang Dụ Văn, xem ra bát đại hào môn lúc trước lại bắt tay với nhau. Hai vị tông sư, hai người xem như này được không? Người này quay trở về cùng chúng tôi trước đã, có hai nhà chúng tôi bảo đảm, mọi người không cần lo lắng họ chạy nữa đi. Chuyện này liên lụy đến ân oán cá nhân, không phải đơn giản là xâm phạm nhà họ Phan. Tôi sẽ xin trọng tài với liên minh. Từ Thông nhân nhượng, theo ý nghĩ của ông ta, trọng tài cần thời gian, đợi trọng tài qua, Lý Dục Thần hẳn cũng nên xuất quan. Nhìn khắp Hoa Đông, hai nhà Trần Từ đều là hào môn nổi tiếng. Với mặt mũi của họ, muốn nộp tiền bảo lãnh hai người, khả năng thành công khá lớn. Thật không nghĩ tới, Nghe Hoài Kỳ lại trực tiếp cự tuyệt. Không được, người nhà họ Phan đã chết, người chết còn là gia chủ, tôi không thể thả người được. Về phần trọng tài mà ông nhắc tới, ông đại khái có thể đi xin. Có điều, tôi nói cho ông biết, trước khi tôi đến, Hiệp hội Võ Đạo đã mở cuộc họp. Trong cuộc họp đã thông qua nghị quyết, cho rằng việc của nhà họ Phan phù hợp với quy định của điều ước bảo đảm lẫn nhau. Cần Hiệp hội Võ Đạo ra mặt. Ông đi xin trọng tài sẽ không có kết quả đâu. Trong lòng Từ Thông rét lạnh. Ông ta biết, nếu như những gì mà Nghe Hoài Kỳ nói là sự thật, Hiệp hội đã mở họp, đồng thời thông qua được quyết định, như vậy hoàn toàn chính xác là đã không còn tác dụng gì nữa. Hiệp hội Võ Đạo biểu quyết thông qua quyết định, tất cả hội viên Hiệp hội nhất định phải tuân thủ. Điều này có nghĩa là tất cả các tông sư 6 tỉnh một thành phố của Hoa Đông đều sẽ đứng về phía Nghe Hoài Kỳ. Bao gồm cả Chu Khiếu Uyên và Hoàng Phủ Hiền. Điều này phiền toái rồi. Từ Thông luôn cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đó. Bọn họ mở họp từ bao giờ? Vì sao lại thông qua quyết định nhanh như vậy? Theo lý mà nói, loại chuyện này không có khả năng không để lọt một tin tức nào được, chắc chắn cũng không thể gạt được ông ta và Trần Định Bang. Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có thế lực gì khác đang thúc đẩy? Nhưng bất kể như thế nào, ông ta không thể lùi bước, nhất định phải bảo vệ được Lang Dụ Văn. Nếu như tôi nhất định phải đưa đi thì sao? Ánh mắt Từ Thông vô cùng lẫm liệt, giống như hổ dữ trừng mắt. Ông có thể thử một chút, Nghe Hoài Kỳ nhìn thẳng ông ta, không hề né tránh. Lúc này, mọi người chợt nghe thấy một tiếng cười ngông cuồng. Ha 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 ha, ông nội muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, ai cũng không xen vào được. Người nói chuyện chính là Mã Sơn. Anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó đi ra ngoài. Lại bị mấy đệ tử mà Hầu Khuê Đông đưa tới ngăn lại. Hai bên lập tức đánh nhau. Đây đều là tinh nhuệ của võ quán Hoa Anh,
môn sinh đắc ý của Hầu Khuê Đông. Căn cơ công phu sâu hơn Mã Sơn rất nhiều. Nhưng thứ mà Mã Sơn học chính là võ cổ, pháp môn và võ đạo bình thường đúng là rất khác biệt, mà bộ võ của anh ta càng xuất quỷ nhập thần. Cộng thêm lần này tới thành phố Long, đi lên Mao Sơn, anh ta đã tiến bộ nhanh chóng, lại được Lý Dục Thần cho đan dược điều trị, bây giờ chính là lúc dư thừa chân khí. Vậy mà mấy đồ đệ của Hầu Khuê Đông lại đột nhiên không ngăn được anh ta, bị anh ta đánh túi bụi. Võ cổ, Hầu Khuê Đông thân là tông sư, vẫn phải có chút tầm nhìn, cậu có quan hệ gì với Chu lão tông sư? Theo ông ta biết, cho dù là Giang Đông hay là Nam Giang, chỉ có nhà họ Chu Kim Lăng là truyền thừa võ cổ. Mà trong toàn bộ nhà họ Chu chỉ có Chu Khiếu Uyên là thực sự học thành, ngay cả đệ tử đắc ý của Chu Khiếu Uyên Bách Phú Minh, cho dù đã bước vào cảnh giới tông sư, nhưng thứ ông ta tu luyện lại không phải võ cổ. Nghe Hoài Kỳ cũng nhíu mày, nếu như Mã Sơn có quan hệ gì với nhà họ Chu, người này sẽ không dễ xử lý. Cái gì mà lão Chư, lão Dương, lão Ngưu, ông nội đây họ Mã, là lão Mã, ha 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 ha. Nghe nói như thế, gánh nặng trong lòng Hầu Khuê Đông liền biến mất, chỉ cần không có quan hệ gì với Chu Khiếu Uyên, ông ta sẽ không phải lo lắng nữa. Cuồng đồ vô tri, có biết tông sư không thể bị làm nhục không? Cậu dám nói đùa về Chu lão tông sư, chính là muốn chết. Dứt lời, ông ta bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đẩy đệ tử của mình ra, duỗi ra một chưởng đánh về phía trước ngực Mã Sơn. Tông sư ra tay, đương nhiên không thể coi thường. Từ Thông và Trần Định Bang đều nói thầm một tiếng không ổn. Mã Sơn hoàn toàn không sợ, vẫn chân đạp bộ võ, không ngừng di chuyển muốn né tránh một chưởng này, sau đó lại tung quyền phản kích. Nhưng mà cho dù công phu của anh ta có tiến bộ nhanh như thế nào thì vẫn còn kém xa tông sư. May mắn bộ võ thần kỳ, thân hình như quỷ mị, ngay cả Hầu Khuê Đông cũng suýt nữa không thành công. Nhưng Hầu Khuê Đông có thực lực tông sư, làm sao lại để cho một chiêu này của mình trở thành vô ích được, nếu ông ta phải ra chiêu thứ hai với một nhân vật nhỏ như Mã Sơn, vậy sẽ không ngẩng đầu được trong hiệp hội võ đạo nữa. Bàn tay của ông ta đánh ra, chợt thấy Mã Sơn di động như quỷ mị, đã tránh được, nhưng ông ta vẫn không thu trưởng thế, chỉ là hơi lệch đi, thuận thế quét ngang. Lúc này, Mã Sơn đã không thể tránh được nữa, chỉ có thể ra quyền đón đỡ. Nắm đấm của anh ta nện thẳng lên cánh tay quét tới của Hầu Khuê Đông. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang. Nắm đấm của Mã Sơn liền vỡ vụn. Lực lượng này đi dọc theo cánh tay của anh ta mãi cho đến bả vai, toàn bộ cánh tay phải mềm nhũn ra như sợi mì. Xem ra cánh tay đã hoàn toàn vỡ vụn. Mã Sơn đứng ở nơi đó, dưới cánh tay rũ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cắn răng ken két, nhưng vẫn không kêu một tiếng. Một chiêu của Hầu Khuê Đông không thể đánh chết anh ta, cảm thấy vô cùng mất mặt trước đồ đệ và Nghê Hoài Kỳ, sắc mặt ông ta hơi khó coi, đang muốn ra tay lần nữa. Chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, dừng tay. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nho nhã bên cạnh Từ Thông đi về phía trước một bước. Ông Lạc, có nắm chắc không? Từ Thông có chút lo âu nhỏ giọng hỏi. Lạc Đông Phúc mỉm cười, nhà họ Từ đối xử không tệ với tôi, lúc này mà tôi không xuất chiến. Còn chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, ông ta nhẹ nhàng phủi phủi trường sam kiểu Trung Quốc trên người. Bỗng nhiên, một luồng khí cuồn cuộn bộc phát ra từ trên người ông ta. Khí thế cương chính. Hầu Khuê Đông và Nghê Hoài Kỳ đồng thời vô cùng kinh hãi. Ông là đệ tử Khổng Môn. Không, tôi là đệ tử Mạnh Gia, Lạc Đông Phúc nói. Mạnh Gia, Hầu Khuê Đông nhíu nhíu mày. Đệ tử Nho Gia từ trước đến nay không tham dự phân tranh võ lâm, ông muốn làm gì? Nhà họ Từ có ân với tôi, mấy người muốn động vào người nhà họ Từ thì phải bước qua tôi trước, Lạc Đông Phúc nói. Hầu Khuê Đông dường như có chút kiêng kỵ với Mạnh Gia, ông ta và Nghê Hoài Kỳ liếc nhau một cái, nói, Nho Gia không đọc sách, lại chạy tới đánh nhau. Mau đi đi, đừng nói người luyện võ chúng tôi bắt nạt người đọc sách. Lạc Đông Phúc cười nhạt một tiếng. Tiên Thánh có câu là mặc dù có hàng ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn hướng tới. Chính là bởi vì tôi là người đọc sách, mới biết được chắc chắn phải làm chuyện này, cho dù có chết cũng không hối hận. Hai vị tông sư, mời đi. Lời nói của ông ta vô cùng bình tĩnh tự nhiên, lại tự mang một sự hào hùng, phối hợp với khí thế cương chính bộc phát ra trên người ông ta, lọt vào tay người khác lại có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Lang Dụ Văn không khỏi gật đầu thầm khen. Đây chính là khí phách thư sinh đi. Ông ta cũng là người đọc sách,
nhưng so sánh với Lạc Đông Phúc cũng có chút xấu hổ. Nửa đời phiêu bạt, trên người dính đầy hơi tiền, làm gì có dáng vẻ nào của người đọc sách, chứ đừng nói đến là khí thể cương chính này. Ngay cả Từ Thông cũng không khỏi hoàn toàn thay đổi cách nhìn, phát hiện trước nay mình vẫn luôn xem thường Lạc Đông Phúc, cho dù gọi ông ta là tiên sinh, nhưng vẫn không đủ tôn kính, bình thường vẫn coi ông ta là mưu sĩ kiêm hộ vệ bình thường. Thật ra loại người này, ông ta nên đối xử theo quốc sĩ. Ông Lạc, Từ Thông kêu một tiếng, muốn bảo Lạc Đông Phúc lui về. Để một vị nho sinh đối đầu chính diện với hai vị tông sư võ đạo, thực sự không phải là hành động sáng suốt. Nhưng ông ta chợt phát hiện, lúc này mở miệng đã chậm. Trên người người đọc sách có một loại rất khí chất đặc biệt kỳ quái, nói dễ nghe một chút thì gọi là khí phách thư sinh, nói khó nghe thì gọi là tính tình bướng bỉnh, để tâm vào chuyện vụn vặt. Bây giờ gọi ông ta trở về, để ông ta lùi bước, chỉ sợ ông ta sẽ không lui, bởi vì đây là một sự sỉ nhục với một nho sinh. Mặc dù có hàng ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn hướng tới. Chết đâu có gì phải hối tiếc. Huống chi đối diện chỉ có hai người. Lạc Đông Phúc giống như biết Từ Thông muốn nói gì, ông ta không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, Từ gia chủ, mấy năm nay cảm ơn ông đã quan tâm. Vợ con của tôi đều nhờ cả vào ông. Khóe mắt Từ Thông run lên, biết Lạc Đông Phúc đã có lòng chịu chết. Nhưng ông ta phát hiện, vậy mà mình lại không có biện pháp nào. Vừa không thể ngăn cản Lạc Đông Phúc, cũng không thể ngăn cản Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông. Làm kiêu hùng một đời, gia chủ nhà họ Từ ở Cô Tô, nhưng lúc này Từ Thông lại cảm thấy vô cùng uất ức. Yên tâm, ông Lạc, Từ Thông trầm giọng nói, người nhà của ông chính là người nhà của Từ Thông tôi, chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần nhà họ Từ ở Cô Tô vẫn còn, bọn họ sẽ vĩnh viễn được hưởng vinh hoa. Lạc Đông Phúc mỉm cười, khí thế cương chính trên người càng thêm cuồn cuộn. Hầu Tông Sư, Nghệ Tông Sư, hai ông ai tới trước, hay là cùng nhau tiến lên? Lạc Đông Phúc vô cùng hào hùng, giống như căn bản không để hai vị Tông Sư vào mắt. Hầu Khuê Đông vốn dĩ cũng bởi vì ông ta là đệ tử mạnh gia mà cảm thấy kiêng kỵ, lúc này thấy ông ta ngông cuồng như thế, liền không khách khí nữa, nói ra, được, vậy cứ để một kẻ thất phu luyện võ như tôi đến học hỏi bản lĩnh bên ngoài triều đình của nho gia các ông đi. Hầu Khuê Đông nói xong vẫn không hề di chuyển. Chỉ phóng chân khí ra bên ngoài, toàn thân bộc phát ra một lực áp bách cường đại vô song. Ông ta cố ý muốn lấy chân khí võ giả để áp chế khí thế cương chính của nho gia. Vừa rồi lúc Lạc Đông Phúc bộc phát ra khí thế cương chính, trong sân vườn nhà họ Phan vô cùng tươi tốt, giống như tất cả ô nhiễm và bụi bẩn trong không khí đều bị rút đi, ánh nắng chiếu thẳng xuống, mênh mông cuồn cuộn, ấm áp vui vẻ. Mọi người đều cảm thấy hô hấp thoải mái. Giữa trời đất chỉ còn lại một vẻ thanh thản an lành. Mà lúc này, Hầu Khuê Đông vừa bộc phát chân khí ra, khí thế bành trướng, uy áp và sát ý của võ giả trong nháy mắt đã tràn đầy sân lớn nhà họ Phan. Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, hô hấp khó khăn, giống như bầu trời trên đỉnh đầu sắp sụp đổ xuống vậy. Lạc Đông Phúc thay đổi sắc mặt, thân thể chấn động, khí thế cương chính bành trướng lần nữa. Quần áo của ông ta không gió mà động. Chòm râu nhỏ dưới cằm cũng bay phấp phới. Sát ý lạnh như băng bị khí thế cương chính ép lui, mọi người bỗng cảm thấy buông lỏng, hô hấp lại thông thuận lần nữa. Hầu Khuê Đông cười lạnh một tiếng, nho ra quả nhiên có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, tu vi của ông vẫn còn chưa đủ. Dứt lời, ông ta liền đạp chân về phía trước nửa bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Uy áp vô tận trong nháy mắt lại áp đảo khí thế cương chính, sát ý vô tận bốc lên lần nữa. Trong không khí giống như hiện ra vô số thanh đao lạnh như băng không nhìn thấy. Mỗi lần mọi người hô hấp đều cảm thấy giống như bị đao cắt tim phổi. Khí tức trong trẻo thanh bình kia chỉ còn lại một không gian nhỏ với đường kính chưa đến 2 mét lấy Lạc Đông Phúc làm trung tâm. Lạc Đông Phúc đối mặt với uy áp tông sư, khí tức dần dần có chút bất ổn. Sắc mặt ông ta dần đỏ lên, từ đỏ chuyển sang tím, từ tím thành xanh, đây là hiện tượng không đủ khí huyết. Lạc Đông Phúc biết tu vi của mình so với tông sư võ đạo còn kém quá nhiều. Lúc này chỉ cần ông ta rời khỏi, vẫn có thể bảo vệ được mình. Dựa vào tên tuổi mạnh gia, Hầu Khuê Đông và Nghê Hoài Kỳ cũng sẽ không quá làm khó ông ta. Nhưng làm một nho sinh, làm đệ tử mạnh gia, truyền nhân Á Thánh, làm sao ông ta có thể lui bước được? Đều biết võ tướng xông pha chiến đấu, nhưng từ xưa đa phần loại người hy sinh vì nghĩa lớn. Xả thân vì nghĩa lớn đều là người đọc sách. Nếu đã lựa chọn đứng ra, cũng đã dặn dò hậu sự,
ông ta đã không còn để ý đến sống chết rồi. Lúc này, cho dù như thế nào, ông ta cũng sẽ không lùi bước. Dù biết rõ lùi bước sẽ có thể sống, không lùi chính là chết. Lạc Đông Phúc cắn răng nhẫn nhịn, cả người run rẩy, dốc hết tu vi cả đời vào hơi thở cuối cùng khởi động khí thế cương chính tồn tại giữa thế gian. Hầu Khuê Đông không khỏi nhíu mày. Ông ta không định lấy mạng của Lạc Đông Phúc, chỉ định dạy dỗ một chút coi như nể mặt Tề Lỗ với Mạnh gia, không cần phải trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng Lạc Đông Phúc lại không màng sống chết, khi ấy ông ta sẽ rất khó xử. Nho tu và võ đạo không giống nhau. Võ đạo không phân nội hay ngoại mà đều tu luyện chân khí, công phu được thể hiện rõ ràng trên chính cơ thể, chân khí cũng là sự tồn tại mật thiết nhất trong cơ thể. Nội lực càng thâm hậu, chân khí càng dồi dào. Còn khí thế cương chính của nho tu lại trải rộng khắp thế gian, không đi vào cơ thể nho sinh, chỉ thông qua phương pháp đặc biệt của nho tu giúp cơ thể kết nối với thế gian, từ đó khởi động khí thế cương chính. Cái gọi đọc sách nuôi khí chính là nuôi dưỡng khí của thiên địa, cảnh giới cao nhất là người trời hòa thành một. Nó và tu hành tự nhiên như nước chảy của đạo gia rất giống nhau. Tu vi của Lạc Đông Phúc chẳng phải là đối thủ của tông sư, nhưng ông ta không chịu nhân nhược, dùng hơi cuối cùng kêu gọi khí thiên địa khiến cho gió cuốn cuồn cuộn. Ở cổ đại có rất nhiều văn nhân thà chết chứ không chịu khuất phục mà dùng phương pháp này. Điều này khiến Hầu Khuê Đông rất khó xử. Mà giờ muốn hạ gục Lạc Đông Thiên thì cũng chỉ còn cách nặng tay, không còn là dạy dỗ một chút nữa rồi. Lại rằng coi như vậy một lát, Nghe Hoài Kỳ đứng bên cạnh bất mãn nói, Hầu Tông Sư, người ta đã ôm lòng muốn chết, cần gì ông nương tay chứ? Nếu ông không xuống tay được vậy thì chi bằng để tôi lên. Hầu Khuê Đông hừ nói, không cần. Ông ta bèn bước tiếp nửa bước kia lên, cơ thể thẳng tắp. Hai chân tiến về phía trước nửa bước nhưng nửa bước đấy lại nặng nề như rời núi. Thế gian tối sầm lại, khí thế cương chính không bao nhiêu được ngưng tụ lại kia nổ tan. Lạc Đông Phúc lùi lại mấy bước hộc máu, ngã quỵ xuống, ông Lạc. Tự thông sợ hãi tột độ, vội xông lên gọi Lạc Đông Phúc. Sắc mặt Lạc Đông Phúc trắng bệch, hai mắt trợn tròn, hô hấp đình chỉ. Khi sờ tay lên ngực cũng không cảm nhận được nhịp tim. Tự thông siết chặt nắm tay. Lòng đau buồn không thôi. Ông ta bảo tay sai đưa Lạc Đông Phúc lên xe mình, xoay người lạnh lùng nhìn Hầu Khuê Đông và Nghe Hoài Kỳ. Tử Thông không biết võ công, nhưng lúc này trong mắt ông ta chứa đầy sát khí khiến cả hai vị tông sư đều cảm thấy ớn lạnh. Các ông định giết cả tôi luôn à? Vậy phải xem nhà họ Từ liệu còn nằng nặc muốn đưa Lang Dụ Văn đi không đã, Nghe Hoài Kỳ đáp. Từ gia, ông đi đi, không cần phải hy sinh vô ích. Núi xanh còn ở không sợ hết củi đốt, Lang Dụ Văn cao giọng nói. Tử Thông liếc mắt nhìn Lang Dụ Văn, cơ thể hơi run, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, lạnh giọng nói. Hai vị tông sư, mối nợ hôm nay, họ Từ tôi sẽ nhớ kỹ. Người, các ông muốn để lại thì cứ để lại, nhưng tôi phải nói rõ, nếu ở đây ông Lang thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ khiến cả Giang Đông chó gà không yên. Chớ bảo tôi không báo trước đấy. Dứt lời. Ông ta xoay người bước đi. Trần Định Bang thấy Tử Thông đi rồi, biết giờ mình có kiên trì cũng vô dụng. Tôi cũng để lại một câu, nếu các ông động tới ông Lang, tuy tôi không thò vào chuyện ở Giang Đông được, nhưng ở Thân Châu, dẫu cho các ông có là tông sư đi chăng nữa, trừ phi nhà họ Trần tôi diệt môn nếu không sẽ chẳng còn miếng đất nào cho các ông mở võ quán đâu. Chớ bảo tôi không báo trước. Dứt lời, ông ta cũng xoay người bước đi. Chớp mắt, người hai nhà Từ Trần dẫn đến đều đi sạch, ngược lại khiến cho Nghe Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông thấy không quen. Hầu Khuê Đông không nhịn được bèn hỏi, hội trưởng Nghe à, ông nói xem liệu bọn họ. Nghe Hoài Kỳ cười khinh nói, hừ, sợ gì chứ, chẳng qua là hơi mạnh miệng chút thôi, làm màu trước thuộc hạ là chính, chừa cho mình chút mặt mũi mà thôi. Hầu Khuê Đông vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nói, thế lực của nhà họ Trần ở Thân Châu rất lớn, mà tên Trần Định Bang này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nếu ông ta ác lên thì sợ rằng võ quán Hoa Anh của tôi sẽ có chuyện. Nghe Hoài Kỳ không khỏi nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy chế nhạo, Hầu Tông Sư à, nhà họ Trần lại không có Tông Sư tọa chấn, ông sợ ông ta làm đếch gì. Nếu ông ta dám xuống tay với võ quán Hoa Anh thật thì ông cứ giết tới, coi thử nhà họ Trần phải làm sao đây. Trần Định Ban không phải đồ ngu, ông ta sẽ không vì tức mà không cần mạng đâu. Hầu Khuê Đông cũng cảm thấy có lý, bèn gật đầu nói, cũng phải. Vậy hai người kia xử lý sao đây? Nghe Hoài Kỳ nói,
Tôi muốn dẫn Lang Dụ Văn về Kim Lăng giao cho nhà họ Trương, tạm thời không giết được. Còn tên kia thì giao cho người nhà họ Phan xử lý đi, chẳng phải bọn họ nên báo thù cho Phan Phương Niên hay sao, đúng lúc cho bọn họ hả giận. Vậy Lý Dục Thần thì sao? Hầu Khuê Đông bỗng hỏi, có muốn đi Nam Giang? Nghe Hoài Kỳ lắc đầu nói, Hà Trường Sinh không rõ sống chết, nhà họ Liễu bị diệt môn, chuyện cụ thể liên quan đến Lý Dục Thần không rõ ràng, Nam Giang cũng không phải địa bàn của chúng ta, không cần hành động liều lĩnh. Hôm nay chúng ta ở lại nhà họ Phan hết một tối, nếu Lý Dục Thần tới cứu Phan Phượng Niên thì ta đây bèn liên thủ bắt cậu ta. Nhưng mà, Hầu Khuê Đông trầm ngâm, nghe nói Lý Dục Thần dùng một kiếm chém chết tông chủ Thiên Nhẫn Tông của Đông Doanh Itazura Kazuyoshi tại Đại hội Võ Lâm ở Tiền Đường, được coi là tông sư số một của Nam Giang. Ông và tôi liên thủ liệu có hơi mạo hiểm không? Lỡ như... Hừ, lời đồn này hơn phân nửa là phóng đại, giới trẻ ngày nay rất giỏi thổi phồng mọi chuyện. Chẳng phải khi ấy hội trưởng Bách cũng ở đó hay sao? Bách Phú Minh à, ha ha ha. Bản thân ông ta cũng là một tông sư nhưng võ công nửa nạc nửa mỡ, biết đầu Lý Dục Thần kia là do ông ta chỉ bảo, Nghê Hoài Kỳ khinh thường nói. Hầu Khuê Đông biết Nghê Hoài Kỳ và Bách Phú Minh bất hòa, nghe cũng chỉ nghe cho có, vậy nên hơi nhíu mày. Nghê Hoài Kỳ biết ông ta nghĩ gì bèn mỉm cười thần bí, thấp giọng nói, sư phụ tôi cũng đến đây. Hầu Khuê Đông kinh hãi, cái gì? Hoàng Phủ Tông Sư cũng đến đây sao? Rồi giáo giác nhìn xung quanh. Ở đâu thế, có thể dẫn tôi đi chào hỏi không? Nghe Hoài Kỳ nói, hành tung của sư phụ tôi không dễ nhìn ra vậy đâu. Ông cứ yên tâm đi, chỉ cần Lý Dục Thần dám đến thì đảm bảo cậu ta đến không có đường về. Có Hoàng Phủ Tông Sư ở đây thì hiển nhiên rồi. Hầu Khuê Đông thở phào, Hoàng Phủ Hiền là tông sư số 2 của Hoa Đông, gần ngang tay với Chu Khiếu Uyên. Không có ít lời đồn rằng cảnh giới của ông ta đã vượt qua Chu Khiếu Uyên rồi. Chẳng qua là Chu Khiếu Uyên nổi tiếng sớm nên thân phận cao hơn thôi. Hoàn Phủ Hiền đến đây, lại có thêm ông ta và Nghê Hoài Kỳ, với ba người bọn họ, đừng nói là tên Lý Dục Thần còn con, cho dù là ngôi sao sáng của giới võ lâm phương Bắc, tông sư đệ nhất thủ đô Tiêu Xanh đến đây thì bọn họ cũng không yếu thế. Tên Lý Dục Thần này thật không đơn giản, đến cả Hoàng Phủ Tông Sư cũng phải kinh động, Hầu Khuê Đông nói. Ai bảo cậu ta đắc tội với người không nên đắc tội, Nghê Hoài Kỳ nói. Nghe bảo nhà họ Liễu bị diệt môn là do cậu ta làm, đây đúng là cái cớ tốt nhất, hơn nữa có thêm chuyện của nhà họ Phan nữa, tên họ Lý kia chết chắc rồi. Vậy nếu hôm nay cậu ta không đến thì sao? Không đến ư, vậy thì chờ thêm 2 ngày, Lang Dụ Văn ở trong tay chúng ta thì cậu ta cũng sẽ mò tới thôi. Nếu qua 2 ngày cậu ta vẫn không đến thì chúng ta trở về Kim Lăng, giao Lang Dụ Văn cho Trương Hãn Thanh. Còn Lý Dục Thần sẽ có người xử lý. Hoàng Phủ Tông Sư có định đến Nam Giang không? Tôi cũng không biết, có lẽ người kia sẽ tự mình ra tay. Ai thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Khuê Đông rất hiếu kỳ, nghe thì hình như là một người còn lợi hại hơn Hoàng Phủ Hiền, thậm chí còn có thể khiến Hoàng Phủ Hiền nghe lệnh mình. Nhưng mà nhìn quanh cả giới võ lâm Hoa Đông, người có danh vọng và địa vị cao hơn Hoàng Phủ Hiền cũng chỉ có Chu Khiếu Uyên. Nhưng Hoàng Phủ Hiền lại không bao giờ chịu thua Chu Khiếu Uyên, đây là điều mọi người đều biết. Hay không phải là người trong võ lâm? Không nên hỏi, việc đó không liên quan đến chúng ta, cũng không phải là điều chúng ta nên biết, Nghê Hoài Kỳ nói. Lúc này, người nhà họ Phan đã không nhịn nổi nữa, bọn họ lại hỏi hai vị tông sư rằng có thể giao Lang Dụ Văn và Mã Sơn giao cho bọn họ trước không, bọn họ nên báo thù cho gia chủ. Muốn dùng máu của hai người kia huyết tế cho Phan Phượng Niên linh thiêng trên trời. Nghe Hoài Kỳ vốn không định giao Lang Dụ Văn cho bọn họ, nhưng nghĩ một hồi, đưa Lang Dụ Văn đến Kim Lăng thì cũng chẳng có cái kết đẹp nào, chỉ cần giữ lại một hơi còn sống đến nhà họ Trương là được. Nhà họ Nghe tại Kinh Khẩu chỉ là một gia tộc hạng hai, dựa vào tông sư là ông ta mới miễn cưỡng leo lên. Kinh Khẩu và Long Thành giáp với nhau, miếng thịt béo bở nhà họ Phan này. Sao Nghê Hoài Kỳ không nghĩ đến chuyện cắn một miếng chứ? Chỉ bằng bán cho bọn họ một mối nhân tình, giao Lang Dụ Văn cho người nhà họ Phan, chỉ cần không đánh chết là được. Đúng lúc này, một tên đệ tử cầm di động bước tới, báo cáo với ông ta, sư phụ, nhà họ Từ ở Cô Tô có hành động. Từ thông kêu gọi tất cả thế lực của nhà họ Từ, rất nhiều thế lực ngủ say bí ẩn gần như đều kéo cả Giang Đông. Ông ta định làm gì? Nghê Hoài Kỳ nhíu mày nói. Bây giờ không biết, nhưng mà... Nhưng cái gì?
kinh khẩu cũng có người của ông ta. Mặt khác, có đám đông ở Kim Lăng và Qua Châu tụ tập về kinh khẩu. Từ Thông điên rồi, mặt Nghê Hoài Kỳ nhăn chặt lại, mau báo về nhà chính ở kinh khẩu, sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Lúc này, điện thoại của Hầu Khuê Đông cũng vang lên. Ừ, là tôi, cái gì, cục thuế đến kiểm tra thuế sao? Công thương cũng đến hả? Điều tra phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chúng ta dọn đi, mọi võ quán ư. Hầu Khuê Đông bỗng cảm thấy chóng mặt. Ông ta là tông sư, nhấc tay cũng đủ lấy mạng người. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn chưa từng đối mặt với chuyện này, thuế vụ, công thương, phòng cháy, an ninh, vệ sinh đường phố, thậm chí là cả liên đoàn phụ nữ cũng đến võ quán Hoa Anh sinh sự. Ông ta không thể đánh chết tất cả bọn họ được. Đương nhiên ông ta cũng có thể chạy về Thân Châu, chạy tới nhà họ Trần, giết Trần Định Bang khơi mào mọi chuyện là xong xuôi. Nhưng làm thế thì hậu quả ập tới ông ta không chắc gánh vác nổi. Võ quán Hoa Anh cũng là một võ quán lâu đời của Thân Châu, nhưng so với nhà họ Trần ảnh hưởng cả Thân Châu lại chẳng là gì cả. Huống hồ, Trần Định Bang dám làm thế chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Ông ta cũng không chắc giết được. Một khi giết người không thành thì vô cùng phiền phức. Hầu Khuê Đông không hiểu tại sao Trần Định Bang lại chọn cách mạo hiểm như vậy. Nếu mình mất lý trí một chút, dẫn theo các đệ tử của Hoa Anh đến nhà họ Trần thì sao? Hậu quả này Hầu Khuê Đông không gánh nổi, vậy Trần Định Bang ông ta gánh nổi sao? Chỉ vì một tên lang dụ văn ư? Hầu Khuê Đông cảm thấy nhức đầu thì sao Nghê Hoài Kỳ không thấy đau đầu chứ? Kinh tế của Cô Tô mạnh hơn Kim Lăng, nhưng mà Kim Lăng là tỉnh lẻ, lại là cố đô của 6 triều đại, nơi tập trung của nhiều gia tộc lâu đời nên mới có địa vị cao hơn Cô Tô một chút. Nhưng người của Cô Tô vẫn không phục, thế gia nhà giàu ở Cô Tô và Kim Lăng vẫn luôn hình thành cục diện giằng co, và nhà họ Từ là người cầm đầu. Nhà họ Từ tới thế hệ của Từ Thông càng thêm ngang tàng, đưa tay len lỏi khắp mọi ngành nghề, sản nghiệp trải dài từ Nam chí Bắc. Nghê Hoài Kỳ biết Từ Thông ngoài những sản nghiệp công khai bên ngoài còn có rất nhiều thế lực mờ ám che giấu bên trong. Nhưng ông ta không ngờ rằng thế lực ngầm của nhà họ Từ khổng lồ như vậy. Mà lần này Từ Thông không màng đến chuyện bại lỗ nữa, lôi hết tất cả thế lực lên. Nếu quậy tanh bành thì có thể đúng như lời Từ Thông nói, cả Giang Đông gà chó không yên. Đương nhiên là Nghê Hoài Kỳ nơi khác như Giang Đông, thứ ông ta để ý là kinh khẩu nơi trốn của nhà họ Nghê. Vừa nhận tin một hàng dài phương tiện giao thông đủ loại từ xe bánh mì, xe tải, xe công trình cuồn cuộn trên đường cao tốc và quốc lộ từ Kim Lăng đến kinh khẩu. Từ Thông điên rồi, điên mất rồi, Nghê Hoài Kỳ kết luận như vậy. Đây là cá chết lưới rách rồi. Đây là đối địch với cả Giang Đông. Nghê Hoài Kỳ không hiểu nổi Từ Thông mưu đồ cái gì. Chỉ bởi vì đánh chết một nho sinh bên cạnh ông ta thôi sao? Hay là vì buộc mình thả lang dụ văn? Nghê Tông Sư, làm sao giờ? Có muốn thả lang dụ văn trước không? Hầu Khuê Đông nghĩ tới nghĩ lui. Tuy rằng nhà họ Nghê là gia tộc hạng hai nhưng cũng bá chiếm kinh khẩu, đều có những sản nghiệp ngầm. Nhưng ông ta chỉ có mỗi võ quán Hoa Anh, nó do sư phụ để lại. Là do năm ấy sư phụ dựa vào một đôi nắm đấm sắt đánh ra ở Đại hội Vạn Quốc. Ông ta cũng không muốn võ quán Hoa Anh bị hủy hoại trong tay mình. Nghê Hoài Kỳ nhíu mày nói, Hầu Tông Sư, lúc này chúng ta không được lùi bước. Ông lùi một bước, người ta sẽ lấn tới ba bước. Nhưng Trần Định Bang và Từ Thông kia điên hết rồi, hơi phiền phức đấy, Hầu Khuê Đông nói. Hừ, tôi thấy bọn họ chỉ hù người thôi, Nghê Hoài Kỳ nói. Chúng ta không ngại bình tĩnh xem biến đâu. Làm thế nào để bình tĩnh xem biến chứ? Trước tiên đừng động tới lang dụ văn, người nhà họ Phan tính báo thù thì tìm tên Mã Sơn kia trước. Cũng đừng giết chết, để lại một hơi, để chúng ta xem thử giới hạn của Trần Định Bang và Từ Thông ở đâu, đến cuối cùng là báo nổi hay là diễn hề đây. Nếu bọn họ dám quậy tanh bành thật thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sát khí chợt thoáng qua người Nghê Hoài Kỳ đến cả Hầu Khuê Đông cũng thấy hoảng sợ. Nghê Tông Sư, ý của ông là, ông ta đưa tay làm bộ cắt cổ. Nghê Hoài Kỳ cười khẩy nói, bọn họ bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ông không cần lo lắng, bọn họ đã vi phạm hiệp ước của Liên minh Thương Võ, Tông Sư của Hiệp hội Võ Đạo đều đứng về phía chúng ta. Còn cả nhà họ Trương ở Kim Lăng cũng sẽ về phía chúng ta. Hầu Khuê Đông gật đầu, hạ quyết tâm, nói, được. Vậy cứ làm thế. Vì vậy, Nghê Hoài Kỳ lại lấy lang dụ văn trong tay người nhà họ Phan về rồi giao Mã Sơn cho bọn họ.
Phan Phượng Niên đã chết, tất nhiên người nhà họ Phan vô cùng bi phẫn, hận không thể băm thây hung thủ thành ngàn mảnh. Không bắt được Lý Dục Thần, không động được Lang Dụ Văn thì chỉ còn lại Mã Sơn. Người nhà họ Phan xả hết mọi cơn tức giận lên người Mã Sơn, chân đấm tay đá Mã Sơn, đánh suốt một buổi trưa, dù Mã Sơn có võ thì cũng bị đánh cho không ra hình người. Tới ban đêm, bạn họ càng đánh anh ta dữ dội hơn, treo anh ta lên cây hòe lớn trong sân. Đốt một đống lửa dưới chân anh ta, ngọn lửa canh chuẩn đốt tới lòng bàn chân Ma Sơn. Đêm hôm nay, Lý Dục Thần không xuất hiện. Trần Định Bang và Từ Thông cũng không phái người tới gây sự. Nhưng Thái Vĩ Dân lại dẫn theo một số người trèo tường đi vào nhà họ Phan, định bụng cứu Mã Sơn bị treo trong sân đi. Tuy rằng nhà họ Phan gặp biến cố lớn, nhưng tệ gì cũng là nhà giàu số một thành phố Long, người bảo vệ vẫn còn đây, huống hồ còn có hai vị tông sư, tất nhiên là kế hoạch của Thái Vĩ Dân thất bại. Gã ta vừa mới chạy tới dưới tàng cây hòe, còn chưa kịp dập lửa thì đã bị bao vây. Trước khi Thái Vĩ Dân đến đây cũng biết phi vụ lần này cửu tử nhất sinh, nên dẫn anh em đến đây đều là tử sĩ bên cạnh gã ta. Thấy mình bị bao vây, gã ta bèn lấy tên ra, xông vào đánh nhau với người nhà họ Phan. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nằm lăn lóc khắp đất. Thái Vĩ Dân cũng bị treo lên chung chỗ với Mã Sơn. Trước khi Mã Sơn bị treo lên đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết nên giờ có đốt trụi bàn chân cũng không thấy đau đớn. Nhưng Thái Vĩ Dẫn là bị bắt treo lên, khi ngọn lửa đốt đến đầu ngón chân, gã ta không nhịn được kêu la. Thế là bị người khắp sân cười nhạo, khinh khỉnh, thấy gã ta bị hỏa thiêu còn thấy vô cùng sảng khoái. Nghe Hoài Kỳ hỏi gã ta, Lý Dục Thần ở đâu? Thái Vĩ Dân vừa mới kêu la thảm thiết vì bị hỏa thiêu lại nhổ nước bọt, ngậm chặt miệng lại. Chậc, cũng cứng đấy, Nghe Hoài Kỳ khá bất ngờ, vậy đốt đi, coi thử chịu được đến khi nào. Có người thêm than vào lửa. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, chân Thái Vĩ Dân bốc mùi khét. Mồ hôi tuôn rơi thành từng hột to như hột đậu lăn dài trên trán Thái Vĩ Dân nhưng gã ta vẫn ngậm chặt miệng, không nói một lời. Nếu ở quá khứ, có lẽ Thái Vĩ Dân đã cầu xin tha thứ từ lâu. Nhưng từ sau khi gã ta bị Chu Lợi Quân trả thù, được Lý Dục Thần cứu về từ trong tay thần chết, gã ta đã không còn sợ gì cả. Không chỉ bởi vì đã trải qua cái chết một lần, cũng không phải vì đã trải qua đau đớn, mà là bởi vì gã ta đã có tín ngưỡng. Ở trong lòng gã ta, Lý Dục Thần là tín ngưỡng, là sự tồn tại như thần linh. Người có tín ngưỡng sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Lang Dụ Văn lại đưa điện thoại cho Nghe Hoài Kỳ. Nghe Hoài Kỳ nhận lấy điện thoại, nói, Từ Thông, rốt cuộc là ông muốn thế nào? Thả hết bọn họ ra. Không có khả năng, Lang Dụ Văn là người mà nhà họ Trương muốn, tôi không có khả năng đưa cho ông được. Nghe Hoài Kỳ nói, tốt nhất là ông hãy trả hết những gì mình đào ra lại, nếu không, tôi sẽ đến Cô Tô San bằng nhà họ Từ. Đừng cho là tôi không làm được. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh của Từ Thông. Ha ha, tôi tin, ông là tông sư mà. Nhưng tôi cũng nói cho ông biết, nhà họ Từ không có dễ san bằng như ông nghĩ đâu. Ông cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ trả lại những thứ kia. Trong lúc ông cãi cọ với tôi ở trong điện thoại, những thứ kia đã được chất lên mấy chục chiếc xe, bây giờ đang lái về những con sông ở các thành phố khác nhau rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đến ông, ngay cả tôi cũng không đuổi theo được. Sắc mặt Nghe Hoài Kỳ không ngừng biến đổi. Nếu thả Lang Dụ Văn ra, ông ta không có cách nào ăn nói với nhà họ Trương được. Thế nhưng nếu không thả, tên điên Từ Thông này thật sự sẽ ném hài cốt tổ tiên nhà họ Nghe vào trong sông. Đúng lúc này, một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Ân oán của mấy người thì tự mấy người giải quyết, về phần Lang Dụ Văn này, tôi sẽ đưa đi trước. Từ Thông, nếu ông muốn thì hãy đến Kim Lăng, Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông mà tìm tôi. Nghe được giọng nói này, Nghe Hoài Kỳ lập tức mừng rỡ, sư phụ. Mà Từ Thông đầu bên kia điện thoại cũng vô cùng kinh hãi, Hoàng. Hoàng Phủ Tông Sư. Nhưng mà Từ Thông lại không nhận được câu trả lời, một trận gió lướt qua, bóng người lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lang Dụ Văn đã biến mất, mà đầu kia điện thoại cũng không truyền đến âm thanh nào nữa. Nghe Hoài Kỳ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không thấy báo đã tắt máy. Từ Thông nhất định là bị Hoàng Phủ Tông Sư xuất hiện hù dọa rồi. Ha ha ha, ông ta tưởng tượng ra dáng vẻ Từ Thông trợn mắt há hốc mồm, cười ha ha, Từ Thông, sợ rồi sao?
nếu ông biết điều thì hãy mau chóng trả đồ của tổ tiên tôi lại đi. Đầu bên kia điện thoại vẫn trầm mặc. Từ Thông đúng là rất khiếp sợ. Ông ta không nghĩ tới Hoàng Phủ Hiền sẽ xuất hiện ở thành phố Long. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta, cũng làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ông ta. Sao Hoàng Phủ Hiền lại tham dự vào trận phân tranh giữa những hào môn ở Giang Đông? Từ Thông lập tức ý thức được, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như ông ta nghĩ. Chắc là còn có chuyện gì mà ông ta không biết. Ông ta không sợ đối thủ cường đại, nhưng ông ta lại sợ những chuyện mình không biết. Sợ hãi những chuyện mình không biết là bản năng bẩm sinh của con người. Không có tin tức đầy đủ cộng thêm những nhân tố chưa biết, có nghĩa là chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Mà Hoàng Phủ Hiền đưa Lang Dụ Văn đi, Từ Thông tạm thời không nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Ông ta có thể uy hiếp Nghê Hoài Kỳ, nhưng không dám đắc tội Hoàng Phủ Hiền. Nghê Hoài Kỳ là tông sư, mặc dù Từ Thông cũng hơi kiêng dè, nhưng cũng chỉ là kiêng dè thôi, vẫn còn chưa tới trình độ khiến ông ta sợ hãi. Nhà họ Nghê ở ngay kinh khẩu, tiếp giáp với thành phố Long, cách Cô Tô cũng không xa. Ông ta biết rất rõ về Nghê Hoài Kỳ và nhà họ Nghê, có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Nhưng Hoàng Phủ Hiền lại không giống. Hoàng Phủ Hiền là người ở dự trương, cho dù tay Từ Thông có dài đến đâu thì cũng không có khả năng duỗi tay tới chuyện ở Giang Đông, cách một hoàn nam, ngả vào vùng đất cán phản được. Huống chi thế lực của gia tộc Hoàng Phủ cũng không phải thứ mà nhà họ Nghê có thể so sánh nổi. Mà Hoàng Phủ Hiền còn là đại tông sư thành danh đã lâu, nghe đồn thực lực của ông ta không kém gì Chu Khiếu Uyên. Từ Thông nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Nghê Hoài Kỳ, suy nghĩ thật nhanh, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Ông ta để điện thoại lên bàn, lấy một cái điện thoại khác ra từ trong ngăn kéo, gửi một tin nhắn đi, chỉ có hai chữ. Tình huống. Nghê Hoài Kỳ thấy Từ Thông ở đầu kia trầm mặc, cho là ông ta đang sợ, càng thêm đắc ý mà cười. Ông ta không có chú ý tới một thuộc hạ ở sau lưng ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng bấm mấy cái lên trên màn hình. Trên màn hình điện thoại của Từ Thông xuất hiện ba chữ, sói đã đi. Từ Thông nhíu mày. Lang Dụ Văn đúng là đã bị Hoàng Phủ Hiền đưa đến Kim Lăng, vậy thì ông ta không còn cách nào nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo được mạng sống của Lang Dụ Văn, chỉ cần vẫn còn sống, trợ lý Dục Thần xuất quan sẽ có thể cứu về. Từ Thông, ông còn không mau trả lại đồ nhà tôi. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới giọng nói của Nghê Hoài Kỳ. Từ Thông hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, nói ra, có gan thì ông hãy đến Cô Tô tìm tôi. Dứt lời, ông ta liền cúp điện thoại. Lần này đến lượt Nghê Hoài Kỳ ngây ngẩn cả người. Ông ta không rõ, đã đến lúc này rồi, Từ Thông dựa vào cái gì mà còn ngang tàng như thế. Ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, Nghê Hoài Kỳ không biết để mặt vào đâu nữa, huống chi bây giờ tổ tiên của nhà họ Nghê còn đang bị đưa lên mấy chục chiếc xe tải vận chuyển đến các con sông khác nhau, ông ta có thể không hận, không nóng nảy được sao? Hừ, hay cho ông Từ Thông, ông đã quên mất tông sư không thể bị làm nhục sao? Đi, theo tôi đánh tới Cô Tô. Chém đầu Từ Thông xuống tế tổ tiên nhà họ Nghê tôi. Bỗng nhiên ông ta nhìn sang hai người đang treo trên cây, nói với một đệ tử bên cạnh. Nghê Cường, cậu ở lại nhà họ Phan trông coi, chờ tôi giết Từ Thông, trở về sẽ đưa cả hai người này đến kinh khẩu tế trời. Rõ, Nghê Cường đứng ở bên cạnh ông ta nói. Nghê Hoài Kỳ giận dữ dẫn theo các đệ tử của ông ta vội vàng chạy tới Cô Tô, thề phải giết Từ Thông để xả hận. Từ thành phố Long đến Cô Tô không xa, chỉ hơn một giờ sau bọn họ đã đến trước cổng lớn nhà họ Từ. Vốn cho là giờ phút này nhất định nhà họ Từ phải được canh phòng nghiêm ngặt, Nghê Hoài Kỳ còn đang nghĩ phải làm thế nào để có thể xông thẳng vào, không nghĩ tới cổng lớn nhà họ Từ lại rộng mở, ngay cả một bảo vệ cũng không có. Nghê Hoài Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, đi vào trong cánh cổng lớn mở rộng. Cô Tô có rất nhiều vườn tược, Từ phủ được xây dựng trên một khu vườn cổ không nổi tiếng lắm. Trong sân là vườn hoa bãi cỏ núi giả hồ nước, hành lang vòng vèo, đình đài lầu các, không khác mấy so với những khu vườn khác. Nghê Hoài Kỳ đi thẳng vào trong, vậy mà lại không gặp được một người nào cả. Ngoá nó, không phải là họ Từ đã chạy rồi chứ, một đệ tử nói. Nghê Hoài Kỳ lại không nghĩ như vậy, Từ Thông được xưng là mãnh hổ Giang Đông, nếu như mình còn chưa tới, ông ta đã dẫn người nhà chạy, để chống một căn nhà rộng như thế này. Vậy về sau ông ta đừng nghĩ tới việc tung hoành trên giang hồ nữa.
Sau khi đi qua hành lang qua cầu, ông ta tới sân sau. Chợt nhìn thấy một cái hồ, bên kia bờ là một cái đình, trong đình có hai người, một nam một nữ, đang ngồi đối diện cách một cái bàn đá. Bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc đồ Hán đang pha trà. Hương trà nhàn nhạt tản mát, thổi qua mặt hồ, Nghê Hoài Kỳ đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy. Ông ta vừa nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông trong hai người đang ngồi đối diện nhau trong đỉnh kia chính là Từ Thông. Về phần người phụ nữ kia, bởi vì đưa lưng về phía ông ta không nhìn thấy chính diện, chỉ cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Khóe mắt Nghê Hoài Kỳ nhảy lên, càng cảm thấy tức giận hơn. Đây là cái gì chứ? Kế vườn không nhà trống. Hay là xem thường Nghê Hoài Kỳ tôi? Ông ta bước nhanh đến phía trước. Trên hồ có cầu cửu khúc, đi qua mới tới trước đình. Từ Thông giống như không nhìn thấy ông ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn đá trước mắt. Trên bàn đá là một bàn cờ, hóa ra là hai người đang đánh cờ. Nghê Hoài Kỳ thấy Từ Thông như thế thì càng giận dữ hơn, cười lạnh nói, Từ Thông, ông diễn kế vườn không nhà trống không tệ lắm. Đáng tiếc, ông không phải Gia Cát Lượng, tôi cũng không phải Tư Mã Ý. Nếu tôi đã đến, ông nhất định sẽ phải chết. Từ Thông vẫn không ngẩng đầu, mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như đang suy nghĩ nên đi bước kế tiếp như thế nào. Ngược lại là người phụ nữ kia quay đầu nhìn Nghê Hoài Kỳ, có mấy phần kinh ngạc nói, ồ, Nghê Tông Sư đến rồi. Nghê Hoài Kỳ giật mình, bởi vì ông ta nhận ra người này, chính là Xà Bích Thanh đang ở Nam Giang. Khó trách bóng lưng này có mấy phần quen thuộc. Xà Tông Sư, tại sao bà lại ở chỗ này? À, tôi ra Bắc làm việc, đi ngang qua Cô Tô, liền đến nhà họ tự uống chén trà. Nghê Hoài Kỳ tự nhủ trong lòng, tôi tin bà cái con khỉ. Ông ta dám đoán chắc, Xà Bích Thanh là được Từ Thông mời đến trợ trận. Khó trách Từ Phủ không hề chuẩn bị một chút nào cả, ngay cả bảo vệ cũng không có, hóa ra là đã mời được Tông Sư. Trên đường tới đây, Nghê Hoài Kỳ cũng đã nghĩ qua liệu Từ Thông có thể mời Tông Sư đến trợ giúp hay không. Nhưng Tông Sư vô cùng hiếm thấy, chỉ có một vài người như vậy, Chu Khiếu Uyên và Bách Phú Minh ở Giang Đông đều đang ở Kim Lăng, không có khả năng tới. Liễu Kim Sinh ở Nam Giang đã chết, Hà Trường Xuân đóng sinh tử quan. Hầu Khuê Đông ở Thân Châu thì đã đi tìm Trần Định Bang liều mạng, Hoàng Tổ Hùng và Từ Thông lại không có qua lại gì với nhau. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra Từ Thông còn có thể mời được Tông Sư nào nữa. Lại để lọt mất Xà Bích Thanh đang sống nơi đất khách. Điều này khiến Nghê Hoài Kỳ có chút đau đầu. Nếu như là Tông Sư khác, ông ta còn có thể lấy thân phận Hiệp hội Võ Đạo để đe dọa một chút, nhưng Xà Bích Thanh là người Miêu, chỉ là tạm trú ở Nam Giang, không thuộc sự quản lý của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Cũng không phải là Nghê Hoài Kỳ sợ Xà Bích Thanh, nhưng ở trên địa bàn của Từ Thông, đối chiến với Tông Sư mà người ta mời tới, hậu quả khó mà lường trước được. Xà Tông Sư, tôi và Từ Thông có chút ân oán cá nhân, không có liên quan gì đến bà, mong bà không nhúng tay. Ồ, Xà Bích Thanh lạnh nhạt nói, ân oán cá nhân thì đương nhiên tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng tôi đang uống trà ở Từ Phủ, cũng không thể trơ mắt nhìn ông giết người mời tôi uống trà ngay trước mặt tôi được đúng không? Nghê Hoài Kỳ cao mày nói như vậy. Xà Tông Sư là muốn giúp Từ Thông đối địch với tôi ư? Địch thì chưa đến nỗi, Xà Bích Thanh nói, nếu không như vậy đi, chờ tôi uống trà xong, hai người muốn làm gì thì làm, đều không liên quan gì đến tôi. Chuyện này là thật ư? Nghê Hoài Kỳ có chút không tin hỏi. Đương nhiên, Tông Sư không nói đùa, Xà Bích Thanh nói, Nghê Tông Sư, ông cũng tới uống một chén đi, thuận tiện nhìn xem ván cờ này, tôi và Từ gia chủ ai có thể thắng. Nghê Hoài Kỳ ngẫm nghĩ, liền đi vào đình, ngồi xuống ghế đá ở một bên. Người phụ nữ mặc hán phục ở một bên đưa một tách trà cho ông ta. Từ đầu đến cuối, Từ Thông vẫn không nói một câu, cũng không nhìn Nghê Hoài Kỳ cái nào. Ông ta vẫn đang nhìn ván cờ, tự hỏi bước kế tiếp đi như thế nào. Nghê Hoài Kỳ nhìn về phía bàn cờ trên bàn. Ông ta cũng có một chút hiểu biết về cờ vây. Nhìn ván cờ này, quân trắng chiếm một góc. Quân đen ở chính giữa, thế lực ngang nhau, phía dưới bên trái tạo thành một con rồng lớn uốn lượn, thắng bại đều dựa trên con rồng này. Nếu như con rồng của quân trắng còn sống đột nhập vào chính giữa thì chắc chắn quân đen sẽ thua. Mà nếu quân đen muốn thắng, nhất định phải giết được rồng. Từ Thông cầm một quân đen trong tay, xem ra là đang khổ sở suy nghĩ. Nghê Hoài Kỳ cười lạnh trong lòng,
sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm trạng đánh cờ. Lát nữa xả Bích Thanh đi, để xem ông còn có thể làm gì nữa. Từ Thông đang do dự, xả Bích Thanh lại khoan thai thưởng thức trà, Nghe Hoài Kỳ xem cờ không nói chuyện. Cứ như vậy, ba người ngồi trong đình, tất cả đều trầm mặc, chỉ có bếp lò bên cạnh truyền đến tiếng nước sôi sôi trào. Mà lúc này, trong sân nhà họ Phan ở thành phố Long lại có một đám người bịt mặt vọt vào. Ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, khí thế hung hăng. Nhất là ba người cầm đầu, vừa xuất hiện đã đánh, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Đám bảo vệ nhà họ Phan vừa quát hỏi một tiếng, người nào? Đã bị vỗ một chưởng lên ngực, bay ra ngoài. Dầm một tiếng rơi xuống đất, đã trước ngực bốc lên một làn khói xanh, kêu vang xì xì, còn mang theo một mùi da thịt khét lẹt khó ngửi. Người bên cạnh giật nảy mình, muốn đi đỡ người kia, lại phát hiện người kia đã chết rồi. Đến khi quay đầu, chỉ thấy hai tay của người bịt mặt vừa rồi đánh chết người kia đỏ rực lên giống như bàn ủi nung đỏ. Mà một người bịt mặt khác thì cầm một con dao phay trong tay. Lúc đám bảo vệ nhà họ Phan xông lên liền bị người kia chém lung tung, nhìn như không có kết cấu gì, lại như chém dưa thái rau, tất cả đều ngã xuống đất. Trong chớp mắt, bọn họ đã vọt đến dưới tán cây hòe. Người bịt mặt thứ ba có dáng người nhỏ gầy hơn chút, đứng sau lưng bọn họ. Chỉ thấy người đó giơ tay lên một cái, hai sợi dây thừng thô to quấn trên cây liền đứt đoạn, hai người treo trên cây cũng rơi xuống, được hai người phía trước đỡ được. Ba người đang muốn rời đi, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, cứ định đi như vậy sao? Hóa ra là Nghê Cường nghe được động tĩnh đi ra. Nghê Cường là cháu trai đằng nội của Nghê Hoài Kỳ, cũng là đệ tử thân truyền của Nghê Hoài Kỳ. Anh ta được vinh dự kỳ tài võ học có thiên phú nhất nhà họ Nghê từ sau Nghê Hoài Kỳ, không đến 40 đã đạt đến hóa kình đỉnh phong, nếu cứ tiếp tục tiến lên trước sẽ có thể trông thấy ngưỡng cửa tông sư. Nghê Hoài Kỳ cố ý để anh ta lại, chính là sợ sau khi mình rời đi, Từ Thông phái người đến nhà họ Phan cứu người. Có Nghê Cường ở đây, chỉ cần người tới không phải cao thủ tông sư thì cũng không cần lo lắng. Nghê Cường nói xong, trên thân bộc phát ra một khí thế cường đại, sát ý nồng đậm bao phủ lấy đám người bịt mặt. Người bịt mặt chỉ có thể buông Mã Sơn và Thái Vĩ Dân xuống. Ba người nhanh chóng tản ra, tạo thành đội hình tam giác bao vây Nghê Cường lại. Anh ta cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, cho dù có luyện công phu ngoại gia tốt thế nào thì cũng không ăn nhầm gì. Chỉ bằng đám tép diêu mấy người mà đã muốn đến nơi này cứu người ư. Ba người không nói lời nào, chỉ liếc nhau một cái, đột nhiên phát động công kích. Đầu tiên là người có bàn tay đỏ rực kia lấn người xông lên, vỗ một chưởng về phía hướng Nghê Cường. Anh ta khẽ vươn tay, liền bắt được cổ tay của người kia. Đúng vào lúc này, người cầm dao phay chém một nhát về phía cánh tay của anh ta. Tay Nghê Cường vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người kia không buông, lóe sang bên cạnh né tránh dao phay. Người kia chém hụt một nhát, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, quét ngang về phía hông Nghê Cường nhanh như chớp. Khoái đao của Vinh Môn, Nghê Cường khẽ nhíu mày, lập tức cười lạnh, đám trộm Vinh Môn cũng dám đến đây bêu xấu, khó trách phải che mặt. Anh ta lại hít một hơi, lồng ngực liền co vào. Né được luồng sáng trắng kia. Nhưng làm như vậy, người lúc trước co rụt cổ tay lại, trơn trượt như bùn tránh thoát khỏi bàn tay anh ta, nhưng mu bàn tay của người đó bị ngón tay của Nghê Cường quét đến, đau đến mức khẽ thở ra một hơi, đứng đó vẩy vẩy tay. Nghê Cường lập tức lấn người lên, muốn bắt lấy cổ tay của người đó lần nữa. Lúc này, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng đen bắn nhanh về phía anh ta. Lại là người bịt mặt thứ ba tung ra ám khí. Nghê Cường tránh thoát ám khí, cũng để người bịt mặt thứ nhất hoàn toàn trốn thoát khỏi bàn tay anh ta. Cứ như vậy, bốn người liền lao vào đánh nhau. Vừa đánh nhau, hai bên đều giật mình. Bây giờ Nghê Cường mới phát hiện ba người bịt mặt này mặc dù luyện công phu ngoại gia, nhưng cũng đã đi được vào sâu bên trong, cương nhu cùng tồn tại, bước vào đại thừa võ đạo. Nếu không phải anh ta đã đến hóa kình đỉnh phong, nói không chừng còn phải chịu ăn thiệt thòi. Mà ba người bịt mặt cũng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới nhà họ Phan còn cất giấu một cao thủ hóa kình đỉnh phong. Mặc dù mình lấy nhiều đánh ít, lại không chiếm được lợi lộc gì. Chênh lệch về thực lực không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp, dần dần chắc chắn sẽ thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nghê Cường đã chiếm thượng phong. Mà ba người bịt mặt vướng trái vướng phải, không rảnh quan tâm đến nhau, đã lộ ra dấu hiệu thất bại.
Nghê Cường vừa đánh, vừa cười lạnh nói, đầu hàng đi, nể mặt mấy người luyện võ không dễ, tôi sẽ cho mấy người được chết thể diện hơn một chút. Bằng không sẽ giống như bọn họ, treo lên thiêu chết. Đúng lúc này, người bịt mặt gầy yếu hơn một chút kia bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nghê Cường trông thấy gương mặt kia, trong lòng chấn động mạnh. Anh ta chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào đẹp như vậy, đẹp đến mức động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông mặt. Vào thời khắc ấy, xương cốt của anh ta giống như trở nên xốp giòn, cả người không sử dụng được bất cứ một chút sức lực nào. Nghê Cường lập tức ý thức được cái gì? Anh ta cắn rách đầu lưỡi của mình. Đau đớn khiến anh ta khôi phục thần trí tỉnh táo. Nghê Cường phun ra một ngụm máu tươi, mắng, ả đàn bà thối, thế mà lại dùng mị thuật. Mà đúng lúc này, anh ta chợt nghe được một tiếng gào nặng nề, giống như cụ thú thượng cổ gầm rú vang lên trong sân nhà họ Phan. Thần hồn vừa mới khôi phục của anh ta, vào thời khắc ấy lại bị đánh tan lần nữa. Một đôi tay đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước mắt Nghê Cường, đang đập về phía lồng ngực của anh ta. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, còn đến nhanh hơn bàn tay màu đỏ kia, xẹt qua cổ của anh ta. Ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng giao nhau, trên cổ Nghê Cường xuất hiện một sợi dây rất mỏng, mà lồng ngực thì sụp đổ xuống. Anh ta không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông kia lần nữa. Trong mơ hồ, anh ta giống như nhìn thấy trên đỉnh đầu người phụ nữ kia có một con rồng màu trắng hư ảo. Nghê Cường không xác định đây là thật hay là ảo giác của anh ta. Anh ta cũng không có cách nào chứng thực cái gì nữa. Bởi vì anh ta chết rồi. Thiên tài một đời của nhà họ Nghê ở Kinh Khẩu, cứ như vậy mà ngã xuống trong sân nhà họ Phan thành phố Long. Anh ta vừa mới ngã xuống, người bịt mặt liền cõng Mã Sơn và Thái Vĩ Dân lên, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Từ Thông vẫn cầm vuốt quân cờ, không nhúc nhích. Xà Bích Thanh còn đang uống trà. Trong đình vô cùng im ắng. Nghê Hoài Kỳ cảm thấy có chút phiền não. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã treo lên thật cao, đã đến giữa trưa rồi. Xà Tông Sư, trà cũng đã nhạt rồi, không bằng đi ăn cơm chưa đi. Không vội. Tôi và gia chủ nhà họ Từ còn chưa đánh cờ xong mà. Cuối cùng Nghê Hoài Kỳ cũng đã hiểu, mẹ nó đây đâu phải là đánh cờ, đây chính là lý do chuẩn bị cho ông ta. Chỉ cần Từ Thông không đánh quân cờ kia xuống, bàn cờ này sẽ vĩnh viễn không kết thúc, Xà Bích Thanh vẫn sẽ ở nhà họ Từ uống trà. Vậy ông ta sẽ vĩnh viễn không động vào Từ Thông được. Nghê Hoài Kỳ bỗng nhiên dự cảm được cái gì, lấy điện thoại ra gọi cho Nghê Cường. Lại phát hiện thế mà chỗ chết tiệt này lại không có tín hiệu. Ông ta mơ hồ có chút bất an. Nhưng mà nhớ tới Nghê Cường là đệ tử đắc ý của ông ta, võ giả có thiên phú nhất trong thế hệ đời sau nhà họ Nghê, đưa mắt nhìn khắp Giang Đông, chỉ cần không phải tông sư ra tay thì không có mấy người có thể là đối thủ của anh ta. Từ Thông có thể mời Xà Bích Thanh đến, còn có thể mời thêm một tông sư nữa đi thành phố Long hay sao? Nếu thật sự có bản lĩnh này, Từ Thông nên mời cả tông sư kia đến đây, hợp sức với Xà Bích Thanh xử lý ông ta mới đúng. Nghĩ như vậy, Nghê Hoài Kỳ lại yên lòng. Từ Thông, đừng có đóng kịch nữa, hai người căn bản không phải đang đánh cờ. Có kéo dài thời gian thế nào cũng vô dụng, Xà tông sư không có khả năng bảo vệ ông cả một đời, Nghê Hoài Kỳ nói. Từ Thông vẫn không nói lời nào, cúi đầu nhìn bàn cờ. Đột nhiên có một tiếng rung nhẹ nhẹ truyền đến. Điện thoại của Từ Thông để trên bàn bên cạnh sáng lên một cái. Từ Thông cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nghê Hoài Kỳ luôn cảm thấy không thích hợp, nhìn điện thoại của mình một chút, hỏi, vì sao điện thoại của tôi lại không có tín hiệu? À, tháp tín hiệu gần đây xảy ra chút trục trặc, tổng đài nói đang sửa, chắc hẳn sẽ sửa xong rất nhanh thôi, Từ Thông hững hờ đáp. Nghê Hoài Kỳ ngửi thấy mùi âm mưu. Vậy sao điện thoại của ông có thể nhận được tin nhắn? Nghe tông sư, ông không biết có thứ gọi là Wi-Fi sao? Wi-Fi nhà tôi không đặt mật khẩu, ông cứ thoải mái dùng đi. Nghe Hoài Kỳ tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Ông ta cảm giác mình đang bị trêu đùa, nhưng đây là việc nhỏ, quan trọng là tại sao Từ Thông lại muốn che đậy tín hiệu. Chắc chắn đã xảy ra chuyện, không phải Kinh Khẩu thì chính là thành phố Long. Từ Thông, rốt cuộc ông đang làm cái gì? Tôi đang đánh cờ mà. Từ Thông để điện thoại xuống, đặt quân đen trong tay lên trên bàn cờ. Đây là một nước cờ hay.
Cơ hội sống sót của con rồng trắng đang đột nhập vào trung tâm đã vô cùng xa vời. Xà Bích Thanh cầm một quân trắng lên, nhìn bàn cờ trầm tư một lát liền ném cờ nhận thua. Từ gia chủ quả nhiên là cao thủ giết rồng, thận trọng từng bước, từng chiêu đều tương ứng nhau, bội phục bội phục. Từ Thông cười ha ha, xà tông sư quá khen rồi. Nghe Hoài Kỳ cảm thấy bọn họ đang tại ám chỉ ông ta, nhưng lại không có chứng cứ. Xà tông sư, đã chơi xong cờ rồi, bà cũng uống trà đủ rồi nhỉ, Nghe Hoài Kỳ có mấy phần nôn nóng nói. Xà Bích Thanh mỉm cười gật đầu, cũng gần xong rồi. Vậy xin cứ tự nhiên đi, tôi và Từ Thông có ân oán cá nhân, hy vọng bà không nên nhúng tay. Nghe tông sư, giữa hai người có ân oán gì, không bằng nói tôi nghe một chút, tôi xem có thể hòa giải được hay không. Tất cả mọi người đều là nhân vật lớn, sao phải đến mức ông chết tôi sống để người bên ngoài chế giễu chứ? Xà tông sư, không phải tôi không nể mặt, chuyện này, căn bản không có cách nào hòa giải được. Ông ta, Nghe Hoài Kỳ vỗ bàn một cái, chỉ vào Từ Thông, ông ta phái người đào mộ tổ nhà họ Nghe tôi lên. Trộm vàng bạc minh khí dưới đất không nói, còn lấy cả hài cốt của tổ tiên tôi đi. Thù này không báo, Nghe Hoài Kỳ tôi còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Từ gia chủ, thật sự có chuyện này ư? Xà Bích Thanh nhíu mày. Bà ta không nghe Từ Thông nói qua chuyện này. Bà ta đến giúp Từ Thông, một là bởi vì thời gian trước đã từng được nhà họ Từ giúp đỡ, hai là vì giúp Lý Dục Thần. Nếu như đây là sự thật, Xà Bích Thanh sẽ phải suy nghĩ lại xem Từ Thông có đáng giá để mình giúp hay không. Loại chuyện đào mộ tổ nhà người ta này, cho dù nguyên nhân là gì, bà ta đều không thể nào tiếp thu được. Từ Thông cười ha ha nói, Xà Tông Sư, mặc dù Từ Thông tôi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức làm mấy chuyện như đào mộ trộm mộ. Nghe Tông Sư, ông cũng không thể vu oan cho tôi được. Nghe Hoài Kỳ giận dữ nói, Từ Thông, có gan làm thì đừng không dám thừa nhận, không phải vừa rồi ông rất phách lối sao? Lúc này lại làm con rùa đen rút đầu, ông mà không trả mấy thứ đó về, tôi sẽ phá hủy cả nhà họ Từ của ông. Từ Thông lắc đầu nói, Nghe Tông Sư, tôi đào mộ phần tổ tiên của ông có chỗ tốt gì? Ông tận mắt nhìn thấy, hay là nghe được lời đồn nào? Có phải là tiểu nhân vu khống hay không? Làm sao có thể, Lương Ngọc là... Nghe Hoài Kỳ bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện này từ đầu tới đuôi đều là nghe đồ đệ Lương Ngọc nói. Lương Ngọc là đệ tử khác họ mà ông ta thu nhận, cũng coi là một người rất đắc lực, chỉ là bởi vì khác họ nên không thể tham gia vào chuyện quan trọng trong gia tộc. Nhưng chuyện bên ngoài gia tộc, ông ta thường giao cho Lương Ngọc quản lý. Lần này đi nhà họ Phan thành phố Long cũng là Lương Ngọc đi đầu, sau đó Nghe Hoài Kỳ mới đến cùng Hầu Khuê Đông. Nghe Hoài Kỳ cẩn thận hồi tưởng lại một chút, là Lương Ngọc báo với ông ta có mấy chục cái máy xúc đang đào mộ tổ nhà họ Nghe ở Kinh Khẩu. Sau đó ông ta liền nhận được điện thoại của Từ Thông, dưới cơn giận dữ, ông ta không có bất kỳ nghi ngờ nào, đương nhiên cũng sẽ không đi chứng thực cái gì. Bây giờ tưởng tượng lại, đương nhiên là có vấn đề. Lương Ngọc là đệ tử khác họ, chuyện mộ tổ bị đào làm sao lại đến lượt Lương Ngọc báo cáo. Cho dù Lương Ngọc nhận được tin tức trong nhà, những người khác trong nhà cũng hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ông ta mới đúng. Chỉ có một khả năng Lương Ngọc đã bị Từ Thông thu mua. Từ Thông cười nói, tôi có đào mộ tổ nhà họ Nghe hay không, Nghe Tông Sư đi về hỏi chẳng phải sẽ biết ư. À đúng rồi. Nói, Từ Thông cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn, sau đó nói, tháp tín hiệu đã sửa xong, ông có thể gọi điện thoại rồi. Nghe Hoài Kỳ có một cảm giác bị sỉ nhục, nhưng chuyện mộ tổ quan trọng. Ông ta vẫn gọi một cú điện thoại về nhà. Người trong nhà nói cho ông ta biết, lúc rạng sáng quả thật có mấy chục xe máy xúc đột nhiên xuất hiện ở gần khu nhà cũ và mộ tổ nhà họ Nghe, không biết đang làm gì, ồn ào sột soạt một trận rồi đi. Nghe Hoài Kỳ thở dài, mộ tổ nhà họ Nghe không có việc gì, nhưng trong lòng ông ta càng thêm nghẹn khuất và bực bội. Ông ta bị Từ Thông đùa bỡn. Ông ta chỉ muốn chặt Từ Thông thành ngàn mảnh. Rồi giết sạch từ trên xuống dưới nhà họ Từ mới có thể giải hận. Từ Thông, ông thật to gan. Ông không sợ tôi giết ông à? Từ Thông khoanh tay, tôi chẳng làm cái gì cả, tại sao Nghe Tông Sư muốn giết tôi? Hơn nữa, nơi này là Cô Tô, không phải Kinh Khẩu, Nghe Tông Sư tự tin có thể giết tôi như vậy. Nhà họ Từ không phải chuồng cừu, Từ Thông tôi cũng không phải cừu non mặc người chém giết. Từ Thông nói xong thì sầm mặt lại. Thân sĩ hào môn lập tức biến thành lùm cỏ giang hồ, sát khí quanh người không hề thua kém cường giả võ đạo.
Nghe Hoài Kỳ cười lạnh, đang định nói ông đây giết ông dễ như bóp chết một con kiến, chợt nhìn thấy ánh sáng đỏ lập lòe trong đình. Cực nhiều điểm laser màu đỏ như quân cờ vây rơi lả tả vào trong đình. Bỗng nhiên, điểm đỏ lung tung lắc lư, tất cả đều rời đến trên người ông ta, lít nha lít nhít đầy khắp quần áo. Quay sang nhìn đệ tử của ông ta, trên người cũng toàn là điểm đỏ. Đương nhiên Nghe Hoài Kỳ biết đây là cái gì. Nhìn từ số lượng và mật độ của điểm sáng, e rằng có đến mấy trăm tay súng bắn tỉa đang nhắm vào nơi này. Đây là bảo vệ của nhà họ Từ. Mẹ nó cái này là quân đội đi. Đương nhiên cũng có thể là bút laser. Với sự xảo trá của Từ Thông thì tuyệt đối làm ra được. Nhưng Nghe Hoài Kỳ không dám đánh cược. Với thực lực võ đạo tông sư của ông ta chắc chắn giết được Từ Thông trước khi bọn họ kịp nổ súng. Nhưng sau khi giết thì sao? Chính ông ta cũng sẽ biến thành tổ ong. Huống chi trước mặt còn có Xà Bích Thanh. Nghe Hoài Kỳ nhìn xung quanh, bắp thịt trên mặt run lên. Lúc này, Xà Bích Thanh chợt mở miệng. Nghe tông sư, nếu chuyện này là hiểu lầm, không bằng uống một chén trà, lấy trà thay rượu, cho tôi chút mặt mũi, chuyện này cứ tính thế đi. Nghe Hoài Kỳ trầm mặt, mí mắt không ngừng giật giật, thoạt nhìn như một thùng thuốc nổ sắp sửa nổ tung. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không bùng nổ, mà cầm lên chén trà đã nguội trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Xà Bích Thanh nhìn về phía Từ Thông, ông Từ, đều là hiểu lầm, cứ thế đi. Từ Thông mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc tay, ánh sáng đỏ trên người Nghe Hoài Kỳ liền tản ra từng chút một, nhàn nhã biến mất. Nghe Hoài Kỳ hừ lạnh, quay người mang theo các đệ tử rời khỏi Từ phủ. Nhìn Nghe Hoài Kỳ rời đi, Từ Thông ôm quyền nói, Xà Tông Sư, hôm nay xin cảm ơn. Xà Bích Thanh khẽ lắc đầu, bà già này xem như được hiểu biết thủ đoạn của ông Từ. Tôi tin tưởng, dù hôm nay tôi không đến, ông Từ vẫn có thể tự vệ. Xà Tông Sư quá khen, Tông Sư không thể làm nhục. Bà không đến, chuyện ngày hôm nay cũng không dễ dàng quá như vậy. Tông Sư không thể làm nhục, chẳng phải ông vẫn làm nhục sao, Xà Bích Thanh hỏi lại. Từ Thông hơi xấu hổ cười, đáp, Nghe Hoài Kỳ làm việc quá đáng, cậu Lý bế quan, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mới ra hạ sách này. Tôi không dám coi thường Tông Sư, người đức cao vọng trọng như Xà Tông Sư, Từ mỗ lấy làm tôn kính. Không dám sinh chút lòng khinh nhờn. Xà Bích Thanh thở dài, thật ra nhục cũng chẳng sao cả, vừa vặn để những người gọi là tông sư chúng tôi tỉnh táo lại. Đều nói tông sư không thể làm nhục, lại không biết tông sư cũng là người. Thể xác phàm tục, không phải là vô địch, lấy dũng khí ở đâu ra mà hoành hành ngang ngược trên thế gian này. Võ đạo, tôn chỉ tại đạo. Chúng ta tập võ liền phải thay trời hành đạo, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Nhưng võ giả bây giờ ai nấy cũng chỉ lo lợi ích của nhà mình, dùng võ vi phạm lệnh cấm, lấy sức mạnh ép người. Một lời không hợp liền giết người lung tung, nơi này làm gì còn có đạo. Chỉ có võ mà không có đạo thì không phải là võ đạo, mà là giặc cướp. Từ Thông đứng lên, khom người bái thật sâu Xà Bích Thanh. Xà Tông Sư, tuy tôi không phải võ giả, cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng lời này của bà lại khiến Từ mỗ cảm thấy bái phục sâu sắc. Xà Tông Sư lòng mang nghĩa lớn, xin nhận một lạy của Từ mỗ. Xà Bích Thanh vội vàng đỡ ông ta, ngăn cản, ông Từ không cần như thế. Mặc dù ông làm việc có hơi tàn nhẫn, trên giang hồ chỉ có tiếng xấu ít có tiếng lành, nhưng khí tiết của ông không mất, xem như người có tài có trí, tốt hơn mấy kẻ đạo đức giả, từ thiện giả nhiều. Nếu không thì hôm nay tôi cũng sẽ không tới. Từ Thông cười lớn đáp, Xà Tông Sư hiểu tôi. Xà Bích Thanh cũng cười, được rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, còn có chuyện gì cần tôi làm không? Từ Thông đáp, đã cứu ra được Mã Sơn và Thái Vĩ Dân, đưa về thành phố Hòa. Lang Dụ Văn bị Hoàng Phủ Hiền mang đến Kim Lăng, nhất thời cũng không có biện pháp tốt gì. Những chuyện còn lại chỉ đành chờ cậu Lý xuất quan. Xà Bích Thanh nói, có cần tôi đi Kim Lăng một chuyến không? Đều là tông sư võ đạo, kiểu gì bọn họ vẫn sẽ cho tôi chút mặt mũi. Từ Thông ngẫm nghĩ, cũng được. Vậy làm phiền Xà Tông Sư. Bên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức tìm người, ít nhất phải bảo vệ mạng của Lang Dụ Văn trước. Hai người bàn bạc xong, Từ Thông phái xe đưa Xà Bích Thanh đi Kim Lăng. Sau khi Xà Bích Thanh đi, ông ta lập tức lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại cho Chủ tịch Tập đoàn Chữ Dương tại Kim Lăng, Châu Bồi Dung. Chủ tịch Châu, tôi là Từ Thông, muốn nhờ ông giúp một chút. Nhà họ Châu là thế gia đệ nhất Giang Đông,
đó là bởi vì nhà họ Châu có truyền thừa hoàng tộc, rất nhiều dòng bên, trong gia tộc còn có đại tông sư siêu cấp như Châu Khiếu Uyên chấn thủ. Nhưng dù thế nào triều đại cũng sớm đã thay đổi. Trải qua mưa gió mấy triều, người nhà họ Châu sâu sắc hiểu ra, càng là gia tộc như bọn họ lại càng cần khiêm tốn. Cho nên, từ phương diện kinh tế mà nói, danh tiếng thế gia đệ nhất của nhà họ Châu là có tiếng mà không có miếng. Đừng nói bọn họ kém hơn nhà họ Trương Kim Lăng, thậm chí Từ Thông còn hơn bọn họ chút. Nhưng toàn bộ Giang Đông, không người nào dám bởi vậy mà coi thường nhà họ Châu. Tập đoàn Chữ Dương là công ty lớn nhất dưới trướng nhà họ Châu, làm chủ tịch tập đoàn, Châu Bồi Dung có địa vị vô cùng quan trọng trong gia tộc. Chủ tịch Châu, chỉ cần ông giúp tôi chuyện này, mảnh đất tại Lục Hợp của tôi sẽ về tay Chữ Dương. Ngoài ra, tôi nghe nói chủ tịch Châu có ý khai thác thị trường nhiên liệu phía Nam, chuyện này tôi là người đi trước, có chút kinh nghiệm, có thể trao đổi thêm với chủ tịch Châu. Nghe Hoài Kỳ ra khỏi Từ phủ, lập tức gọi điện thoại cho Nghê Cường, lại không có ai nhấc máy. Ông ta liền biết tám phần Nghê Cường đã xảy ra chuyện. Nghe Hoài Kỳ quay đầu căm hận chừng mắt liếc nhìn cổng lớn Từ phủ, cắn răng nói, Từ Thông. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về, muốn cả nhà ông chôn cùng. Ông ta dậm chân, lên xe. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi chỗ nào, đệ tử lái xe hỏi. Kim Lăng, Nghê Hoài Kỳ đáp. Trong lúc Nghê Hoài Kỳ xông vào nhà họ Từ Cô Tô, Hầu Khuê Đông cũng chạy về Thân Châu. Ông ta không may mắn bằng Nghê Hoài Kỳ. Mộ tổ nhà họ Nghê không bị đào, nhưng võ quán Hoa Anh của Hầu Khuê Đông thật sự bị phá hủy. Các đệ tử của võ quán oán giận đứng giữa một đống đổ nát, thấy sư phụ trở về, bọn họ đồng loạt than thở khóc lóc mách lèo. Mấy chục cái máy xúc cộng với số lượng lớn nhân viên bảo vệ cầm theo mệnh lệnh phá nhà của chính phủ. Lúc ấy vẫn là rạng sáng, trong võ quán chỉ có mấy đệ tử trực đêm, hoàn toàn bó tay với đội ngũ phá nhà này. Đợi đến khi các đệ tử khác nghe tin đến thì nhà đã bị phá rồi, đội ngũ máy xúc nghênh ngang rời đi. Đúng là 10 bước phá một tòa, ngàn dặm còn cái nịt, phá dỡ ầm ầm tới, máy ẩn sâu như tên. Hầu Khuê Đông giận dữ, có còn vương pháp hay không? Phá nhà ngay giữa đường mà không có ai quản à? Có điều, chuyện đáng giá vui mừng chính là tòa nhà cũ của võ quán Hoa Anh vẫn còn ở đó. Tòa nhà đó là địa điểm cũ của võ quán Hoa Anh năm xưa, được xây dựng từ thời triều đại cũ, có lịch sử hơn 100 năm. Năm đó, sư phụ Hầu Khuê Đông bắt đầu thu đồ đệ dạy nghề ở chính chỗ này, sáng tạo ra nhãn hiệu võ quán Hoa Anh này. Truyền thừa đến nay, võ quán Hoa Anh mấy lần xây dựng thêm mới có được quy mô như hiện tại. Đáng tiếc đã bị hủy đi, quay trở về 100 năm trước. Cũng may nhà cũ còn ở đó. Nếu tòa nhà cũ này cũng bị phá hủy, Hầu Khuê Đông thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ dưới suối vàng. Đúng lúc này, mấy người nhân viên công tác mặc đồng phục đi tới. Một người trong đó hỏi. Ai là người phụ trách? Tôi là quán chủ của võ quán. Hầu Khuê Đông thấy cuối cùng cũng có người của chính phủ tới, không quá vui hỏi. Võ quán của tôi bị người ta phá hủy, sao giờ các người mới đến? Người kia đáp, xin lỗi. Chúng tôi không quản việc phá dỡ. Chúng tôi tới để thông báo cho mọi người rằng võ quán Hoa Anh được chính phủ đưa vào danh sách công trình cần cải tạo của khu phố cũ và kế hoạch bảo vệ cửa hiệu lâu đời trăm năm. Từ giờ trở đi, tất cả người không liên quan đều không được đi vào, chính phủ sẽ tiến hành sửa chữa lại theo kiến trúc nguyên trạng của trăm năm trước. Nói xong, người kia lấy ra một phần tài liệu giao cho Hầu Khuê Đông, ông xem chút đi, đồng ý, ký tên ở phía trên. Hầu Khuê Đông tức giận ném văng tài liệu đi, cả giận nói, mẹ nó. Cái gì mà sửa chữa lại theo kiến trúc nguyên trạng, chúng tôi ở chỗ này suốt vài thập niên, có ai từng hỏi ý kiến của chúng tôi hả? Thế thì không liên quan đến chúng tôi, mọi người có ý kiến thì có thể đi phản ánh cho các ban ngành liên quan. Nói xong, một người khác liền đi qua, dán giấy niêm phong có đóng dấu của chính phủ lên cửa lớn và cửa sổ của võ quán xưa. Các đệ tử tức giận muốn xông lên. Bị Hầu Khuê Đông ngăn cản. Một đời tông sư, chút lý trí ấy vẫn phải có. Bất luận mình có lý thế nào, nếu lúc nào xông lên đi đánh nhân viên công vụ, vậy có lý cũng biến thành vô lý. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mở võ quán suốt bao nhiêu năm tại Thân Châu, một đời tông sư võ đạo, bên trên đương nhiên không thể không có người. Nhưng gọi hết cuộc này đến cuộc khác, đều là không nghe hoặc tắt máy. Những người sau đó nhận điện thoại của ông ta,
chức vụ và quyền lực không đủ để cai quản chuyện này. Hầu Khuê Đông tức giận ném điện thoại đi, quát lớn, Trần Định Bang. Khinh người quá đáng, đi, đi nhà họ Trần đòi công lý với tôi. Một đám người hung hăng lao tới nhà họ Trần. Nhưng trên con đường cách nhà họ Trần chưa đến 2 cây số, họ bị một người cản lại. Hầu Tông Sư, giờ ông muốn đi đâu? Hầu Khuê Đông nhìn qua, là một vị Tông Sư khác của Thân Châu, Hoàng Tổ Hùng của nhà họ Hoàng. Thành phố Hòa Ngô Đồng Cư. Trong phòng khách ngồi rất nhiều người. Chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh vẫn mặc quần áo đen, biểu cảm vừa mệt mỏi vừa lo lắng treo trên khuôn mặt bọn họ. Ngoài họ ra, còn có Lê Chấn Đông, Tiểu Dương, Lâm Vân, Di Tình, Hứa Quốc Lập, Phùng Thiên Minh và Châu Na. Sau khi Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu về, bọn họ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện thành phố Hòa. Viện trưởng Diêu đích thân chỉ huy, dẫn dắt đoàn chuyên gia hội chẩn cho 2 người. Nhưng vết thương của họ quá nặng, chân bị thiêu đến gần như đã thành than. Bệnh viện nói chỉ có thể cắt, nhưng lại không thể lập tức phẫu thuật, bởi những chỗ khác cũng bị thương rất nghiêm trọng. Nhất là Mã Sơn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào lành lặn. Thế mà vẫn còn sống được. Trong quá khứ, viện trưởng Diêu chỉ có thể cho rằng đây là kỳ tích. Nhưng hiện tại, sau khi quen biết Lý Dục Thần, viện trưởng Diêu hiểu thứ gọi là kỳ tích thật sự sẽ thường xuyên xảy ra trên thân một số ít người. Bởi vậy, viện trưởng Diêu đề nghị nên để cậu Lý đến điều trị. Nhưng Lý Dục Thần đang bế quan, không thể tới bệnh viện. Thế là, chị Mai làm chủ, sau khi được bệnh viện xử lý đơn giản, đón Mã Sơn và anh Thái về Ngô Đồng Cư. Mọi người muốn gọi Lý Dục Thần xuất quan, lại gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ từ Bạch Kinh Kinh đang thủ vệ. Mỗi lần Lý Dục Thần bế quan tại Ngô Đồng Cư đều là Bạch Kinh Kinh thủ vệ. Bạch Kinh Kinh như một vệ sĩ trung thành, làm tròn chức trách của nó. Bất luận người khác nói như thế nào, bảo nếu Lý Dục Thần còn không xuất quan, Mã Sơn và anh Thái ắt phải chết. Bạch Kinh Kinh vẫn không chịu cho đi. Mấu chốt là, ở đây không có một ai đánh thắng được nó. Mỹ thuật của chị Mai cũng vô dụng. Chẳng qua, Bạch Kinh Kinh không phải hoàn toàn không hiểu nhân tình, nó rất có cảm tình với Mã Sơn, chỉ là nó không hy vọng Lý Dục Thần xảy ra chuyện hơn. Các người hoàn toàn không biết tình huống của cậu chủ. Lần bế quan này của cậu chủ không tầm thường, đã đến biên giới tẩu hỏa nhập ma. Các người đều luyện võ, không biết tẩu hỏa nhập ma có ý nghĩa như thế nào. Tôi là yêu tu, chỉ có tôi biết, một khi cậu chủ nhập ma, hậu quả đó không ai có thể gánh vác nổi. Chị Mai biết Bạch Kinh Kinh nói đúng. Trải qua hành trình đi đến thành phố Dũng, bà ta cảm nhận được sự khác biệt giữa tu tiên và luyện võ. Tu tiên giả mạnh hơn, nhưng nguy hiểm phải đối mặt lớn hơn luyện võ gấp nhiều lần. Luyện võ tẩu hỏa nhập ma nhiều nhất là phế đi gân mạch, biến thành kẻ điên. Nhưng tu tiên tẩu hỏa nhập ma, thật sự có khả năng vạn kiếp bất phục. Nhưng Mã Sơn cũng không thể không cứu. Chị Mai rất rõ ràng, mối quan hệ giữa Mã Sơn và Lý Dục Thần còn thân hơn cả anh em ruột. Tại sao mọi người không đi mời Hồ Lão Trung Y, Bạch Kinh Kinh hỏi. Bạch Kinh Kinh nhắc nhở chị Mai, bà ta quyết định thật nhanh, đi tiền đường cùng với ông Hai Phùng, mời Hồ Sư Ước trở về, thuận tiện còn đi Đại học Nam Giang đón Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Tình cảm giữa Đinh Hương và Mã Sơn còn thân hơn với Lý Dục Thần. Dù sao, giữa khoảng thời gian đó, Lý Dục Thần từng rời đi 10 năm, mà Mã Sơn và Đinh Hương vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn thấy dáng vẻ của Mã Sơn, Đinh Hương lập tức bật khóc. Nhưng cô ấy không biết nên làm cái gì, nếu quấy rầy Lý Dục Thần, ngộ nhỡ chúng phải tình huống nguy cấp, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Sư Ước. Xem xong. Hồ Sư Ước cũng nhíu chặt mày. Với y thuật của tôi, có thể giữ được tính mạng của 2 người, nhưng muốn làm bọn họ khỏi hắn, tôi không thể ra sức. Sau khi trải qua trị liệu, Hồ Sư Ước còn nói, vẫn nên mau chóng nghĩ cách để cậu Lý xuất quan, muộn quá, dù 2 người giữ lại tính mạng thì sợ rằng sẽ biến thành tàn tật. Hồ Sư Ước viết đơn thuốc, để lại chút thuốc đặc chế của nhà họ Hồ liền đi. Mặc dù Mã Sơn và anh Thái bảo vệ được mạng sống, nhưng trong lòng mọi người vẫn bất an, lại lần nữa tranh luận về việc có phải gọi Lý Dục Thần xuất quan sớm không. Cuối cùng, Lâm Mộng Đình đập bàn, gọi. Lâm Mộng Đình nói, Dục Thần là hạng người gì tôi rất rõ ràng, nếu anh Mã Sơn không cứu về được, dù Dục Thần có thuận lợi xuất quan, nội tâm anh cũng nhất định sẽ áy náy. Loại áy náy này sẽ theo anh cả một đời,
ảnh hưởng đến con đường tu hành của anh, sau này anh sẽ rất khó lại có đột phá. Cùng với để anh áy náy và hối hận cả đời, không bằng hiện tại liền mạo hiểm một chút. Tôi tin tưởng, nếu để chính dục thần tới chọn, giữa mạng sống của Mã Sơn và anh ấy tẩu hỏa nhập ma, anh nhất định sẽ chọn cứu Mã Sơn, trên mặt Lâm Mộng Đình lộ ra vẻ quả quyết, tôi đi gọi. Xảy ra chuyện thì tôi phụ trách. Bạch Kinh Kinh biết Lâm Mộng Đình là vị hôn thê của cậu chủ, sau khi Lâm Mộng Đình nói rõ đạo lý với nó, cuối cùng cũng đồng ý. Thế là, sau khi Bạch Kinh Kinh rút pháp trận thủ hộ, Lâm Mộng Đình đẩy ra cánh cửa kia. Trong phòng tràn ngập mây mù màu tím. Lâm Mộng Đình rất quen thuộc với những mây mù này, trên lễ đính hôn ở Hồ Tiền Đường, Lý Dục Thần đã đạp mây tím giáng từ trên trời xuống. Lâm Mộng Đình mỉm cười bước vào trong sương mù tím. Nhưng, vừa mới đi vào, toàn thân cô liền run lên. Một luồng hàn khí vô cùng âm u lạnh lẽo đập vào mặt. Mây tím bao quanh khí đen nồng nặc bên trong. Cả người Lý Dục Thần bị khí đen bao vây, không nhìn rõ dáng vẻ của ơn, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Dục Thần! Lâm Mộng Đình kêu to. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn vươn ra từ trong xương đen, bóp cổ cô. Lần này Lý Dục Thần bế quan vô cùng vội vàng. Anh biết chuyện nhà họ Phan vẫn chưa xong, bát đại hào môn Giang Đông sẽ không bó tay chịu trói, nhất định sẽ phản công. Nhưng anh không kịp sắp xếp thêm. Lần này tâm ma tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Những lời Nguyên Định Nhất nói ra mang đến cho anh chấn động quá lớn. Anh cảm giác thứ gì đó vốn ngủ say trong huyết mạch của mình đang dần thức tỉnh. Lúc quay trở lại Ngô Đồng Cư, ngay cả Bạch Kinh Kinh cũng nhìn ra anh không đúng lắm. Anh bố trí một trận pháp đơn giản, dặn dò Bạch Kinh Kinh vài câu, liền nhốt mình vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, anh cố gắng làm bản thân yên tĩnh lại. Nhưng khí mạch chảy xuôi, tâm ma cuồng loạn nhảy múa. Toàn thân như thể có vô số con kiến bỏ qua. Bên tai lại vang lên tiếng ca hát, xiết 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 xiết. Trong đầu lóe lên hình ảnh thiên ma giơ kiếm điên cuồng múa. Anh trông thấy thiên ma đi về phía anh, quơ kiếm trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành như bố. Bỗng nhiên, gương mặt kia biến thành dáng vẻ của chính anh. Không biết ánh sáng màu đen chiếu đến từ nơi nào đó, chiếu ra cái bóng màu trắng trước người anh. Cái bóng kia vặn vẹo, thoát khỏi anh, đứng lên, cười ha ha với anh. Lý Dục Thần, cuối cùng mày cũng tỉnh, rốt cuộc mày biết mày là ai? Ha 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 ha. Lý Dục Thần giơ kiếm chém tới, đầu của ảnh ma rơi xuống. Nhưng anh chợt nhận ra, cái đầu rớt xuống kia lại là của ông nội anh. Thân thể của ông nội ầm ầm ngã xuống, rơi vào vực sâu. Ông nội! Anh hét to, duỗi tay đi bắt, không những không bắt được mà chính mình cũng bị hút vào vực sâu. Trong vực sâu có khuôn mặt đang cười với anh. Lực lượng của vực sâu làm anh không thể thoát khỏi, anh định bắt lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh không có vật gì, chỉ có dòng xoáy tối tăm. Bên trong dòng xoáy, khuôn mặt vặn vẹo kia nhìn chăm chú vào anh. Thoáng chốc, Lý Dục Thần cảm thấy gương mặt đó cực kỳ quen thuộc, nhưng không nghĩ ra gặp qua ở nơi nào. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Anh bất lực như một lá cây rơi vào vòng xoáy giữa sông. Đúng lúc này, thiên đô lệnh trên người anh lóe lên ánh sáng. Chiếu xạ ra hai chữ thiên đô trong hư không. Một tia thanh minh chiếu rõ nguyên thần, Lý Dục Thần biết, thứ rơi xuống không phải là thân thể mà là linh hồn của anh. Vực sâu không phải đến từ không gian bên ngoài, mà là thứ gì đó thức tỉnh trong huyết mạch của anh. Khuôn mặt vặn vẹo trong bóng tối cười gằn. Con à, đừng từ bỏ, đừng bị ánh mặt trời giả tạo kia lừa gạt, con không thuộc về nơi này. Con thuộc về bóng tối. Tới đây, đi theo nội tâm của con, tìm về con chân thật. Tới đây, rời khỏi thế giới tràn ngập lừa gạt và bất công này đi. Dưới ánh mặt trời toàn ẩn náu dơ bẩn, chỉ có bóng tối mới là thuần túy, vĩnh hằng, chân thật. Bọn chúng mang ánh sáng ra phơi bày trước mặt người khác, che giấu dơ bẩn. Bọn chúng chế tạo ra biểu hiện giả dối của ánh sáng, dùng mắt con người lừa gạt con người. Bọn chúng chế tạo ra ảo giác xinh đẹp. Dùng ham muốn của loài người kiểm soát loài người. Bọn chúng lũng đoạn thế giới này, thúc đẩy vạn vật, khiến con người làm nô lệ mà không biết. Con à, tỉnh dậy đi, trở về chân thực, trở về vĩnh hằng, trở về bóng tối. Trở lại điểm bắt đầu của mọi thứ, trở lại khởi đầu của vũ trụ. Ở nơi đó, không có thánh nhân, không có ánh sáng, không có giả dối và bất công.
bóng tối trao cho con sức mạnh vô tận và sinh mệnh vĩnh hằng. Khi đó, con chính là ta, ta chính là con. Vạn vật là con là thế giới. Con bất tử, bất diệt. Con trở về, mang theo thân thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng, sức mạnh vô tận, trở về đánh nát ánh sáng giả tạo này. Đây là sứ mệnh của con, là sứ mệnh đã trao cho con từ khi con sinh ra tại thế giới nguyên sơ. Tới đi, đừng nên chống cự, đừng từ bỏ. Chỉ cần đi theo bóng tối dẫn dắt, đi theo nội tâm chân thật của con, thả lỏng, thả lỏng. Giọng nói kia trở nên dịu dàng, dòng xoáy màu đen xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn, như thể tử cung của mẹ, mà anh chính là thai nhi nằm trong nước ối. Sợ hãi và bất an biến mất. Lý Dục Thần càng ngày càng bình thản. Hào quang của ký hiệu Thiên Đô trong hư không yếu dần, chậm rãi bị bóng tối cắn nuốt. Ngay khi hai chữ đó sắp biến mất, ánh sáng vàng kim chợt mãnh liệt chiếu tới. Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào hiện lên giữa ánh vàng kim, hư chỉ thành kiếm, một đạo kiếm quang bắn vào bóng tối. Khuôn mặt vặn vẹo nổ tung trong nháy mắt, như pháo hoa lóe lên trong đêm tối. Sư phụ! Lý Dục Thần lên tiếng gọi, muốn quỳ lạy lại nhận ra thân thể của mình vẫn đang không tự chủ mà rơi xuống. Đừng sợ, dùng sức mạnh trong nội tâm con đối kháng bóng tối này. Sư phụ, người kia nói thật sao? Toàn là lời bịa đặt của thiên ma. Tu hành khó gì, khó thì khó tại tham lam âm u khó trừ khử. Bước vào cánh cổng tu hành, như người đi tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Chỉ cần vẫn còn ánh sáng mỏng manh chỉ dẫn thì không thể từ bỏ. Con à, hướng tới ánh sáng trong lòng mình, dũng cảm bước về phía trước đi. Sư phụ, người kia nói thế giới nguyên sơ là bóng tối. Bóng tối là thuần khiết, lời này có đúng không? Con à, đừng bị lời bịa đặt của kẻ kia lừa gạt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới nguyên sơ, mơ mơ hồ hồ, không sáng không tối. Hai điểm âm dương mới có ánh sáng và bóng tối. Bản thân bóng tối là thuần khiết, giống như ánh sáng. Nhưng thiên ma không phải. Thiên ma là ác ma núp trong bóng tối. Chúng ta theo đuổi ánh sáng, chính là muốn để ác ma trong bóng tối không nơi che giấu. Con à, nghĩ đến mẹ của con đi. Bà ấy có quyết tâm trừ khử ma tâm thánh nữ, con nào có thể mất đi dũng khí cắt đứt huyết mạch thiên ma. Sư phụ, con à, đi theo nội tâm của mình, đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ. Tiên nhan trong hư không dần dần nhạt đi, chỉ có tiếng nói kia còn vang vọng bên tai Lý Dục Thần. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Anh đương nhiên biết, sư phụ không thể vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu anh, đây là đạo tâm anh giữ vững suốt 13 năm, là đạo hồn anh tẩy luyện ra giữa ngàn dặm băng tuyết Côn Luân và kiếm khí vạn tiên thiên đô. Nếu không phải đạo tâm vẫn còn, khoảnh khắc vừa rồi anh đã xa vào đó. Nhưng mà, đạo tâm vừa mới khôi phục một chút, cỗ lực lượng ngo ngoe dục dịch trong huyết mạch lại càng thêm mãnh liệt. Anh vẫn không thể thoát khỏi vực sâu mà mình đang rơi vào. Lúc này, anh hy vọng sư phụ thực sự đến nhường nào. Vốn cho rằng tu đạo 13 năm đã đủ để ngạo mạn thiên hạ, vốn cho rằng lôi kiếp trưởng thành thoáng qua, thật sự trở thành người số một 500 năm qua. Chẳng thể ngờ được, đến cả tâm ma của mình cũng không chiến thắng được. Mẹ ơi! Lý Dục Thần thì thào. Dục Thần! Dục Thần! Một tiếng nói chợt vang lên. Lý Dục Thần mở mắt ra, trông thấy một cô gái đi ra từ trong bóng tối vô biên. Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại nở nụ cười đầy hiền từ. Mẹ! Lý Dục Thần cảm thấy hưng phấn. Anh vươn tay, định giữ chặt tay của mẹ. Nhưng bất luận anh dùng sức thế nào, vẫn chẳng thể đụng vào. Mẹ! Dục Thần, đừng từ bỏ! Dục Thần, nhất định phải chịu đựng. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể. Giọng nói của mẹ thân thiết đến vậy, nụ cười của mẹ hiền lành đến thế. Anh cảm thấy an nhàn, cảm thấy hạnh phúc. Trong quá khứ, anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy. Mẹ còn sống không? Mẹ ở đâu? Mẹ còn sống, mẹ ở dưới đáy vực sâu. Dục Thần, con nhất định phải cố gắng, mẹ chờ con tới cứu mẹ. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể. Lý Dục Thần dùng sức gật gật đầu. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo bào bát quái xuất hiện ở trong hư không, hét lớn một tiếng, ma nữ, dám xông đến phàm trần, mê hoặc chúng sinh. Xem kiếm. Tay ông ta chỉ xuống, một thanh bảo kiếm sau lưng chợt bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào cơ thể của mẹ. Thân thể mẹ bắt đầu vặn vẹp, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn.
Mẹ ơi, Lý Dục Thần kêu to, đạo sĩ thối. Thả mẹ tôi ra. Lại một hòa thượng đầu chọc mặc cà sa xuất hiện trong hư không. Hừ, thiếu niên vô tri, bị ma nữ dụ hoặc còn không tự biết, xem đại uy thiên long của tôi. Hư không xuất hiện một trưởng ấn màu vàng, rơi xuống người mẹ. Thân thể của mẹ ầm ầm biến mất. A, à, sự phẫn nộ lấp đầy lồng ngực và từng mạch máu của Lý Dục Thần. Trả mẹ cho tao. Anh giơ kiếm huyền minh lên, lần nữa múa điệu múa thiên ma. Giết, giết giết giết, giết sạch đám đồ đệ ra vẻ đạo mạo chúng mày. Kiếm khí màu đen xoắn hòa thượng đạo sĩ đến nát bấy. Nhưng anh vẫn chưa hả giận, oán hận trong lòng như thác lũ khó nén. Đúng lúc này, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Dục Thần. Anh trông thấy một cô gái thướt tha đi ra từ trong bóng tối. Mẹ ơi! Lý Dục Thần kêu lên. Nhưng anh thấy khuôn mặt của cô gái kia, hoàn toàn không phải mẹ mình. Anh vươn tay, bóp lấy yết hầu của cô gái, nổi giận gầm lên, cô là ai? Dục Thần, là, tôi, cô gái bị anh siết đến không thở nổi. Cuối cùng Lý Dục Thần nhìn rõ khuôn mặt cô. Cảm giác quen thuộc dâng lên từ đáy lòng, trong máu toát ra một chút ấm áp. Mộng Đình, anh rốt cuộc nhận ra. Đây là, trở lại thực tế sao? Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, vừa thả lỏng, ý chí mạnh mẽ vẫn luôn đấu tranh với tâm ma cũng buông lỏng. Vào thời khắc ấy, anh cảm thấy hồn phách thoát ly thân thể, rơi xuống vực sâu. Không. Một chút thanh tỉnh cuối cùng, đạo tâm 13 năm, kiêu ngạo của người số 1500 năm qua, đạo hồn trải qua kiếm khí vạn tiên rửa tội đồng loạt bộc phát ra. Vực sâu vỡ vụn, hồn phách trở về vị trí cũ. Anh cảm giác ngực bị đập mạnh, như bị hòn đá nặng 10.000 cân đập trúng. Phụt, phun ra một búng máu đen. Trúng ngực Lâm Mộng Đình. Máu như nọc độc, bốc khói giữa ngực cô. Á! Lâm Mộng Đình kêu lên thảm thiết, ngã về phía sau. Tiếng kêu sợ hãi này khiến Lý Dục Thần hoàn toàn tỉnh lại. Anh không quan tâm tới ám thương của thần hồn, lập tức nhào tới. Cưỡi trên người Lâm Mộng Đình, một tay xé áo cô ra, dùng tay nhấn lên. Tiếng thét chói tai truyền ra từ trong phòng kinh động đến người bên ngoài. Bạch Kinh Kinh là người đầu tiên xông vào. Theo sát phía sau là Đinh Hương và chị Mai. Các cô vừa tiến vào liền thấy Lý Dục Thần đè Lâm Mộng Đình xuống đất, xé quần áo Lâm Mộng Đình, đặt tay lên ngực cô. Dáng vẻ này cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma, ma tính bùng phát. Anh Dục Thần! Đinh Hương hơi sợ hãi kêu một tiếng, anh đang làm gì? Bạch Kinh Kinh cũng luống cuống tay chân, mặc dù nó bước vào con đường tu hành sớm hơn tất cả mọi người, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Chị Mai phản ứng nhanh nhất, quay người lại ngăn chặn cửa, ngăn cản mấy người đàn ông ngoài cửa, nghiêm nghị nói, ra ngoài. Đám đàn ông không hiểu ra sao, nhưng thấy vẻ mặt chị Mai nghiêm túc, đành lui về trong phòng khách chờ đợi. Chị Mai đóng cửa lại, quay người. Thấy bàn tay Lý Dục Thần vuốt nhẹ ngực Lâm Mộng Đình, rồi chậm rãi nhấc lên. Lúc nhấc tay lên, giữa tay của anh và làn da Lâm Mộng Đình xuất hiện một đám xương máu màu đỏ sậm dính liền như ngó sen. Đây là, hấp tinh đại pháp. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chị Mai là tuyệt học võ đạo đã thất truyền từ lâu trong truyền thuyết này, nó có thể hút khô máu người, từ đó tăng lên nội lực của mình. Nhưng rất nhanh, bà ta liền nhận ra mình đã nghĩ sai. Lý Dục Thần không phải đang tổn thương Lâm Mộng Đình, mà đang chữa bệnh cho Lâm Mộng Đình. Bởi vì quần áo trước ngực Lâm Mộng Đình đều nhuốm máu. Trong máu trộn lẫn sương mù màu đen di động như đang sống. Chị Mai rất tự trách vì ý nghĩ sai lầm của mình. Đinh Hương và Bạch Kinh Kinh đều đã nhìn ra. Các cô ấy đều xúm lại, nhưng không dám quấy rầy. Tay Lý Dục Thần lên lên xuống xuống, chốc thì nâng lên rất cao, chốc lại đặt xuống người Lâm Mộng Đình. Mỗi lần nâng lên đều mang theo một mảnh xương máu. Bàn tay anh nhanh chóng biến thành màu tím đen, sắc mặt Lâm Mộng Đình dần dần tái nhợt đi. Qua một hồi lâu, Lý Dục Thần bỗng nhiên khoát tay, dẫn theo một tảng xương đen lớn từ ngực Lâm Mộng Đình. Vết máu và khí đen trên người Lâm Mộng Đình được loại bỏ, vùng ngực khôi phục màu trắng lóa như tuyết. Chỉ là giữa một mảnh trắng nõn như tuyết có ba điểm đỏ. Trong đó, điểm đỏ ở giữa đặc biệt tươi đẹp kiều diễm. Kẹp giữa hai chấm hồng sống độc, lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, như thể nở rộ một đóa hoa màu máu, mang nét đẹp làm người ta say mê. Nhưng nhìn lâu lại mơ hồ sinh ra sợ hãi. Lý Dục Thần đút một viên thuốc vào trong miệng Lâm Mộng Đình,
sau đó nhíu mày nhìn đóa hoa màu đỏ diễm lệ giữa ngực cô. Lâm Mộng Đình mơ màng tỉnh lại. Dục Thần, anh không sao? Cô ân cần hỏi han, thấy ánh mắt của Lý Dục Thần liền cúi đầu xem xét, chợt nhận ra quần áo của mình đã bị xé ra từ lúc nào. Lâm Mộng Đình hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng dùng hai tay ôm lấy ngực. Lúc này, cô mới thấy Đinh Hương, chị Mai và Bạch Kinh Kinh đều ở bên cạnh, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, xấu hổ bật ngồi dậy, chỉ muốn dúi đầu vào trong khuỷu tay. Chị Mai cười nói, hai người đã đính hôn rồi, còn ngượng ngùng cái gì? Lâm Mộng Đình mỉm cười, nhưng nhớ tới Lý Dục Thần ở đối diện, còn không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mặt lại càng đỏ. Đinh Hương cởi áo khoác trên người ra, che đậy người Lâm Mộng Đình. Dục Thần, cậu không sao chứ, chị Mai hỏi thăm. Lý Dục Thần lắc đầu, không có việc gì, tôi nghỉ ngơi một lúc là được. Nói xong anh nhắm mắt lại, ngồi xuống. Bàn tay phủ kín khí đen nhẹ nhàng run rẩy trước người. Anh nhíu chặt lông mày, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Khí đen trên tay dần dần biến mất, trán anh lại thấm đầy mồ hôi. Một hồi lâu sau, anh mới mở to mắt, thở ra một hơi dài. Dục Thần, tôi xin lỗi, Lâm Mộng Đình tự trách nói. Không thể trách Mộng Đình, chị Mai lên tiếng, thành phố Long xảy ra chuyện, Mã Sơn và anh Thái đang trong trạng thái hấp hối, ông Hồ nói chỉ có cậu mới có thể cứu họ. Lý Dục Thần nghe xong lập tức đứng lên, người đang ở đâu? Anh không quan tâm tới việc cơ thể mình vừa mới bị đánh sâu vào, lập tức đi đến căn phòng Mã Sơn và Thái Vĩ Dân đang nghỉ ngơi. Trông thấy bộ dạng của Mã Sơn và Thái Vĩ Dân, Lý Dục Thần hung hăng siết chặt nắm đấm. Anh ngồi xuống, bắt đầu trị liệu cho Mã Sơn và Thái Vĩ Dân. Chút thương thế này không làm khó được anh. Nhưng trong quá trình trị liệu, những vết thương kia dường như đều chuyển rời đến trên người anh. Thậm chí anh có thể tưởng tượng và hoàn nguyên ra được toàn bộ quá trình. Vào thời khắc này, anh như thể biến thành Mã Sơn, chịu đánh đập, bị treo lên cây thiêu sống trong khu nhà họ Phan. Toàn thân Lý Dục Thần run rẩy, những thứ ngủ say trong huyết mạch không thể hoàn toàn áp chế bởi lần bế quan không quá thành công này một lần nữa tỉnh lại. Dục Thần, hai người bọn họ, sẽ không có việc gì chứ, chị Mai hỏi. Lý Dục Thần gật đầu đáp, không sao, nhưng cần nghỉ ngơi mấy ngày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Mai liền kể đầu đuôi câu chuyện. Hay, lần này may mắn mà có ông Từ và gia chủ nhà họ Trần, nếu không có bọn họ, chúng ta hoàn toàn không cứu được Mã Sơn và anh Thái. Lý Dục Thần gật gật đầu, tôi sẽ báo đáp ơn tình của hai nhà này. Lâm Mộng Đình lại ân cần hỏi han, Dục Thần, anh thật sự không có việc gì chứ? Vừa rồi tôi thật sự rất lo lắng, tôi xin lỗi, tôi phá hỏng lần bế quan này của anh, suýt chút nữa hại anh. Lý Dục Thần duỗi tay vén tóc mai rủ xuống trán Lâm Mộng Đình ra phía sau, rồi xoa đầu cô, cười nói, cô làm không sai. Nếu anh Mã Sơn chết rồi, cả đời này tôi sẽ không yên lòng. Hơn nữa, cô không hề phá hỏng tôi tu hành. Lần này bế quan, tôi không thành công, cô xông vào vừa vặn kéo tôi ra khỏi nguy hiểm. Do chính tôi tu hành còn thiếu, không đủ để chiến thắng tâm ma. Lâm Mộng Đình cảm thấy Lý Dục Thần đang an ủi mình, trong lòng vẫn rất áy náy, cúi đầu nói, đều tại tôi, tu hành vẫn thiếu sót, không thể san sẻ giúp anh. Lý Dục Thần cười đáp, ngốc, cô mới tu hành mấy ngày. Thiên tài như chồng cô còn phải tu hành 13 năm tại Côn Luân mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lâm Mộng Đình phì một tiếng bật cười, nhẹ nhàng đánh anh một cái, cười mắng, khoác lác. Ai nói khoác chứ, sư phụ tôi đã nói rồi. Tôi là người số một suốt 500 năm qua, Lý Dục Thần nghiêm trang đáp lại. Nhưng anh càng nghiêm trang lại càng giống như đang khoác lác. Lần này không chỉ Lâm Mộng Đình, ngay cả Đinh Hương và chị Mai cũng bật cười, những người khác cũng cười theo. Chỉ có Bạch Kinh Kinh sững sờ nhìn mọi người, không rõ mọi người đang cười cái gì. Dưới cái nhìn của nó, cậu Lý không hề khoác lác. Nó sống mấy trăm năm, quả thật chưa từng gặp qua người nào trâu bò hơn cậu Lý. Chị Mai cũng tin tưởng Lý Dục Thần là người số một 500 năm qua. Bà ta mỉm cười, là bởi vì Lý Dục Thần giả vờ khoác lác trông rất đáng yêu. Bà ta thực sự không thể liên hệ Lý Dục Thần này với Lý Đại Tông Sư đón lấy kiếm của Itazura trên Đại hội Võ Lâm, hàng phục Long Hồn tại thành phố Dũng, đối đầu với Luyến Thần tại đảo Cửu Long. Lý Dục Thần kia làm bà ta kính sợ, mà Lý Dục Thần này làm bà ta cảm thấy thân thiết. Tiểu Lý Tử này thế mà cũng biết liếc mắt đưa tình.
trên mặt bông đùa, nhưng lòng Lý Dục Thần lại vô cùng nặng nề. Thù của Mã Sơn cần báo, Lang Dụ Văn lại càng phải khẩn cấp cứu ra. Mà lần này anh bế quan thất bại, dẫn đến lực lượng ngo ngoe dục dịch trong huyết mạch dường như mạnh hơn. Lần lôi kiếp thứ hai có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu như trước khi lôi kiếp đến vẫn không thể loại bỏ tâm ma, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Dù thân xác vượt qua được, hồn phách cũng chưa chắc có thể gánh vác. Còn một chuyện cần lo lắng nữa, chính là trước ngực Lâm Mộng Đình nhiều thêm một nốt ruồi son tươi đẹp như hoa. Nếu như chỉ nhiều một cái nốt ruồi thông thường cũng không có gì, dù sao nó cũng rất đẹp mắt. Nhưng búng máu anh phun ra mang theo nguyên khí bản mệnh và ma khí thức tỉnh từ huyết mạch. Vấn đề là, sau khi anh loại bỏ tất cả ma khí, anh vẫn không thể trừ đi nốt ruồi son kia. Mặc dù tạm thời không nhìn ra có tổn thương gì, nhưng anh không thể chắc chắn liệu tương lai có xảy ra biến cố. Mộng Đình, tôi truyền cho cô một bộ công pháp mới, sau này cô phải chăm chỉ luyện tập, Lý Dục Thần chợt nói. Dạy xong công pháp, anh lại đi xem Mã Sơn và Thái Vĩ Dân. Vết thương của Mã Sơn nặng hơn Thái Vĩ Dân, nhưng Mã Sơn có đáy công phu, cộng thêm tâm pháp cổ võ Lý Dục Thần dạy dỗ, cho nên khôi phục nhanh hơn Thái Vĩ Dân một chút. Lúc này hai người đều tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Dục Thần, bọn họ đồng loạt mỉm cười. Lý Dục Thần ngồi xuống trước giường, vỗ nhẹ Mã Sơn, nói, lần sau đừng liều mạng như vậy, nên nhận hèn thì nhận hèn. Mã Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, có người anh em như em, anh biết anh không chết được. Dù chết rồi, em cũng sẽ báo thù cho anh. Lý Dục Thần bỗng thấy hơi đau lòng, dùng sức nhẹ gật đầu. Anh quay đầu nhìn Thái Vĩ Dân. Lần này biểu hiện của Thái Vĩ Dân khiến anh khá bất ngờ. Anh rõ ràng tính cách của Mã Sơn, cộng thêm tình cảm như anh em của bọn họ sớm đã vượt qua sống chết. Nhưng Thái Vĩ Dân lại có thể xông vào nhà họ Phan đi cứu Mã Sơn, sau khi bị bắt cũng không khuất phục, cứng rắn chịu đựng hình phạt tàn khốc mà không cầu xin tha thứ nửa câu. Lý Dục Thần không tin Thái Vĩ Dân sẽ trung thành hoặc có tình cảm với chính mình như vậy, chỉ có thể nói, ánh mắt và quyết đoán của người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, là một tài năng có thể đào tạo. Trước kia đi theo sau Lâm Thiếu Hằng lăn lộn, mở trường đấu chó tại thành phố Hòa thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Anh Thái, anh yên tâm, anh cũng giống như anh Mã Sơn, tôi nhất định sẽ báo thù cho hai người. Người từng tổn thương hai người, không một ai chạy được. Thái Vĩ Dân suýt chút nữa chảy hai hàng nước mắt. Lần này gã ta thật sự cược một trận lớn. Gã ta từng cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, nhưng gã ta vẫn cắn răng kiên trì. Bây giờ, gã ta có cảm giác cuộc đời sang trang mới. Khi thấy Lý Dục Thần, gã ta biết mình đặt cược đúng. Lần này chưa chắc có thể trở thành thân tín của cậu Lý, nhưng ít nhất có thể được cậu Lý trọng dụng. Thái Vĩ Dân tin tưởng, chỉ cần cho gã ta cơ hội. Trong quá trình nhà họ Lý thủ đô sống dậy, gã ta nhất định sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Lý Dục Thần dùng thời gian nhanh nhất sắp xếp xong xuôi chuyện trong nhà, sau đó nhấc kiếm đi lên phía Bắc, lần nữa bước lên đất đai vùng Giang Đông. Anh đến nhà họ Phan thành phố Long trước. Người nhà họ Phan không hề biết tai họa sắp xảy ra. Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu đi, Nghê Cường chết ở nhà họ Phan, những việc này khiến nhà họ Phan rối loạn một hồi. Nhưng nghe nói Nghê Hoài Kỳ không trách tội xuống, chỉ phái người mang thi thể Nghê Cường trở về. Người nhà họ Phan thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho rằng có chỗ dựa tông sư, cửa ải này xem như qua. Về phần hung thủ giết chết gia chủ Phan Phượng Niên, sớm muộn gì cũng sẽ đền tội. Ai có thể đối địch với toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông chứ? Chẳng phải ngay cả Từ Thông và Trần Định Bang cũng xám xịt đi rồi sao? Người nhà họ Phan bắt đầu xử lý lễ tang của Phan Phượng Niên. Trên tường và trên cửa treo đầy cờ trắng, trong viện đầy vòng tròn được vẽ bằng sơn, mọi người mặc đồ tang. Thi thể Phan Phượng Niên nằm trên linh sàng, quan tài tơ vàng gỗ lim được bày một bên. Người trong nhà đã giúp ông ta thay áo liệm. Bởi vì không phải thọ hết chết già nên tang lễ đơn giản, người thân đến bái biệt đầy đủ liền chuẩn bị nhập liệm. Đúng lúc này, không biết một đám mây đến bay tới từ nơi nào. Dừng lại trên không trung nhà họ Phan. Bầu trời trong xanh lập tức trở nên âm u. Có người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bầu trời run giọng nói, đó. Đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của người đó, chỉ thấy bên trong đám mây đen kia có một thanh bảo kiếm khổng lồ màu đen đang nằm ngang.
Ánh sáng đen chảy xuôi trên thân kiếm, như thể dầu đen sắp sửa nhỏ xuống. Sát ý bao phủ toàn bộ khu nhà họ Phan. Người nhà họ Phan hoảng sợ nhìn. Không khí dường như đông cứng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên, chạy mau. Người nhà họ Phan đều hoảng sợ chạy mất, có người chạy về phía cổng lớn, có người chạy vào trong phòng. Lúc này, mưa kiếm màu đen rơi xuống từ trong mây đen. Có người bị chém thành hai nửa từ trên đỉnh đầu xuống, có người bị chém ngang lưng. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên vang vọng. Chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu rên biến mất. Mưa kiếm im ắng, hạ một hồi liền ngừng. Mây đen cũng tản ra, bầu trời lại sáng sủa. Nhưng người trong khu nhà họ Phan đều không thấy. Trên mặt đất, trên tường viện che kín vết kiếm, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả cây hòe cổ trong sân cũng bị bổ đến vỡ nát, lá nát rơi đầy đất. Chỉ có thi thể Phan Phượng Niên trong linh đường vẫn còn nằm ngay đơ trên giường, mặc áo liệm mới tinh. Dưới lòng bàn chân ông ta đốt một chiếc đèn dẫn đường xuống âm phủ. Ngọn lửa chập chờn chiếu lên chiếc quan tài tơ vàng gỗ lim bên cạnh, phản xạ ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sơn Trang Hồng Vũ tại Kim Lăng là trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Giang Đông. Cả tòa trang viên được xây giữa lưng vào núi, mấy tòa kiến trúc giả cổ thấp thoáng giữa bóng cây cổ thụ che trời. Trong trang viên có diễn võ trường rộng rãi, mơ hồ nghe được tiếng la của người luyện võ. Bảo vệ cửa Sơn Trang trông thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ở cổng. Anh ta dụi dụi mắt, không chắc chắn người trẻ tuổi này đến từ lúc nào và phía nào. Thật là đáng chết, không tập trung. Nếu bị mấy nhân vật lớn bên trong kia biết được, không tránh khỏi chịu một hồi khiển trách. Này, làm cái gì đấy, trong lòng bảo vệ khó chịu, giọng điệu không được tốt. Đến giết người, người trẻ tuổi nói. Cái gì, bảo vệ còn tưởng rằng mình nghe lầm, cậu lặp lại lần nữa. Giết người. Giết người, cậu muốn giết ai? Hoàng Phủ Hiền, Nghê Hoài Kỳ, Hầu Khuê Đông, còn nữa, ai chắn tôi giết người đó. Bảo vệ sửng sốt, rồi đột nhiên cười như điên. Đây là câu chuyện buồn cười nhất anh ta nghe được trong năm nay. Một người trẻ tuổi xách một thứ đồ màu đen thoạt nhìn có điểm giống kiếm trong tay, chạy đến cổng Sơn Trang Hồng Vũ nói muốn giết người. Nhóc kia, cậu biết đây là nơi nào không? Đây là Sơn Trang Hồng Vũ. Bảo vệ tự hỏi tự trả lời, lúc nói ra bốn chữ Sơn Trang Hồng Vũ, khuôn mặt anh ta tràn ngập tự hào. Như thể làm bảo vệ tại nơi này cao cấp hơn bảo vệ ở chỗ khác. Nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Biết Hiệp hội Võ Đạo không? Mấy cái tên cậu vừa nói ra, biết là người nào không? Bảo vệ nhìn anh, ánh mắt lóe lên vài phần đáng thương. Tông sư, là tông sư đó biết không? Tông sư không thể nhục, dám nhục, hẳn phải chết. Đặc biệt là Hoàng Phủ Tông Sư, thế mà cậu dám gọi thẳng tên của ông ấy. Còn nói muốn giết bọn họ, cậu chắc chắn phải chết. Ha 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 ha. Tiếng cười của anh ta đột nhiên dừng lại, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đơ. Tiếp đó, thân thể anh ta chia thành hai nửa, đổ sang hai bên, ầm ầm ngã xuống đất. Sơn Trang Hồng Vũ là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo, trong đó quanh năm có tông sư trấn thủ. Bảo vệ ở cửa đương nhiên không phải là bảo vệ tầm thường, mà đều là võ giả, tối thiếu là ám kình trở lên mới có tư cách. Lý Dục Thần dùng một kiếm chém bảo vệ, khiến một bảo vệ khác bị dọa sợ. Người kia thấy đồng nghiệp chết thảm, lại thấy Lý Dục Thần đi về phía mình, bèn rút ra một con dao ba cạnh từ trong con lăn cao su, tay cầm run run rẩy rẩy, chỉ vào Lý Dục Thần quát lớn. Cậu làm gì, đừng có tới đây. Lý Dục Thần không dừng lại, từng bước lại gần. Bảo vệ nắm dao găm quân đội trong tay nhưng không dám tấn công, chỉ có thể lùi lại, không ngừng lặp lại, cậu đừng tới đây. Lùi lại mấy bước đã đến chân tường, không thể lùi thêm. Cậu không được qua đây. Giọng nói của bảo vệ trở nên nghẹn ngào và sợ hãi. Một tia sáng đen lóe lên, cần cổ của bảo vệ xuất hiện một tơ máu mỏng manh. Động tĩnh ở cửa kinh động đến người ở bên trong Sơn Trang Hồng Vũ. Một đám võ giả đang luyện võ trên diễn võ trường lao đến. Đã xảy ra chuyện gì, võ giả cầm đầu hỏi bảo vệ đứng ở nơi đó. Bảo vệ không trả lời anh ta, khiến võ giả rất không thích. Địa vị của anh ta tại Hiệp hội Võ Đạo không hề thấp, bình thường bảo vệ thấy anh ta đều là sư huynh dài sư huynh ngắn. Này, thất thần cái gì, anh ta khẽ đẩy lưng bảo vệ.
đầu bảo vệ liền rớt xuống từ trên cổ. Máu tươi phun ra ngoài từ cái cổ đứt lìa. Võ giả giật nảy mình, cạch 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 lui về phía sau mấy bước, ngã vào đám người sau lưng anh ta. Lúc này, anh ta mới nhìn rõ thi thể của một bảo vệ khác, tách thành hai nửa nằm ở ngoài cửa. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần. Cậu là ai? Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Hiển nhiên cái tên này mang lại cho họ cảm giác lạ lẫm. Một người chợt nhớ tới, chỉ vào anh nói, cậu chính là Đại Tông Sư Nam Giang mới xuất hiện. Những võ giả này hoảng hốt. Có thể luyện võ ở trên diễn võ trường Sơn Trang Hồng Vũ, bọn họ đều là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Nhưng bất luận họ mạnh đến nhường nào, cũng không dám ngang tàng trước mặt Tông Sư. Vốn liếng ngang tàng của Sơn Trang Hồng Vũ chính là bởi vì nơi này là nơi Tông Sư hội tụ. Nhưng dù có tụ tập như thế nào, số lượng Tông Sư cũng có hạn, một tỉnh có một hai người. Giang Đông xem như nhiều, có ba người. Nhưng điểm khiến Kim Lăng ngang tàng, là Kim Lăng có một châu khiếu uyên, trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông đặt tại Kim Lăng, cũng chính là tòa Sơn Trang Hồng Vũ này. Mặc dù châu khiếu uyên không đến, nhưng quanh năm trong Sơn Trang Hồng Vũ thường có một hai vị Tông Sư trấn thủ. Đôi khi họp, có đến 10 Tông Sư tụ họp tại đây. Trên giang hồ, những võ giả này đều có danh tiếng, ra vào Sơn Trang Hồng Vũ đã nhìn quen Tông Sư. Nhưng bọn họ chưa từng gặp qua Tông Sư trẻ tuổi như vậy. Tuy nói chuyện xảy ra trên Đại hội Võ Lâm Tiền Đường đã sớm truyền khắp giang hồ, bọn họ cũng có nghe thấy Tông Sư mới xuất hiện Lý Dục Thần, là công tử đến từ nhà họ Lý Thủ Đô. Nhưng anh không khỏi cũng quá trẻ. Tông Sư họ từng gặp qua, có mấy ai không phải già đến 7-80 tuổi. Năm 60 tuổi bước vào cảnh giới Tông Sư đã là kỳ tài võ học hiếm có. Người trước mắt cũng chỉ 20 mấy tuổi đi. Khiến trong lòng không ít người sinh ra hoài nghi. Cậu thật sự là Lý Dục Thần, người cầm đầu nhìn anh từ trên xuống dưới. Lý Dục Thần không trả lời. Anh không muốn nói lời thừa, chỉ đi từng bước một vào trong sơn trang. Dừng lại, người kia thấy anh không đáp lời, càng thêm hoài nghi, quát lớn, không cần biết cậu là ai. Thì cũng không thể giết người tại Sơn Trang Hồng Vũ. Nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Lý Dục Thần dừng lại, nhìn anh ta hỏi, anh là môn hạ của ai? Người kia chưa trả lời, bên cạnh đã có người nói thay anh ta. Đây là Lý Nam Lý Sư Huynh, được người đời xưng là Tiểu Bá Vương Mân Nam. Sư phụ anh ta chính là Dương Nguyên Tấn Tông Sư Mân Nam, cũng là Tổng Bí Thư Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, đang ở trong Sơn Trang Hồng Vũ. Mỗi lần người khác nói ra danh hiệu của anh ta, đặc biệt là nhắc đến sư phụ Tông Sư Dương Nguyên Tấn, trên mặt Lý Nam đều hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tại Hiệp hội, Tổng Bí Thư có thực quyền, mặc dù nghe không uy phong bằng hội trưởng và phó hội trưởng, nhưng nắm giữ thực quyền, công việc cụ thể của Hiệp hội đều do Tổng Bí Thư xử lý. Dương Nguyên Tấn thường làm việc ở trong Sơn Trang Hồng Vũ, mấy đệ tử đắc lực đi theo bên cạnh ông ta. Lý Nam chính là một trong số đó. Lý Nam ngẩng mặt, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Anh cũng họ Lý Dục Thần hỏi một câu. Chính xác. Nể mặt họ Lý, anh đi đi. Lý Nam chợt sửng sốt, trong lòng tự nhủ đây là lời gì. Nếu anh muốn nhận người trong tộc, hẳn nên thân thiết hơn chút, để anh ta đi thì tính là gì. Tại sao tôi phải đi, Lý Nam cả giận nói, tôi đi theo sư phụ làm việc ở đây, dựa vào đâu mà bảo tôi đi. Thực ra cậu đến làm gì? Giết người. Lý Dục Thần bước về phía trước một bước. Giết ai, Lý Nam theo bản năng lui về sau một bước. Anh ta cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, như một ngọn núi ép về phía anh ta. Mà bên trong uy áp như núi này, còn ẩn chứa kiếm ý và sát khí nồng nặc. Hoàng Phủ Hiền, Nghê Hoài Kỳ, Hầu Khuê Đông. Còn nữa, giết kẻ dám cản đường tôi, Lý Dục Thần nói. Anh vừa nói ra lời này. Đám người kia liền phần phật tản ra, nhường ra một con đường. Chỉ có Lý Nam còn ngẩn ngơ đứng giữa. Anh ta nhìn quanh hai bên, phát hiện đám người bình thường xưng anh em lại không nói nghĩa khí như vậy. Làm công nhân viên thường trú Hiệp hội Võ Đạo, lại là môn hạ Tông Sư, vừa rồi còn cố ý báo tên họ, Lý Nam tự nhiên không có lý do tránh ra. Cậu muốn làm gì, anh ta bày ra tư thế nghênh địch, sư phụ tôi ở ngay bên trong, còn có mấy vị Tông Sư. Anh ta chưa kịp nói xong, thân thể đã biến thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Không một ai thấy rõ Lý Dục Thần ra tay như thế nào. Một đám người ngẩn ngơ,
chợt tan tác như chim muông, sợ hãi kêu la chạy về phía sơn trang. Lý Dục Thần không đuổi theo. Anh tới đây không phải để giết những người này. Anh muốn giết Hoàng Phủ Hiền và Nghê Hoài Kỳ. Về phần Lý Nam này, vốn Lý Dục Thần không hề muốn giết anh ta. Không phải bởi vì anh ta họ Lý, mà bởi sư phụ Dương Nguyên Tấn của Lý Nam không liên quan tới chuyện này. Nhưng Lý Nam cản trở con đường của anh, không chịu tránh ra. Giờ phút này, trong đầu Lý Dục Thần ngập tràn lửa giận, một lòng muốn báo thù cho Mã Sơn và anh Thái. Bế quan thất bại, mà tâm không áp chế được sớm đã thức tỉnh, nào còn nghe được anh ta ồn ào, nên một kiếm chém. Trước khi đến, anh đã liên lạc với Từ Thông, xác nhận Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông đang ở trong sơn trang Hồng Vũ. Lang Dụ Văn cũng bị nhốt ở đây. Về phần Hoàng Phủ Hiền, Từ Thông không tra được tin tức xác thực, nhưng khả năng rất lớn đang ở sơn trang Hồng Vũ. Từ Thông nói cho Lý Dục Thần, nếu gặp phải người của nhà họ Châu thì bỏ qua cho bọn họ. Lý Dục Thần nhớ kỹ, cho nên vừa rồi hỏi Lý Nam là môn hạ nhà ai. Không phải nhà họ Châu thì không sao cả. Lý Dục Thần đi vào sơn trang, đến diễn võ trường, từng bước một đi tới tòa kiến trúc giả cổ và rộng rãi kia. Lúc này, bên trong tuôn ra một đám người, phần phật tản ra khắp diễn võ trường, vây quanh Lý Dục Thần. Người cầm đầu là một lão giả uy nghiêm, tiếng như chuông lớn, trầm giọng nói. Cuồng đồ lớn mật, dám xông vào sơn trang Hồng Vũ, thương tổn môn hạ của tôi, chán sống rồi à? Nhưng ông ta vừa mới bước ra, còn chưa kịp dứt lời, người chưa đứng vững, chợt thấy một đạo kiếm khí màu đen chém tới trước mặt. Lão già hoảng sợ mở to hai mắt, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm khí đâm nghiêng xuyên qua cơ thể ông ta, chém ra một vết kiếm thật sâu trên bức tường sau lưng ông ta mấy chục mét. Một đời tông sư, kẻ địch của 10.000 người Mân Nam, Tổng Bí Thư Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, Dương Nguyên Tấn chết. Bên trong tòa nhà chính sơn trang Hồng Vũ, trong sảnh uống trà bố trí đơn giản mà không mất lịch sự tao nhã. Một lão già nghiêng người dựa vào giữa ghế bằng gỗ đỏ, cầm một quyển sách trong tay, đang yên tĩnh đọc sách. Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông ngồi hai bên, dáng vẻ cung kính. Sư phụ, Nghê Hoài Kỳ nói, Xà Bích Thanh thật quá đáng, thân là tông sư mà không đứng cùng phe với hiệp hội võ đạo chúng ta, ngược lại đi giúp tên khốn khiếp Từ Thông kia. Lão già lật một trang sách, không thèm nhấc mí mắt, nói, con tốt nhất đừng có chọc Xà Bích Thanh. Nghê Hoài Kỳ khó hiểu hỏi, vì sao chứ? Công lực của bà già kia chưa chắc đã sâu hơn con. Xà Bích Thanh không chỉ biết võ công, bà ta là người của làng Mèo, ngoài luyện võ ra còn biết phù thuật. Phù thuật, vậy thì sao chứ, con còn sợ lão Vu bà như bà ta. Con có thể không sợ Xà Bích Thanh, nhưng làng Mèo không chỉ có bà ta là Vu sư. Nghiêm khắc mà nói, Xà Bích Thanh vẫn chưa tính là Vu sư. Vu sư chân chính cực kỳ khó chơi, ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vậy thì cứ tính như vậy, Nghê Hoài Kỳ hỏi lại, con không nuốt trôi cục tức này. Lão già để sách xuống, nhìn ông ta hỏi, con tức giận gì? Từ Thông suýt chút nữa đào mộ tổ tiên nhà con, dù thế nào con cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Chẳng phải không đào sao? Nghê Hoài Kỳ nhất thời nghẹn lời. Lão già đang đọc sách chính là sư phụ của ông ta, Hoàng Phủ Hiền Dự Trương. Ông ta không hiểu, vì sao sư phụ ngăn cản ông ta đi báo thù. Được Xà Bích Thanh xem như bỏ qua, thế Từ Thông thì sao? Lần này ông ta làm con mất hết mặt mũi, cũng làm mất mặt sư phụ người. Huống chi Từ Thông và Lang Dụ Văn có quan hệ mật thiết, đã bắt Lang Dụ Văn, sao không xử lý luôn Từ Thông? Từ Thông vừa chết, nhà họ Từ Cô Tô chắc chắn suy tàn. Chờ con tiếp nhận chuyện kinh doanh của nhà họ Phan thành phố Long, có thể thuận đường mở rộng thế lực đến Cô Tô. Khi đó, nửa Giang Đông thành của nhà họ Nghe con. Đương nhiên, cũng là của sư phụ người. Nghe Hoài Kỳ cứng giọng nói xong. Chợt thấy Hoàng Phủ Hiền ném sách đùng lên bàn. Trong lòng ông ta hồi hộp, không biết mình nói sai điều gì. Con cho rằng tại sao ta lại tới Giang Đông, lội vũng nước đục này, Hoàng Phủ Hiền trầm mặt hỏi. Không phải nhà họ Trương mời người đến sao, Nghê Hoài Kỳ thấp thỏm đáp. Hừ, chút chuyện còn con ở Giang Đông của các người cũng xứng để ta ra mặt, Hoàng Phủ Hiền cười lạnh, một Lang Dụ Văn nho nhỏ. Năm đó lại cần bát đại hào môn liên thủ với nhau mới đuổi được anh ta ra khỏi Giang Đông, nói ra cũng không sợ người ta cười vào mặt. Vậy sư phụ người, ta nhận ủy thác của người khác. Chẳng lẽ là vị kia?
Nghe Hoài Kỳ trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Phủ Hiền bắn về phía mình, lập tức ngậm miệng. Ông ta biết, người kia tuyệt đối không cho phép nói ra. Không lẽ thật sự là vì Lý Dục Thần, Nghe Hoài Kỳ sửa miệng, thằng này quan trọng đến thế sao? Hậu duệ duy nhất của nhà họ Lý Thủ Đô, con nói xem có quan trọng hay không? Trên đời này, không biết có bao nhiêu người mong ngóng anh ta chết đâu. Vậy sao sư phụ không trực tiếp đi giết anh ta? Với công phu của người còn không phải là dễ như trở bàn tay. Giết anh ta dễ như trở bàn tay, nhưng cũng nên có một danh nghĩa để giết anh ta. Lúc thanh danh anh ta vang dội tại Nam Giang, nếu ta mạo muội chạy tới Nam Giang giết anh ta, ta sẽ đắc tội toàn bộ thế gia hào môn Nam Giang. Chuyện khác không quan trọng, nhưng nghe nói nhà họ Tiền và nhà họ Cao Tiền Đường có mối quan hệ rất tốt với anh ta. Thế lực của nhà họ Tiền khổng lồ, nhà họ Cao có quan hệ chặt chẽ với Hồng Môn ở nước ngoài. Hai nhà này tùy tiện đắc tội đều không tốt. Nhưng con nghe nói, Lý Dục Thần giết Liễu Kim Sinh thành phố Dũng, còn diệt cả nhà họ Liễu, chuyện này còn không đủ để trở thành lý do giết anh ta sao? Việc này không có lửa thì sao có khói, nhưng không có chứng cứ xác thực. Chúng ta tin, nhưng con hỏi thử người Nam Giang tin không? Vậy ý của sư phụ là? Ha ha, rất đơn giản, chờ Lý Dục Thần đến, giết anh ta ở ngay chỗ này. Ở chỗ này, Nghe Hoài Kỳ giật mình hỏi, nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo, Lý Dục Thần dám đến. Hoàng Phủ Hiền mỉm cười, ta nhốt Lang Dụ Văn ở chỗ này chính là để chờ anh ta tới. Ta đã tìm đọc tư liệu về quá khứ của người này, trước kia thì không biết. Nhưng chỉ từ cách hành sự trong nửa năm gần đây, thằng này xem như ân oán rõ ràng, có thù báo thù, có ơn báo ơn, ra tay quả quyết tàn nhẫn, rất có vài phần khí phách của hào hiệp giang hồ. Nếu không phải, Hoàng Phủ Hiền tạm dừng, hơi hơi thích tài thở dài một cái. Với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ tới cứu Lang Dụ Văn. Nguy rồi, Nghe Hoài Kỳ kinh hãi nói, liệu anh ta có đi đến nhà họ Phan trước không? Hai anh em kia bị tra tấn thành như vậy tại nhà họ Phan, có cứu trở về thì đoán chừng cũng thành kẻ tàn phế. Nếu anh ta đến nhà họ Phan báo thù, nhà họ Phan xem như thảm rồi. Hoàng Phủ Hiền đáp, nếu anh ta đi nhà họ Phan trước thì càng tốt. Anh ta càng giết nhiều người, lại càng khẳng định truyền thuyết anh ta là một con quỷ giết người. Thảm án diệt môn của nhà họ Liễu thành phố Dũng không phải anh ta làm, cũng sẽ biến thành anh ta làm. Đến lúc đó, ta giết anh ta sẽ không ai nói gì. Sư phụ cao tay, Nghe Hoài Kỳ nói. Đúng lúc này, có người hoang mang rối loạn tiến vào báo cáo, mấy vị tông sư, không xong rồi, ngoài kia có một người tên là Lý Dục Thần giết bảo vệ rồi xông vào. À, nhắc Tào Tháo liền đến, trong lòng Nghe Hoài Kỳ bội phục Hoàng Phủ Hiền, sư phụ, con đi xuống xem một chút. Đừng vội, để anh ta náo động bên dưới thêm nữa, giết thêm mấy người. Hoàng Phủ Hiền lạnh nhạt nói, như thể người chết bên ngoài kia không phải người, mà là mấy con kiến thôi. Lại một đệ tử tới báo cáo, Lý Dục Thần giết Lý Nam, Dương Tông Sư đã dẫn người đi ra. Sư phụ, đừng làm cho Dương Nguyên Tấn đoạt nổi bật, Nghe Hoài Kỳ nhắc nhở. Hoàng Phủ Hiền đáp, không sao cả, từ khi Dương Nguyên Tấn lên làm Tổng Bí Thư, công phu sao nhãng không ít. Nếu ông ta có thể giết Lý Dục Thần, chứng minh kẻ này không đáng ta ra tay. Hầu Khuê Đông vẫn luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng rốt cục không nhịn được mà mở miệng, Hoàng Phủ Tông Sư, để tôi đi xem một chút đi. So với việc để Dương Nguyên Tấn khoe mẽ, không bằng nhường nổi bật này cho tôi. Lý Dục Thần này giao cho tôi đi. Hoàng Phủ Hiền gật gật đầu, cũng được, vậy vất vả Hầu Tông Sư. Hầu Khuê Đông đứng lên chắp tay, không dám nhận, Hoàng Phủ Tông Sư xin chờ một chút, chờ tôi đi giết Lý Dục Thần. Võ quán Hoa Anh tại Thân Châu bị phá hủy. Võ quán cũ sư phụ để lại bị dán giấy niêm phong, đi tìm Trần Định Bang tính sổ sách lại gặp phải Hoàng Tổ Hùng ngăn cản, Hầu Khuê Đông đã nhịn đầy bụng tức giận từ lâu. Ông ta đang lo không có nơi chút giận, vừa vặn lấy thằng họ Lý kia khai đao. Giết Lý Dục Thần tương đương với giúp Hoàng Phủ Hiền, rồi giết về Thân Châu. Dù Hoàng Phủ Hiền không ra tay, có Nghe Hoài Kỳ trợ giúp ông ta cũng có thể ép Hoàng Tổ Hùng một đầu. Đến lúc đó, xem ai còn có thể cứu Trần Định Bang. Hầu Khuê Đông nghĩ như vậy, đang muốn quay người ra ngoài. Chợt có người nói, ông đang nhắc đến tôi sao? Cửa lớn đối diện chợt mở ra, một người trẻ tuổi xách một thanh kiếm màu đen đứng ở cửa. Hầu Khuê Đông sửng sốt, chợt phản ứng lại, hỏi, cậu chính là Lý Dục Thần.
Ông là ai? Lý Dục Thần hỏi ngược lại. Hầu Khuê Đông Thân Châu, Hầu Khuê Đông ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như vô số lần khác ông ta tuyên bố thân phận tông sư của mình với người khác. Vậy thì đúng rồi. Lý Dục Thần gật gật đầu, kiếm trong tay vung lên. Đầu Hầu Khuê Đông liền rớt xuống, lăn đến bên dưới bàn trà nhanh như chớp. Cái đầu của Hầu Khuê Đông rơi xuống đất, Nghe Hoài Kỳ sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Trong giới tông sư Hoa Đông, Hầu Khuê Đông thuộc hàng con cháu sau này, nhưng ông ta không toàn diện thì cũng là tông sư. Nghe Hoài Kỳ không dám nói mình nhất định mạnh hơn Hầu Khuê Đông bao nhiêu. Nếu hai người đấu võ, mấy trăm hiệp cũng không phân được thắng bại. Lý Dục Thần chỉ dùng một đường kiếm đã chém được đầu của Hầu Khuê Đông. Quan trọng là, Nghe Hoài Kỳ không nhìn rõ đường kiếm này được tung ra thế nào. Tuy Hoàng Phủ Hiền ngồi ở đó bất động, nhưng e rằng nỗi chấn kinh trong lòng còn nhiều hơn Nghe Hoài Kỳ. Vì Nghe Hoài Kỳ không nhìn ra môn đạo gì, còn Hoàng Phủ Hiền lại nhìn ra. Vì người luyện võ không thể phát ra đường kiếm khí này. Cũng có nghĩa là, thanh niên trước mắt vốn không phải là võ giả, mà là người tu hành. Nhìn kiếm khí sắc bén đó, rất có thể là kiếm tu. Nhưng, tại sao không cảm nhận được linh khí trên người cậu ta dao động? Hoàng Phủ Hiền cũng không phải là võ giả đơn thuần. Đây là bí mật của ông ta, không ai biết bí mật này. Bên ngoài chỉ biết ông ta là tông sư võ đạo, học tuyệt học cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ truyền thừa lại. Nhưng không ai biết, ông ta có thể trở thành tông sư, lại không phải dựa vào gia truyền, mà là có kỳ ngộ khác. Hoàng Phủ Hiền ở thành phố Dự Trương của tỉnh Cám Bà, còn gia tộc Hoàng Phủ thực sự ở huyện Minh Lộc của tỉnh Dự Châu, là một gia tộc cổ xưa và khiêm tốn. Thời còn trẻ, Hoàng Phủ Hiền cũng không phải xuất sắc trong gia tộc, chỉ có thể coi là tư chất bình thường, không được coi trọng. Nhưng ông ta bẩm sinh mạnh mẽ, không vượt trội được trong gia đình, bèn ra ngoài sông pha, tìm kiếm cơ duyên. Sau này ông ta gặp được lão quái Lô Sơn Đồng Hạo, được Đồng Hạo nhìn chúng, đưa về Lô Sơn, nhận làm đệ tử. Đã có cơ duyên này, công phu của ông ta mới đột phá, chưa đến 10 năm đã đột phá tông sư. 20 năm luyện ra võ hồn. Tốc độ này, nhìn khắp võ lâm trăm năm nay, không có mấy ai có thể vượt qua ông ta. Cho nên ngay cả Châu Khiếu Uyên mà ông ta cũng không coi ra gì. Tiếc là Đồng Hạo nói ông ta lòng tham luyến trần thế của ông ta quá nặng, không thể tu tập công pháp cao thâm, bèn cho ông ta xuống núi, định cư ở Dự Trương cách Lô Sơn không xa. Sau này tham gia đại võ đạo Hoa Đông, liên tục đánh bại mấy cao thủ tông sư, nổi tiếng từ đó. Sau khi Hoàng Phủ Hiền nổi tiếng vang đội, ông ta cũng thành một nhánh quan trọng ở bên ngoài của gia tộc Hoàng Phủ. Người ngoài đều nghĩ ông ta luyện cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ, ngay cả nội bộ gia tộc Hoàng Phủ cũng nghĩ như vậy. Ông ta không dám nói ra chuyện ông ta bái dưới môn hạ của Đồng Hạo cũng không cho phép ông ta nói ra. Chỉ vì Đồng Hạo không phải người tốt gì, lão ta từng là lão ma đầu nổi tiếng thiên hạ, giết người vô số, làm việc ác khắp Nam Bắc Đại Giang. Sau này bị nhân sĩ chính đạo truy giết, bất đắc dĩ trốn đi, ấn cư ở Lô Sơn. Lần này Lý Dục Thần ở Giang Nam phô trương tuyên bố mình là con cháu nhà họ Lý, muốn phục hưng nhà họ Lý thủ đô. Chuyện này cũng truyền đến tai Đồng Hạo. Đồng Hạo liền tìm Hoàng Phủ Hiền, bảo ông ta xử lý Lý Dục Thần. Bắt sống về được là tốt nhất, giết cũng được, nhưng phải mang xác và mọi thứ trên người anh về. Hoàng Phủ Hiền cũng không biết nguyên nhân thực sự Đồng Hạo muốn giết Lý Dục Thần, nhưng nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Đồng Hạo, hình như là có thù. Nhưng xét về thời gian, hai người họ chắc chắn không thể nào có qua lại, chỉ có thể đoán, Đồng Hạo có thù với nhà họ Lý thủ đô. Hoàng Phủ Hiền vốn cảm thấy đây là một chuyện rất đơn giản. Tuy Lý Dục Thần gây ra tiếng vang lớn trong đại hội võ lâm tiền đường, bên ngoài cũng đồn anh như thần thánh. Nhưng Hoàng Phủ Hiền không tin những lời đồn này, vì có quá nhiều điều kỳ lạ. Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh cùng luyện ra võ hồn, liên thủ mà lại không đánh được Itazura Kazuyoshi của Thiên Nhẫn Tông. Hoàng Phủ Hiền từng nghe nói đến Thiên Nhẫn Tông, là một môn phái khá mạnh trong Nhẫn Tông Đông Doanh. Ninja đúng là rất khó đối phó, nhưng không đến mức hai tông sư tiên thiên đã luyện ra võ hồn liên thủ mà cũng không đánh lại được. Huống hồ lúc đó còn có Bách Phú Minh và Xà Bích Thanh có ở đó. Sau đó điều vô lý hơn là, Itazura Kazuyoshi mà mấy đại tông sư liên thủ cũng không đánh lại được, đã bị Lý Dục Thần chém chết bằng một đường kiếm. Lý Dục Thần này,
nếu là lão quái vật sống hơn trăm tuổi giống như Châu Khiếu Uyên thì cũng thôi đi, nhưng lại là một thanh niên 20 tuổi. Việc này không chỉ vô lý, mẹ kiếp, mà còn vô cùng vô lý đến mức phi lý. Hoàng Phủ Hiền cảm thấy, hoặc là Lý Dục Thần gian lận, hoặc là may mắn và trùng hợp, hoặc là có cả hai. Không chỉ Hoàng Phủ thấy lạ, các tông sư của giới võ đạo cũng đều nghĩ vậy. Là cao thủ xếp thứ hai trong tất cả tông sư sáu tỉnh, thậm chí Hoàng Phủ Hiền còn chẳng coi Châu Khiếu Uyên ra gì, làm sao có thể coi Lý Dục Thần ra gì. Rắc rối duy nhất là phía sau Lý Dục Thần có nhiều hào môn thế gia Nam Giang ủng hộ, đặc biệt là nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Ông ta cần một lý do để giết Lý Dục Thần. Tám hào môn Giang Đông ra tay đối phó Lang Dụ Văn, vừa hay đã cho Hoàng Phủ Hiền một cơ hội rất tốt. Hoàng Phủ Hiền nhìn thấy đường kiếm của Lý Dục Thần chém xuống đầu của Hầu Khuê Đông, ông ta bắt đầu tin những chuyện trong đại hội võ lâm tiền đường lan tin đồn. Hoàng Phủ Hiền học được công phu khác nhau từ chỗ Đồng Hạo, đương nhiên cũng nghe nói rất nhiều tin bí mật, mới biết ngoài võ lâm, còn có một thế giới thần bí khác. Ví dụ như kiếm tiên, ngay cả sư phụ Đồng Hạo của ông ta cũng vô cùng kiêng sợ. Cũng may kiếm tiên luôn đi một mình, kiêu ngạo cô độc, không qua lại với người phàm. Muốn gặp cũng không gặp được. Hoàng Phủ Hiền nhìn thấy thanh kiếm kỳ lạ trong tay Lý Dục Thần, và thủ pháp mà anh ra kiếm, kiếm khí vô cùng sắc bén đó, ông ta liền nhận định Lý Dục Thần là kiếm tu. Lúc này, thi thể của Hầu Khuê Đông mới đổ xuống. Phát ra tiếng vang trầm bức. Máu bắn tung tóe khắp chỗ. Nghe Hoài Kỳ bị dọa sợ giật mình. Nhưng lần này ông ta sợ đến tỉnh ra. Ông ta bình tĩnh lại từ trong chấn hãi. Dù sao cũng là tông sư, không đến mức kinh hồn bạt bía như đệ tử bên ngoài. Nghe Hoài Kỳ cảm thấy Hầu Khuê Đông chắc chắn là vì không hề có chuẩn bị trước mới bị Lý Dục Thần chém đầu. Phía sau mình còn có cường giả chân chính thầy của ông ta Hoàng Phủ Hiền đệ nhị tông sư Hoa Đông. Hoàng Phủ Hiền chống lưng, có gì mà phải sợ chứ? Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Nghe Hoài Kỳ biến mất. Đứng thẳng lưng, trên người bùng phát ra khí thế tông sư. Cường mạnh đến nổi lên chân khí, dao động trong phòng, không khí dường như sôi sục, ngay cả tầm tình cũng mơ hồ. Cậu nhóc, cậu cũng to gan quá đấy. Xông vào hiệp hội võ đạo, giết tông sư, cậu biết đây là tội gì không? Nghe Hoài Kỳ hỏi. Lý Dục Thần đứng ở đó, không thể hiện thái độ gì, chỉ thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hiền và Nghe Hoài Kỳ một cái. Từ khí tức của hai người họ, anh rất nhanh phán đoán ra tu vi của họ, cũng cơ bản xác định thân phận của họ. Ông là Nghe Hoài Kỳ, anh hỏi. Hừ, tên của bản tọa, là để cậu gọi hả? Nghe Hoài Kỳ cười lạnh lùng nói, Hầu Tông Sư không phong bị câu đánh lén thành công, đừng tưởng người khác cũng đứng ở đó đợi cậu đến giết. Vậy ông chính là Nghe Hoài Kỳ rồi, lắm lời thật đấy. Lý Dục Thần nói xong, giơ kiếm lên. Trong tích tắc, chân khí dao động trong phòng vừa nãy biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí đến từ giữa trời đất đáng sợ. Trong hư không, dường như ẩn chứa răng năng của cự thú hằng cổ. Nhìn Nghe Hoài Kỳ, đương nhiên khí thế tông sư trên người đã không còn. Lý Dục Thần còn chưa xuất kiếm, chỉ sát khí nổi lên, ông ta dường như bị đá đánh trúng lồng ngực, người bỗng co lại, phụt nôn ra máu, đau đớn khom lưng. Nói đi, anh Lang đang ở đâu? Lý Dục Thần nói. Vẻ mặt Hoàng Phủ Hiền biến sắc. Kiếm chưa ra, chỉ là sát ý mà đã ép cho một tông sư nôn ra máu. Không có sức phản kháng. Có còn là người không? Ông ta nhìn khuôn mặt vừa trẻ vừa thanh lạnh đến khiến người ta khó thở của Lý Dục Thần, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, cảm thấy thế giới này vốn không chân thực. Võ đạo đỉnh phong mà mình theo đuổi cả đời, còn một lòng muốn tranh cao thấp với Châu Khiếu Uyên, tất cả thật nực cười. Sớm biết như vậy, còn không bằng ban đầu ở lại Lô Sơn, tu hành tử tế cùng sư phụ Đồng Hạo. Ở phía sau. Nghe Hoài Kỳ tỏ vẻ mặt đau khổ, trên người như đè tảng đá lớn, miệng không ngừng phun ra máu. Lý Dục Thần thu kiếm ý, định đợi ông ta nói hết. Hoàng Phủ Hiền nhìn chằm chằm kiếm tròn anh tay. Thanh kiếm màu đen này thực sự kỳ lạ, hình dạng bằng phẳng không sắc không nhọn cũng thôi đi, quan trọng là thân kiếm toàn màu đen đến lóa mắt, dường như màu đen này là một ánh sáng. Hoàng Phủ Hiền bỗng nhớ ra, sư phụ từng nói với ông ta, trong thế giới tu hành. Có rất nhiều bảo vật thần kỳ. Có những bảo vật, một khi có được, chỉ cần nắm được cách sử dụng, người bình thường cũng có thể trở thành cao thủ. Thậm chí có những bảo vật, có sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Ông ta bỗng hiểu ra, Lý Dục Thần tuổi còn trẻ, lấy đâu ra thực lực cường mạnh như vậy, chẳng qua là vì trong tay có một thanh bảo kiếm mà thôi. Sát ý vừa nãy, rõ ràng là nổi lên từ trời đất, ngưng tụ sơn xuyên, phát ra rộng khắp, vốn không phải phát ra từ trên người của một người. Sách xưa có viết, trời phát sát cơ, vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, rồng rắn nổi lên. Là thanh kiếm này, thần khí này, đã kích động sát ý thiên địa. Hoàng Phủ Huyền hình như cũng hiểu ra, tại sao sư phụ Đồng Hạo muốn giết Lý Dục Thần, còn đặc biệt dặn dò, tốt nhất là bắt sống, nếu giết, thì phải mang cả xác và đồ vật trên người không sót cái nào về Lô Sơn cho lão ta. Thì ra, sư phụ đã nhìn trúng thanh kiếm của Lý Dục Thần. Ha ha ha, Hoàng Phủ Huyền cười điên cuồng trong lòng. Trời đang giúp ta. Nếu có được thanh kiếm này, thì đâu còn có để ý đến Châu Khiếu Uyên nữa. Ngay cả mấy lão quái vật của Minh Lộc cũng chẳng là gì hết. Võ đạo thiên hạ, mình ta độc tôn. Ha ha ha. Tiếng cười của Hoàng Phủ Hiền cắt ngang Nghe Hoài Kỳ đang định lên tiếng. Cậu nhóc, muốn cứu Lang Dụ Văn không? Rất đơn giản, lấy đồ ra đổi. Đổi, Lý Dục Thần ngẩn người, nhìn sang Hoàng Phủ Hiền. Đúng thế, Hoàng Phủ Hiền tràn đầy lòng tin, khóe miệng nhếch lên ý cười giảo hoạt, dùng kiếm trong tay cậu để đổi. Đưa kiếm của cậu cho tôi giao người cho cậu. Đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu không, cậu mãi mãi đừng hòng cứu Lang Dụ Văn ra. Lý Dục Thần cau mày, hỏi, ông là ai? Hoàng Phủ Hiền ở Dự Trương, Hoàng Phủ Hiền nói, chắc cậu từng nghe đến tên của tôi lấy danh dự của tôi bảo đảm, chỉ cần cậu giao thanh kiếm trong tay, tôi không những trả Lang Dụ Văn cho cậu, còn có thể bảo đảm sau này hào môn Đông Giang sẽ không gây rắc rối với Lang Dụ Văn nữa. Hoàng Phủ Hiền, Lý Dục Thần gật đầu, trao đổi phải không? Vậy lấy đầu của ông ra đổi đi. Nói xong, kiếm khẽ giơ lên, một đường ánh đen lóe lên. Hoàng Phủ Hiền sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta nhìn rõ đường kiếm khí đó. Nhưng đây cũng là kiếm thuật tiên gia chân chính mà ông ta nhìn lần cuối cùng. Sau đó, đầu của ông ta rơi xuống, rắc một tiếng đập lên mặt bàn đã nứt nghiêng đổ, rồi lại trơn trượt xuống. Lăn đến bên bàn trà, xếp gần với đầu của Hầu Khuê Đông. Nghe Hoài Kỳ sợ muốn chết. Lúc này, Lý Dục Thần đã thu lại sát ý, không còn sát ý áp bức, Nghe Hoài Kỳ nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ông ta lại mềm nhũn dưới đất, sợ hãi run bần bật. Niềm kiêu ngạo của Tông Sư hoàn toàn mất hết vào lúc này, chỉ còn lại nỗi sợ. Hoàng Phủ Hiền, từng là người thấy mà ông ta rất tự hào, chỗ dựa lớn nhất của ông ta, cao thủ đệ nhị Hoa Đông. Nhân vật có thể đỏ tay với Châu Khiếu Uyên, đã chết như vậy. Nhìn hai đầu người dưới bàn trà, lại nhìn Lý Dục Thần, Nghe Hoài Kỳ dường như nhìn thấy ác ma địa ngục. Nói đi, anh Lang đang ở đâu? Lý Dục Thần hỏi lại. Ở, mật thất, phía sau. Đi, đưa tôi đi. Đương nhiên Nghe Hoài Kỳ không dám nói không, run lẩy bẩy đứng lên, mới phát hiện đúng quần của mình đã ướt một mảng, còn hơi ấm nóng. Tông sư mất kiểm soát tè ra quần. Nếu truyền ra ngoài, không biết trên giang hồ sẽ nghĩ thế nào. Sau khi họ đi ra, trên hai thi thể nổi lên một khí đen bắt đầu lan ra từ chỗ vết thương bị cắt. Đó là kiếm khí Huyền Minh còn sót lại bên trên. Khí của Huyền Minh mau chóng ăn mòn cơ thể, chỉ lát sau, trong phòng chỉ còn lại mấy vũng nước. Lý Dục Thần áp giải Nghe Hoài Kỳ đến hậu viện của Sơn Trang, từ trong một gian nhà đi vào, đi qua mấy cánh cửa, rồi chuyển xuống dưới hầm. Nơi này đường đi quanh co, có rất nhiều phòng, giống như nhà giam. Tìm được Lang Dụ Văn ở trong một gian phòng nhỏ kín mít. So với Mã Sơn và anh Thái, Lang Dụ Văn vẫn còn tốt, chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ là vì anh ta không biết võ công, cũng không phản kháng. Lý Dục Thần ở trong phòng tiến hành chữa trị đơn giản cho Lang Dụ Văn. Lúc chữa trị, bỗng nghe cánh cửa phía sau phập một tiếng đóng lại. Tiếp đó, vang lên giọng nói nặng nề như tảng đá di chuyển. Sau đó, truyền đến tiếng cười khà khà của Nghe Hoài Kỳ. Ha ha ha, Lý Dục Thần, không ngờ phải không, nơi này còn có cơ quan. Nơi này là nơi tông sư bế quan, để bảo đảm an toàn lúc bế quan, tất cả bức tường đều được tạo thành từ gang thép và tấm nhôm dày trộn lẫn bê tông, kể cả pháo đạn cũng không bắn vào được. Mặc cho cậu có võ công cao thế nào, cũng đừng hòng chạy ra ngoài. Trừ phi cậu biến thành con chuột, chui ra từ lỗ thông gió. Ha ha ha, cậu đợi chết đói ở đây đi. Nghe Hoài Kỳ đóng cơ quan,
đứng bên ngoài cửa mật thất, cười điên cuồng không ngừng. Đúng quần vẫn ấm nóng, khiến ông ta cảm thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ này hóa thành nỗi tức giận. Ông ta đập mạnh lên bức tướng giày, điên cuồng cười với lỗ thông gió, dùng tất cả lời lẽ bẩn thỉu mà ông ta có thể nghĩ ra mắng Lý Dục Thần và tám đời tổ tông nhà anh, để trút hết cơn giận của ông ta. Nghe bức tường giày đó phát ra tiếng vang bức bối, nghĩ đến Lý Dục Thần sẽ chết đói bên trong, ông ta lại thấp thoáng có khoái cảm. Sau nỗi xấu hổ và tức giận, có được khoái cảm khi trút ra. Lý Dục Thần, tao khinh bà nội mày, khinh mẹ mày, kinh tám đời tổ tông mày, mày cứ từ từ đợi chết đói trong đó đi. Anh em của mày, chị em của mày, bạn bè của mày, tao sẽ chăm sóc tử tế. Nghe nói mày còn có vợ chưa cưới xinh đẹp, bọn mày lên giường chưa? Nếu chưa lên, thì tiếc quá, tao có thể làm giúp mày. Đến lúc đó, nếu mày chưa chết đói, thì tao có thể kể cho mày biết mùi vị thế nào, ha ha ha. Lý Dục Thần, bây giờ mày rất tức phải không? Rất sợ hãi, rất bất lực, ha ha ha. Nghe Hoài Kỳ đang hoa chân múa tay cười. Đột nhiên, mặt tường trước mặt ông ta hiện lên ánh sáng. Nói một cách chính xác, là ánh sáng đen. Một đường kiếm khí xuyên qua bức tường. Bức tường dày đó chia thành hai nửa. Sau đó, ông ta nhìn thấy Lý Dục Thần dìu Lang Dụ Văn đi ra từ bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Nghê Hoài Kỳ rơi vào tuyệt vọng. Ánh đen lóe lên. Cơ thể của Nghê Hoài Kỳ giống như bức tường, nứt thành hai nửa. Lý Dục Thần dìu Lang Dụ Văn đi ra từ trong mặt tường nứt. Anh bước qua xác của Nghê Hoài Kỳ, cũng không nhìn thêm một cái. Lúc đang đi ra ngoài, thì gặp ngay Bách Phú Minh dẫn đệ tử chạy đến. Bách Phú Minh là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, bình thường không thường ở Sơn Trang Hồng Vũ, công việc hàng ngày của Hiệp hội do thư ký trưởng Dương Nguyên Tấn phụ trách. Lần này nhận được điện thoại của đệ tử, nói Lý Dục Thần cầm kiếm xông vào Sơn Trang, giết thẳng vào trong, còn giết cả Dương Tông Sư. Bách Phú Minh sợ giật mình, lập tức chạy đến. Vừa đến Sơn Trang xem, tuy không khoa trương như đệ tử nói. Chỉ chết mấy người, nhưng Dương Nguyên Tấn đúng là đã bị giết. Không ai biết rõ tình hình bên trong, vì không ai dám đi vào xem, chỉ biết ba tông sư Hoàng Phủ Hiền, Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông đều ở bên trong. Lúc Bách Phú Minh đi vào, ba người đã biến mất. Chỉ có một chiếc bàn đã gãy nứt. Dưới đất còn có hai vũng máu lóe ánh đen. Bách Phú Minh ngồi xuống đưa tay sờ thử, đặt lên mũi ngửi. Một khí tức kỳ lạ khiến người ta khó chịu khiến ông ta cau mày. Bách Phú Minh không thể đoán được cụ thể là cái gì, nhưng ông ta có dự cảm chẳng lành. Nghe nói sau khi nhà họ Liễu thành phố Dũng bị diệt, trong nhà cũng còn sót lại vết tích như này. Chẳng lẽ Lý Dục Thần thực sự giống như lời đồn, là một ma đầu? Nhưng vừa nghĩ đến đại hội võ lâm tiền đường, Bách Phú Minh lại cảm thấy không thể nào. Lúc đó, ấn tượng mà Lý Dục Thần để lại cho ông ta là thực lực cường mạnh, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này là kiêu ngạo thoát tục. Chứ không phải là kiêu ngạo khoe mẽ của thanh niên bình thường. Ngoài ra, cũng được coi là lịch sự và khiêm tốn, ăn nói có phong cách đẳng cấp. Huống hồ Lý Dục Thần còn cứu mạng ông ta và mấy tông sư. Nếu nói anh là ma đầu giết người, Bách Phú Minh không dám tin. Chỉ có tìm được Lý Dục Thần hỏi cho rõ ràng. Nhưng không ai biết Lý Dục Thần đã đi đâu. Lúc này, có người nói, tông sư Hoàng Phủ nhốt Lang Dụ Văn trong tuyển quan, liệu họ có đến đó không? Tuyền quan, chính là những mật thất được xây dựng dưới lòng đất, để cho các võ giả cấp cao bế quan. Võ giả đến hóa kình trở lên, nếu cần đột phá, nhà mình lại không có điều kiện bế quan tốt, thì có thể đến Hiệp hội Võ Đạo xin một căn mật thất để bế quan. Có lúc, tông sư cũng sẽ bế quan ở đây. Lang Dụ Văn. Đương nhiên Bách Phú Minh biết Lang Dụ Văn, lần trước còn gặp một lần ở Nam Giang. Chẳng phải Lang Dụ Văn ở thành phố Hòa sao? Tông sư Hoàng Phủ đưa cậu ta đến đây làm gì? Chúng tôi cũng không biết. Hình như là ra tay cho nhà họ Phan ở thành phố Long. Bách Phú Minh thấp thoáng đoán được, cảm thấy sự việc không ổn lắm. Ông ta lập tức đưa người đến tuyển quan. Xuống dưới hầm, vừa hay gặp Lý Dục Thần vừa đi ra. Cậu Lý! Bách Phú Minh gọi một tiếng, không biết tiếp theo phải nói gì. Ông ta không hy vọng gặp được Lý Dục Thần ở đây. Là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, ông ta không thể không xử lý, lại không biết phải xử lý thế nào. Bách Tông Sư. Lý Dục Thần đáp một câu, dường như chưa xảy ra chuyện gì, chào hỏi như gặp mặt bình thường.
Bách Phú Minh nhìn thi thể của Nghê Hoài Kỳ dưới đất một cái, cau mày, nói, cậu Lý, cậu đang làm gì vậy? Tại sao đến Sơn Trang Hồng Vũ giết người? Vậy thì phải hỏi tại sao bọn họ muốn bắt người của tôi đến đây, Lý Dục Thần nói. Có lẽ là hiểu lầm, Bách Phú Minh nói, nhưng bất luận thế nào, cậu cũng không nên cầm kiếm xông vào Sơn Trang, còn giết. Giết mấy vị tông sư. Khi Bách Phú Minh nói đến đây, ông ta cũng có chút không tin. Bốn tông sư đấy. Trong đó còn có cao thủ hạng nhất Hoàng Phủ Hiền. Nói giết là giết. Nghe nói giết Dương Nguyên Tấn bằng một kiếm. Còn giết Hoàng Phủ Hiền lại không ai nghe thấy tiếng, cho thấy không xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hiểu lầm, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, họ nhân lúc tôi bế quan, giết người của tôi, đánh tàn phế anh em của tôi, bắt anh lang đi. Vì cứu anh em của tôi bất đắc dĩ mạo hiểm xuất quan, suýt nữa khí huyết đảo ngược mà chết. Ông nói đây là hiểu lầm. Việc này, Bách Phú Minh không biết rõ tình hình, không dễ dàng đáp lời. Lý Dục Thần lại lật tay chỉ vào bức tường nứt phía sau mình. Anh lang là thư sinh, sức trói gà không chặt, họ nhốt anh ta ở đây, ông nói là tại sao? Việc này, Bách Phú Minh cũng nghĩ đến điều này, nhưng ông ta vẫn không thể đáp lời. Nghe Hoài Kỳ dẫn dụ tôi tới đây rồi khóa cửa. Ông ta nói muốn cho tôi chết đói ở đây, còn nói, trong thời gian tôi chịu đói, ông ta phải hành hạ người thân của tôi, không tha cho một ai. Ông biết rõ kết cấu của căn phòng này hơn tôi, nếu không phải là tôi, đổi lại là người khác, có phải sẽ chết đói thật rồi không? Người bên cạnh tôi, có phải sẽ bị Nghê Hoài Kỳ hành hạ không? Bách Phú Minh tin Lý Dục Thần nói thật, con người Nghê Hoài Kỳ đúng là có thể làm như vậy. Thậm chí ông ta có thể tưởng tượng dáng vẻ Nghê Hoài Kỳ đắc ý đứng ngoài cửa, Lý Dục Thần đã nói rất nhẹ nhàng rồi, trong thực tế, không biết Nghê Hoài Kỳ còn nói bao nhiêu lời bẩn thỉu đáng hận. Nhưng Nghê Hoài Kỳ đã chết, người chết sẽ không lên tiếng, cũng không thể chứng thực lời của Lý Dục Thần. Nơi này là mật thất, đều có võ giả cấp cao ra vào, rất ít người bên ngoài biết, cho nên cũng không có lắp camera. Cậu Lý, bất kể thế nào, cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, chuyện của Hiệp hội Võ Đạo, tôi còn nói được mấy lời. Nhưng bây giờ, Bách Phú Minh thở dài một tiếng, cậu đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ, mà còn là mấy tông sư. Nếu cậu đi như vậy, tôi không thể ăn nói với cả Võ Lâm. Ồ, nói như vậy, ông cũng muốn ngăn tôi, Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Tôi biết không ngăn được cậu. Bách Phú Minh nhìn cánh cửa mật thất nứt vỡ một cái, chỉ đường nứt đó đã khiến người ta run sợ. Ông ta quá quen thuộc với mọi thứ ở đây. Ban đầu lúc thiết kế, ông ta còn cảm thấy hơi quá, vốn không cần làm bức tường dày như vậy. Nơi này là Hiệp hội Võ Đạo, không phải sở chỉ huy chiến trường. Không có quân địch đến tấn công nơi này. Nhưng bây giờ, lại bị chém đôi bằng một đường kiếm. Còn là sức mạnh của con người không? Nhưng tôi là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, tôi không thể thả cậu đi. Lý Dục Thần tức giận nói, ông không sợ chết. Bách Phú Minh quay đầu nhìn các đệ tử đi theo đến nói, các cậu đi trước đi. Sư phụ, có đệ tử lớn tiếng nói, chúng con muốn ở bên cạnh sư phụ. Đi đi, Bách Phú Minh nổi giận. Cất giọng run run, đi đi. Đi càng xa càng tốt. Thấy ông ta nổi giận như vậy, các đệ tử không dám trái lời, hằm hằm nhìn Lý Dục Thần một cái, từ từ lùi lại, cuối cùng rời đi. Cậu Lý, Bách Phú Minh đưa ra quyết định cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, ưỡn ngực, đứng trước mặt Lý Dục Thần với vẻ sẵn sàng cho cái chết. Cậu muốn rời khỏi đây thì giết tôi đi, bước qua thi thể của tôi. Lý Dục Thần bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Một số thứ trong huyết mạch cuồn cuộn, anh không thể kiềm chế sự sôi sục này. Thiên ma đang nhảy múa trước mắt, thất sát ca vang vọng bên tai. Giữa trời đất tràn ngập huyết quang. Nhìn huyết quang đó, anh lại có chút hưng phấn khó hiểu. Sát ý từ trong cơ thể nổi lên, kiếm huyền minh phóng ra ánh đen. Anh chậm rãi giơ kiếm, nói với Bách Phú Minh. Tôi đếm đến ba, ông còn không tránh, thì đừng trách tôi vô tình. Một, hai. 3. Lúc đếm đến 3, trên khuôn mặt Lý Dục Thần nở nụ cười tà mị. Bách Phú Minh nhìn thấy nụ cười đó, dường như nhìn thấy tử thần. Các đệ tử của Bách Phú Minh chưa đi xa, ở ngay ngoài cổng lớn Sơn Trang Hồng Vũ. Họ vừa lo lắng cho sư phụ, lại hận công phu của mình quá kém, không thể giúp gì. Chúng ta xông vào đi, cùng lắm là liều với hắn, một đệ tử nói. Liều, liều cái gì, liều nhân phẩm hả?
tông sư cũng không phải là đối thủ, anh đi vào có tác dụng gì? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn sư phụ, cùng lắm là chết. Cũng đừng nói chắc chắn như vậy, lỡ như sư phụ thắng thì sao? Sư phụ có lợi hại đi nữa, có lợi hại bằng tông sư Hoàng phủ không? Tông sư Hoàng và Dương tông sư đều chết, sư phụ chúng ta. Vậy thì xông vào, đại trưởng phu nói là làm, đầu rơi vết sẹo lớn bằng cái bát. Người đó nói xong, liền xông vào cổng lớn trước. Những người khác cũng đi theo. Vừa xông vào, thì nhìn thấy hai người đi ra, chính là Lý Dục Thần và Lang Dụ Văn. Kẻ dẫn đầu dừng bước chân, người phía sau cũng phanh gấp, dừng chân. Mọi người không nhìn thấy Bách Phú Minh, trong lòng lạnh toát, muốn chất vấn, nhưng lại quay sang nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Lý Dục Thần không dừng lại, bước từng bước đi ra. Anh bước một bước, họ lại lùi một bước. Lùi được mấy bước, cuối cùng tách sang hai bên, nhường một lối đi. Lý Dục Thần đi ra từ giữa đám người. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trên chân của Lý Dục Thần đang chảy máu. Máu chảy xuống đất, để lại một đường đỏ đứt đoạn dài trên người anh. Anh chậm rãi đi ra khỏi sơn trang Hồng Vũ. Mọi người đưa mắt nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác áp bức đến không thở nổi biến mất. Dưới đất chỉ còn lại một hàng dấu máu, kéo dài. Sư phụ! Không biết ai hô lên trước, mọi người mới như tỉnh mộng, vội vàng chạy đến tuyển quan. Xuống dưới hầm, chạy vào thôn đạo, từ xa đã thấy bóng dáng của Bách Phú Minh, đứng im bất động ở đó như trụ gỗ. Trong lòng các đệ tử nổi lên nỗi bất an, kinh sợ hô lên chạy đến. Sư phụ! Chạy đến trước mặt, chỉ thấy Bách Phú Minh đứng ở đó, mắt mở thật to, cũng không nhúc nhích. Sư phụ, làm sao thế? Sư phụ không sao chứ? Các đệ tử lắc lư cơ thể của Bách Phú Minh. Bách Phú Minh như tỉnh mộng, cơ thể lảo đảo, lẩm bẩm nói, tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Các đệ tử thấy hình như ông ta không bị thương, nên cũng yên tâm. Sư phụ đã đánh bại Lý Dục Thần ư? Đúng thế, sư phụ, con nhìn thấy Lý Dục Thần bị thương, hắn đang chảy máu. Sư phụ lợi hại quá, tông sư Hoàng Phủ cũng không đánh lại được, sư phụ lại đánh bại được hắn. Các đệ tử hưng phấn, anh một câu tôi một câu nói. Bách Phú Minh lại không vui. Ông ta ngửa cổ thở dài một tiếng, nói, sư phụ không đánh bại cậu ta. Vậy sao cậu ta bị thương? Cậu ta là vô địch, không ai có thể đánh bại cậu ta. Ngày đó ở tiền đường, khi cậu ta giết Itazura Kazuyoshi, đã dùng đường kiếm vô địch đó. Lúc đó, sư phụ không nhìn rõ. Hôm nay, đã nhìn rõ rồi. Ngay trước mặt sư phụ, đường kiếm đó, khiến trời đất kinh sợ, quỷ thần khóc lóc. Sư phụ, các đệ tử không hiểu Bách Phú Minh đang nói gì. Đường kiếm đó đủ để chém giết tất cả. Trước mắt uy lực của đường kiếm đó, tất cả là cát bụi. Bách Phú Minh nói tiếp, nếu đường kiếm đó giáng xuống người sư phụ, thì các cậu cũng không nhìn thấy sư phụ nữa. Các đệ tử nghe Bách Phú Minh kể lại sự việc khi đó không khỏi cảm thấy háo hức khi tưởng tượng ra nhát kiếm uy lực lồng lộng kia. Vậy, sư phụ, người làm thế nào thoát được nhát kiếm đấy? Làm thế nào làm Lý Dục Thần bị thương? Sư phụ không tránh được nhát kiếm đó. Không ai có thể tránh được nhát kiếm đó. Sư phụ không hề làm cậu ta bị thương mà là tự cậu ta làm mình bị thương. Tự anh ta ư? Đúng vậy, là tự cậu ta làm. Bách Phú Minh nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Khi Lý Dục Thần đếm tới ba, ông ta nhìn thấy thần chết từ trên trời giáng xuống. Nhát kiếm hủy diệt đất trời đó mang theo thứ ánh sáng đen của cửu u chém toạc không gian. Đứng trước uy lực của nhát kiếm đó, đừng nói là phản kháng hay tránh né, ngay cả động đậy thôi Bách Phú Minh cũng không làm được, thậm chí cả suy nghĩ của ông ta cũng đóng băng. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lý Dục Thần bỗng nhiên thu kiếm về. Thế nhưng, uy lực của nhát kiếm này thực sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả Lý Dục Thần cũng không thể kiểm soát nổi, cho nên anh đành phải đảo ngược kiếm khí, dùng thân thể của mình để đỡ lấy nhát kiếm ấy, kiếm chém thẳng vào đùi của anh. Bách Phú Minh trông thấy máu bắn tung tóe ra lập tức biến mất trong khoảng không mà kiếm khí tạo ra. Không gian bị bổ đôi ra khép kín trở lại, sản sinh ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Chỉ mình sóng năng lượng do việc không gian bị xé mở ra và khép lại thôi cũng đã đủ sức xé xác Bách Phú Minh.
nhưng thứ trông giống một tấm lệnh bài mà Lý Dục Thần ném ra lại tỏa ra ánh sáng vàng, không biết là nó lấn át hay là hấp thụ những năng lượng kia, tóm lại toàn bộ người và vật trong lối đi nhỏ đều không hề bị thương mảy may. Bách Phú Minh trơ mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, sau đó trơ mắt nhìn Lý Dục Thần rời đi. Cho tới khi các đệ tử tràn vào, ông ta mới hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ. Lúc này, ông ta không biết nên miêu tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Ở Đại hội Võ Lâm Tiền Đường, Lý Dục Thần đã cứu mạng ông ta một lần, giờ anh lại tha cho ông ta, xem như có ơn tha mạng. Điều này có nghĩa là ông ta đã nợ Lý Dục Thần hai mạng. Mặt khác, bởi sức mạnh quá chấn động của nhát kiếm vừa rồi mà trong lòng Bách Phú Minh lại bỗng nhiên như được khai sáng. Minh cảnh suốt bao nhiêu năm không thể đột phá bỗng có dấu hiệu nới lỏng ra vào đúng thời khắc ấy, một chút sức mạnh trong cơ thể ông ta đang bắt đầu dao động. Bách Phú Minh mơ hồ cảm giác được, võ hồn của mình sắp rời khỏi cơ thể. Điều này khiến ông ta vừa hưng phấn lại vừa bất an. Nếu như nhờ chuyện này mà ông ta đột phá võ đạo tiên thiên, luyện được võ hồn, vậy thì ông ta không chỉ nợ Lý Dục Thần hai mạng nữa. Nhưng vấn đề là, anh đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ. Bất kể thế nào cũng không thể xóa sạch được chuyện này. Bất kể ai đúng ai sai, Bách Phú Minh cũng là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Ông ta khó tránh khỏi tội lỗi. Mấu chốt là ông ta còn là đệ tử của Châu Khiếu Uyên. Ông ta có thể từ chức, có thể kiếm cớ mặc kệ chuyện này. Nhưng Châu Khiếu Uyên có thể mặc kệ được hay sao? Bốn tông sư bị giết ở Sơn Trang Hồng Vũ, ở Kim Lăng. Nhà họ Châu là gia đình võ đạo bề thế số một Kim Lăng há có thể mặc kệ hay sao? Châu Khiếu Uyên là nhân vật đại biểu của Võ Lâm Hoa Đông, người sáng lập Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông há có thể mặc kệ hay sao? Nhưng không mặc kệ thì ông ta phải làm thế nào? Bách Phú Minh tưởng tượng thử, nếu như vừa rồi, người đứng ở đây không phải là ông ta mà là ân sư của ông ta Châu Khiếu Uyên. Nếu như là Châu Khiếu Uyên đối mặt với nhát kiếm hủy diệt đất trời kia của Lý Dục Thần thì ông ta sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Ông ta không tưởng tượng ra nổi, thậm chí còn không dám tưởng tượng. Bất kể kết quả như thế nào, ông ta đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh không do dự nữa, vội vã quay người rời đi. Sư phụ, ở đây thì làm thế nào bây giờ ạ? Đệ tử của Bách Phú Minh hỏi. Bách Phú Minh đáp mà không quay đầu lại, mọi người dọn dẹp chỗ này đi, cố gắng hết sức đừng phát tán chuyện xảy ra ở đây hôm nay ra ngoài, khống chế số người biết chuyện ở mức thấp nhất. Chờ sư phụ đi gặp sư phụ của mình về rồi sẽ quyết định xem bước tiếp theo nên xử lý như thế nào sau. Lý Dục Thần dẫn theo Lang Dụ Văn trở lại Ngô Đồng cư ở thành phố Hòa. Mọi người đều đang đợi anh trở về. Khi nhìn thấy vết máu trên đùi anh, mọi người giật nảy mình. Dục Thần, anh bị thương à? Lâm Mộng Đình vội vàng dìu anh ngồi xuống sofa phòng khách. Tôi không sao, Lý Dục Thần lắc đầu mệt mỏi. Vết thương nhỏ thế này đúng là chẳng là gì đối với anh nhưng khi đối mặt với Bách Phú Minh, để có thể đột ngột thu lại nhát kiếm mà mình chém ra, anh đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Đó là một trận chiến đấu với chính bản thân mình. Bắt đầu từ lúc bị ép phải xuất quan, kẻ địch của anh đã không còn là người khác nữa mà là chính anh. Lý Dục Thần không chỉ phải chiến thắng tâm ma của mình mà còn cả thứ cổ xưa đang dục dịch thức tỉnh trong máu của anh. Khi nhìn thấy điệu múa thiên ma ở hoang trạch, anh đã biết rằng, kiểu gì rồi cũng có một ngày anh phải đối mặt với kẻ đó, hoặc là anh chiến thắng kẻ đó, hoặc là kẻ đó sẽ đánh bại anh. Anh còn bảo là không sao ư, anh xem chân anh này. Lâm Mộng Đình cầm kéo cắt đôi ống quần dính máu của Lý Dục Thần ra. Trên đùi của anh có một vết kiếm chém, kiếm khí còn lưu lại ở đó của kiếm huyền minh khiến vết thương không thể khép lại được, miệng vết thương màu đen, máu chảy ra đã khô lại, trông mà giật mình. Anh Dục Thần. Ninh Hương nhìn thấy vết thương này, hoảng sợ kêu lên một tiếng, suýt thì bật khóc, cứ như thể nhát kiếm này là chém vào người cô ấy vậy, thậm chí còn đau đớn hơn cả khi chính cô ấy bị thương. Anh Mã Sơn bị thương, anh cũng bị thương, Ninh Hương khóc nức nở nói, hai anh là những người thân yêu nhất của em trên đời này, em không muốn các anh xảy ra chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt long lanh nước mắt chảy ra từ đôi mắt trong veo của Ninh Hương, Lý Dục Thần chợt thấy cực kỳ ấm áp và thân thiết. Anh nhẹ xoa đầu Đinh Hương, cười nói, không sao, anh của em có thể lên trời xuống đất, chút vết thương nhỏ này thì có gì đáng kể đâu chứ. Đinh Hương nín khóc mỉm cười,
gật đầu thật mạnh, nói, dạ, em tin anh Dục Thần. Cũng tin anh Mã Sơn. Lâm Mộng Đình bưng một chậu nước nóng tới rửa sạch máu trên chân cho Lý Dục Thần. Vừa lau cô vừa trách móc anh bị thương thành ra thế này rồi còn nói khoác cho được. Lên trời xuống đất à, thế sao anh không hái lấy mấy trái đào tiên về đây chia cho mọi người ăn? Lý Dục Thần lúng túng gãi đầu. Mọi người cười ầm lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu. Dục Thần, cậu không sao thật chứ? Thực ra chị Mai đã nhìn ra được một chút dấu hiệu. Bà ta không lo lắng cho vết thương trên đùi của Lý Dục Thần. Mã Sơn và anh Thái đều đã đến quỷ môn quan rồi còn được anh cứu trở về thì vết thương nhỏ thế này chắc chắn cũng không thành vấn đề với anh. Nhưng khi Lý Dục Thần trở về, sắc mặt anh rất bất ổn. Chị Mai biết chắc chắn anh đã gặp rắc rối, hơn nữa rất có thể rắc rối này không phải là vấn đề tới từ bên ngoài mà là xuất phát từ chính anh. Bất kể tu tiên hay luyện võ, cuối cùng đều phải đột phá chính mình. Tôi không sao, Lý Dục Thần cười, chỉ là có lẽ tôi sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian. Chị Mai gật đầu nói, cũng tốt, cậu cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi thôi. Kể từ ngày cậu tới thành phố Hòa đến giờ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện rồi. Cậu không phải người thường nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con người. Đã là con người thì không thể xa rời cuộc sống, không thể không nghỉ ngơi. Chị thấy hay là thế này nhé, sắp tới, cậu cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, Mộng Đình cũng đừng đi học nữa, ở nhà chăm sóc cho Dục Thần. Ninh Hương nói, vậy em cũng không đi học nữa, em cũng ở nhà chăm sóc anh Dục Thần. Chị Mai lườm Đinh Hương một cái, người ta là vợ chồng, cần phải tận hưởng cuộc sống của vợ chồng trẻ, em ở lại đây để làm gì? Làm bóng đèn vui lắm chắc. Mọi người cười phá lên.